Đại hào môn, tiêu phàm, bản dịch chuẩn. chương 241, bản mệnh pháp khí. Thì ra là thế, thật lâu, tiêu phàm tự lầm bẩm một tiếng. Mọi người ánh mắt đều nhìn qua, cơ khinh xa nhất là chú ý. Tiêu phàm đang tra dò xét nơi này tình huống thời điểm, nàng cũng không có nhàn rỗi. Hà lạc phái tướng thuật phong thủy chi thuật, cũng là chính tông truyền thừa, đã nơi này tình hình khác thường. Cơ khinh xa một cách tự nhiên cũng muốn điều tra một phen, Kết quả gì đều không có. Nơi này to lớn che đậy chi lực, làm cho cơ khinh xa thuật pháp rất khó thi triển đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, là nàng thi triển thuật pháp, nhưng là không chiếm được kết quả. Từ tiêu phàm lời này đến xem, rất hiển nhiên, Tiêu phàm đã đã tìm được nguyên nhân. Cơ khinh xa lại liếc Tiêu phàm trong tay kia tuyết trắng Huyền Vũ giáp một chút. Trong mắt người ngoài, cái này Huyền Vũ giáp trừ xinh đẹp một điểm, tinh xảo một điểm, cùng cái khác mai rùa cũng không có khác nhau. Cơ khinh xa cũng chỉ là cảm nhận được huyền vũ giáp linh khí kinh người, khác đồng dạng không cảm giác được. Tiêu phàm trong vòng hơi thở thôi động huyền vũ giáp, lấy thần niệm cùng huyền giáp câu thông, nàng ở bên cạnh nhìn thấy, lại nơi nào có thể nhìn ra cái gì huyền cơ đến. Nơi này không phải bình thường cổ mộ, hoặc là nói, cái này căn bản cũng không phải là một tòa cổ mộ, mà là một cái dấu đổ vật địa cung. Nhưng là, tu kiến tòa này mê cung dưới mặt đất tổ tiên, rất hiển nhiên là chúng ta đồng đạo, mà lại tạo nghệ cao thâm hắn bày ra cái này sát trận, chính là vì bảo hộ địa cung. Bất quá niên đại xa xưa, âm sát sát khí trầm tích ở đây, dần dần diễn biến thành vì một cỗ cực kỳ cổ quái thôn vệ chi lực. Muốn chân áp cỗ này thôn vệ chi lực, độ khó quá đại. Tiêu phàm chậm rãi nói, những người khác nghe được cái hiểu cái không, cơ khinh xa lại là nhẹ nhàng gật đầu. Chân áp cỗ này thôn vệ chi lực, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, kỳ thật chính là tiêu phàm cùng lúc trước bày trận người, cách thời không đọ sức. Cái này địa cung, không biết tồn tại bao lâu, có phải là cùng đông phương sóc có quan hệ, đối với cơ khinh xa mà nói, đều là ẩn số. Nàng đối trộm mộ cái này nghề cũng chưa quen thuộc, nhưng bất kể như thế nào, cách thời không cùng một vị cổ đại tiên hiền, thuật pháp đại sư giao thủ, đều không phải ý kiến hay. Thắng không có gì đáng giá khoe, người cũng không biết thắng chính là ai. Nếu như thua, lại làm không tốt chính là một trận đại họa. Chuyện ngu xuẩn như vậy, ai sẽ đi làm? Kia, chúng ta không là không vào được rồi sao? Uyển Thiên Thiên hỏi, cỗ này thôn vệ chi lực chỗ lợi hại, nàng so tất cả mọi người rõ ràng hơn, cắt thân thể sẽ nha. Cứ việc bởi vì hiện tại đi theo tiêu phàm bên người, không có trở ngại, nhưng đây là đang địa cung bên ngoài, một khi xuống đến trong cung điện dưới lòng đất, thôn vệ lực lượng khẳng định càng thêm cường đại. Audio điện tử võ tấn bền Tiêu phàm mỉm cười, nói chân áp không phải duy nhất đường giải quyết, còn có những biện pháp khác có thể nghĩ. Uyển thiên thiên hì hì mà cười, hướng tiêu phàm giơ ngón tay cái lên, làm cái vẻ mặt đáng yêu. Tiểu nha đầu nắm họ không thay đổi, thân thể vừa mới có chút khởi sắc, lập tức liền hồi phục đóng vai non trang tiểu thói quen từ lâu. Vừa nghiêng đầu đụng vào tân lâm ánh mắt lạnh lùng, Uyển thiên thiên lại làm cái mặt quỷ. Cơ tổng, muốn hướng người mượn kiện đồ vật, tiêu phàm chuyển hướng cơ khinh xa, nói, thứ gì, lạc giáp, cơ khinh xa tú Mỹ song mi nhẹ nhàng dương lên, cái gọi là lạc giáp, chỉ chính là lạc thư thái nhất dưới cửu cung đồ. Lạc thư lại xưng rùa sách, tương truyền có thần rùa ra ngoài lạc thủy, giáp lưng phía trên có khắc này đồ, kết cấu vì mang 9 giày một, trái phải 3,7, 24 là vai, 68 vì đủ, lấy 5 ở giữa. Ngũ phương trắng vòng đều dương số, bốn góc điểm đen vì âm số. Chính tông hà lạc phái truyền nhân, bên người đều sẽ mang theo một cái mai rùa, bên trên điêu khắc lạc thư thái nhất dưới cửu cung đồ. Thuật số bên trong, bao quát kỳ môn độn giáp đều lấy cửu cung làm làm hòn đá tảng. Đơn giản đến nói, trong đó 1379 vị dương, 2468 vị âm, nằm ở trung ương, chính là một cái tiêu chuẩn lạc thư cửu cung đồ. Hà lạc phái rất nhiều thuật pháp, đều dựa vào tùy thân mang theo lạc giáp tiến hành thôi diễn. Một chút không phải truyền nhân chính tông, cũng có nguyên nhân giản liền lộ, tùy tiện hòa cái cửu cung đồ mang ở trên người, nhưng cơ khinh xa khẳng định không đến mức như vậy đơn sơ, lấy cơ thể tập đoàn tài lực, cái gì tinh mỹ mai rùa nàng tìm không thấy, điêu không ra. Tiêu phàm mở miệng liền hướng nàng mượn lạc giáp, có thể thấy được tiêu phàm đã sớm biết nàng là vị thuật sư, mà lại là hà lạc phái truyền nhân. Tiêu phàm đi qua thiên nam trà trang, lại chính miệng hỏi thăm qua trà trang do ai thiết kế, bởi vậy đoán được cơ khinh xa lai lịch, cũng chẳng có gì lạ. Cơ khinh xa lại không có lập tức liền lấy ra lạc giáp, ngược lại hỏi tiêu nhất thiếu mượn lạc giáp làm gì dùng. Cái này lạc giáp là nàng cơ khinh sa thi triển rất nhiều thuật pháp pháp khí, nhiều năm như vậy mang theo trên người, lấy bản mệnh chân nguyên tẩm bổ, sớm đã cùng nàng tâm thần tương thông, liền như là tiêu phàm huyền vũ giáp đồng dạng. Không có làm rõ ràng tiêu phàm mượn lạc giáp công dụng, làm sao có thể tùy tiện giao ra. Nếu như tiêu phàm hướng nàng mượn mấy ngàn vạn khoản tiền lớn, cơ khinh sa đảm bảo mày cũng không nhăn một chút, nửa câu đều sẽ không hỏi nhiều. Tiêu Phàm cười nói, cơ tổng không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Nơi đây thôn vệ chi lực không thể chấn áp, ta nghĩ vài cái trận, đem những này thôn vệ chi lực cùng âm sát khí đều dẫn đi. Đây là cái dẫn đường trận, không phải đấu pháp dùng. Cổ đại tiên hiền bố chế cái này phong thủy sát trận cố nhiên lợi hại, dù sao niên đại xa xưa, linh tính trôi qua không ít. Trước mấy thời gian lại bị thiên thiên các nàng tại trong lúc vô tình cưỡng ép phá đi một góc, đã không hoàn chỉnh. Cưỡng ép chân áp, trận pháp ngưng tụ sát khí không có địa phương đi, khẳng định phải làm chó cùng rứt dậu. Chúng ta bố chế một cái dẫn đường trận, đem sát khí dẫn hướng bên ngoài thiên địa, tự hành tiêu tán, tương đối mà nói, liền an toàn nhiều. Lấy lạc giáp tới làm cái này dẫn đường trận trận nhãn pháp khí, là thích hợp nhất. Cơ khinh xa trầm ngâm nói, tiêu một ít, ta vẫn thật không nghĩ tới lạc giáp có thể dùng làm dạng này công dụng. Lần này cũng không phải cơ khinh xa hẹp hòi, dù sao lạc giáp có thể tính phải là nàng bản mệnh pháp khí nàng tại cái này lạc giáp phía trên dưới công phu chi sâu người bình thường là không thể nào hiểu được dùng đi làm trận pháp trận nhãn pháp khí lại không có làm rõ ràng tiền căn hậu quả thời điểm cơ khinh xa tự nhiên không muốn tùy tiện đem mình bản mệnh pháp khí giao cho người bên ngoài cho dù là tiêu phàm cũng không được dù sao buổi tối hôm qua trần trùng trục không mảnh vải che thân bị tiêu phàm kéo nửa cái buổi tối là uyển thiên thiên không phải cơ khinh xa giả thiết tối hôm qua là cơ khinh xa cùng huyền thiên thiên đổi chỗ mà xử, có lẽ cơ khinh xa liền không do dự. Thật giống như hiện tại huyền thiên thiên, tiêu phàm để nàng lấy nhục thân đi làm pháp khí, nói không chừng cũng làm. Đối cái này cái nam nhân, huyền thiên thiên dưới mắt là tin tưởng vô điều kiện. Tiêu phàm cũng không họ gấp, mỉm cười nói cơ tổng, hà đồ lạc thư truyền thừa xa xưa, là bát quái khởi nguyên. Lạc giáp là thái nhất dưới cửu cung chi tượng, đế tinh ở giữa mà có thể dưới cửu cung, chính là thể vì bắc cực, dùng tại bắt đầu, lấy đấu là đế xe. Lạc thư cửu cung số, âm số làm phụ, chiếm giữ bốn góc, biểu thị địa khí. Mà năm ở giữa, chính thuộc thổ khí, vì ngũ hành sinh số chi tổ, chiếm giữ trung cung, gửi vượng bốn góc. Nơi đây vì đông hoa đế quân miếu, đông hoa đế quân là nam tiên chi tổ, chủ lý đông phương âm dương chi khí, bây giờ địa cung đã hiển, lấy lạc giáp vì dẫn đường trận trận nhán, có thể câu thông cổ kim. Đến lúc đó mời cơ tổng cộng ta cùng một chỗ cách làm, có lẽ có thể đối hà lạc sách báo tinh túy, có lĩnh ngộ sâu hơn. Lời này liền nói phải rất rõ ràng, ta biết lạc giáp là người bản mệnh pháp khí, cho nên mới muốn dùng nó tới làm trận nhãn. Nơi này bày ra phong thủy sát trận, niên đại xa xưa, mà lại giả danh Đông Hoa đế quân, có lẽ thật cùng Đông Phương Sóc có quan hệ. Trong truyền thuyết, Đông Phương Sóc là Đông Hoa đế quân đệ tử. Quả thật như thế, lấy lạc giáp là trận nhãn pháp khí, Ngươi cùng ta cùng một chỗ thi pháp, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cổ nhân thuật pháp tinh túy, liền xem chính ngươi ngộ tính. Mảnh bàn về đến, Hà Lạc phái chính tông truyền thừa cùng vô cực truyền thừa đồng dạng xa xưa, chân chính lĩnh ngộ Hà Đồ Lạc thư tinh túy, nó uy lực to lớn, chỉ sợ cũng không thua tại bất kỳ một cái nào thuật pháp lưu phái cùng truyền thừa. Nói xong là dẫn đường trận, không phải đấu pháp trận, phong hiểm phương diện, liền sẽ không quá lớn. Tơ khinh xa trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm động vị này vô cực môn đương đại cao nhân, quả thật là vương giả phong phạm. Xưa nay không của mình mình quý, càng không đố kỵ chèn ép cái khác thuật pháp truyền thừa, mà là vô tư tương trợ. Lãnh tụ khí độ, sôi nổi mà ra, có lẽ cái này cùng tiêu phàm xuất thân, cũng có quan hệ rất lớn. Từ tiểu sinh sống ở tiêu gia như thế một cùng một hào môn đại tộc, chiếm cứ lấy quyền lực kim tự tháp đỉnh phong, mưa dầm thấm đất, kia khí độ lòng dạ tự nhiên không hề tầm thường. Tương đối mà nói, cơ khinh xa thấy qua không ít cái gọi là cường giả kiêu hùng, không khỏi quá không phóng khoáng. Cơ khinh xa nhẹ nhàng khẽ khom người, lệch dưới cổ, đưa tay bắt được tuyết trắng trên cổ một đầu màu đỏ sợi tơ, tính mịch nhũ câu như ẩn như hiện, chậm rãi đem tơ hồng tuyến kéo ra ngoài. Tơ hồng tuyến cuối cùng là một cái tiểu xảo đến cực điểm màu đen mai rùa, hẹn hai thốn lớn nhỏ, bóng loáng đen nhánh, ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển, linh khí bức người. Cơ khinh sa đem màu đen mai rùa đặt ở trắng noãn trong lòng bàn tay giò xét hai mắt, hai tay đưa cho tiêu phàm. Một cỗ nồng đậm mùi thơm, xông vào mũi. Cái này mai rùa thế nhưng là cơ khinh sa thiếp thân mà giấu, nói nói hàng đêm cùng nàng mỡ đông hai ngọn núi gấp dính chặt vào nhau, không thể tránh né mang theo tuổi trẻ mỹ nữ mỹ rượu vô so mùi thơm cơ thể. Tiêu phàm thần sắc trịnh trọng, hai tay nhận lấy, tinh tế hơi đánh giá, mỉm cười tán dương, thật là tinh xảo lạc giác. Cơ tổng, món bảo vật này truyền thật nhiều năm a à. giám định cổ vật tiêu phàm thế nhưng là tương đương sở trường chỉ là ngay trước cơ khinh xa cùng mặt những người khác tiêu phàm không tiện kỹ càng điều tra đơn thuần bằng cảm giác cũng có thể biết đây không phải năm gần đây chế thành vật phẩm cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp nói một thiếu thật sự là mắt sáng như đuốc cái gì đều không thể gạt được ngươi cái này là ta mụ mụ truyền cho ta nghe nói là ông ngoại của ta nhà truyền gia chi bảo đến cùng lưu truyền bao nhiêu đời, chính ta cũng không rõ ràng. Nghe cơ khinh xa kiểu nói này, tiêu phàm lập tức liền có một loại nào đó xúc động, muốn đem hai con ngón tay cái dựng vào mai rùa, hảo hảo vuốt quá khứ, tin tưởng liền có thể nhô ra cái đại khái kết quả tới. Bất quá tiêu phàm tự nhiên không có thật làm như thế. Cái này lạc giáp từ cơ khinh xa trước ngực lấy ra, tiêu phàm làm như thế, cho người cảm giác thật giống như đang vuốt ve cơ khinh xa mỡ đông bộ ngực sữa, không khỏi quá mức lỗ mãng mà lại chưa cơ khinh xa cho phép, liền tự tác chủ trương đi điều tra nhà nàng truyền bảo vật niên đại, cũng quá mức vô lễ. Tiêu chân nhân chính là quân tử khiêm tốn, tôn sư một giáo, sao có thể làm loại này vô lễ mà lỗ mãng sự tình đâu. Nhất định phải làm lời nói, cũng không thể làm đoàn người mặt làm nha, tổng cũng được che lấp một chút. Tốt nhất, còn muốn được cơ khinh xa bản nhân đồng ý. Lão Di vừa vẫn rất tốt, tiếp tục yêu lớp 8 hay không? Tiểu cửu ăn dấm hay không? Ha ha! chương 242, thuật pháp phát triển giản sử. Đông hoa đế quân miếu nhìn qua rách nát không chịu nổi, nhưng khi đó người kiến tạo cũng không qua loa, chiếm diện tích cũng không tính nhỏ, chính điện thiền điện xương phòng đầy đủ mọi thứ. Mặc dù là đổ nát thê lương, nhưng mà miếu thờ cơ bản kết cấu vẫn còn, 10 phân rõ ràng. Rất nhiều năm trước cổ người vì sao phải tại cái này giã ngoại hoang vô kiến tạo một cái đông hoa đế quân miếu, đã không thể kiểm tra tiêu phàm không phải nhà khảo cổ học, không có ý định đi biết rõ ràng trong này nguyên nhân. Tông giáo bên trên rất nhiều chuyện, dùng thế tục lý do là rất khó giải thích rõ ràng. Tiêu phàm chậm rãi đi tiến vào đông hoa đế quân miếu. Kia cỗ thôn vệ chi lực càng thêm bất an phân, lăn lộn, chỉ muốn muốn chui tiến vào tiêu phàm thể nội. Tiêu phàm toàn thân hạo nhiên chính khí lưu chuyển, đem này quỷ dị thôn vệ chi lực cản tại bên ngoài. Ngưng thần quan sát mấy người khác thần sắc, Triệu huyền thiên thiên hơi hơi có chút không lớn thích ứng bên ngoài, người khác ngược lại không nhiều lắm phản ứng dị thường. Xem ra cái này thôn vệ chi lực chỉ đối người mạnh nhất xuất thủ, vì sao có thể như vậy, càng thêm gây nên tiêu phàm hiếu kỳ. Đại điện 10 điểm rách nát, đông hoa đế quân tượng thần vẫn còn đứng ở đó, chỉ là nhện dày đặc, bẩn thỉu kim sơn bong ra từng màng, sớm đã không còn năm đó phong quang hiển hách. Tiêu phàm chậm chậm tiến lên, xá dài làm lễ. Vô Cực môn mặc dù không tính là chính tông đạo gia truyền thừa, bất quá đối với đạo giáo thần chỉ nhưng cũng không chậm trễ. Trong truyền thuyết, Đông Phương Sóc là Đông Hoa Đế quân đệ tử, mà Đông Phương Sóc lại mạnh mẽ là Vô Cực môn tôn sùng thuật pháp tiền bối, cùng Vô Cực môn năm đó trưởng giáo tổ sư quan hệ mật thiết, nghe nói thường xuyên cùng một chỗ luận bàn thuật pháp tâm đắc. Có quan hệ những này chuyện cũ, Vô Cực thuật tàng bên trong đều ghi chép có. Nguyên bản hết nhìn đông tới nhìn tây uyển thiên thiên bọn người thấy Tiêu Phàm trịnh trọng như vậy việc, cũng từng cái bình tức tĩnh khí, đối đông hoa đế quân tượng thần thở dài. Quyền thiên thiên thậm chí thì thào cầu nguyện, lão thần tiên, ngươi liền đại nhân đại lượng, không muốn cùng ta so đo. Ta biết không nên đào ngươi địa cung, thế nhưng là chúng ta yên chi xã làm chính là việc này, không đào không được a. À. Ngài nhiều hơn tha thứ đi, tự nhiên, thanh âm giống như mũi vo ve, nhỏ khó thể nghe. Tiêu phàm nội công tinh xảo, lại cùng nàng đứng được tương đối gần, ước chừng nghe tới vài câu, không khỏi âm thầm bật cười. Tiểu nha đầu cái này cầu nguyện chi từ có thể nói tương đương độc đáo, lễ huyền thiên thiên họ cách, có thể hướng đông hoa đế quân cúi đầu nhận sai, thế nhưng là vô cùng ghê gớm sự tình, bởi vậy có thể thấy được, huyền thiên thiên ở sâu trong nội tâm còn thật sự có biến hóa. Thăm viếng qua đông hoa đế quân thần vị về sau, tiêu phàm không có vội vã bày trận, mà là cẩn thận thăm dò thần miếu bố cục. Cứ việc chỉ còn lại có đổ nát thê lương, vẫn như cũng có thể nhìn ra được, cái này đông hoa đế quân miếu vẫn như cũ duy trì xa xưa thời đại đặc sắc. Tiêu phàm bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, một mực tại yên lặng chú ý hắn cơ khinh xa nhẹ giọng hỏi, một ít, làm sao rồi? Có phát hiện gì? Tiêu phàm nói, cái này miếu không phải hán đại xây, lối kiến trúc không đúng, không có hán đại miếu thờ kiến trúc đặc điểm. Cơ khinh xa không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía huyền thiên thiên, thiên thiên. Đối với đồ cổ, cơ khinh xa cũng không quá ngoài nghề, Nàng cứ việc không phải học khảo cổ chuyên nghiệp, cũng không phải nghề nghiệp người thu thập, nhưng trong nhà đồ cất giữ tương đối phong phú, tại đồ cổ phân biệt bên trên có nhất định tạo nghệ. Chỉ là đồ cổ cùng cổ kiến trúc phân biệt, kia không là một chuyện. Tại phương diện này, Uyển Thiên Thiên cùng Yên Chi xã tự nhiên là người trong nghề. Không có phương diện này kiến thức, Yên Chi xã dựa vào cái gì trở thành phương bắc lớn nhất nhóm người trộm mộ? Uyển Thiên Thiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Miếu không phải Hán đại, nhưng nền tảng là Hán đại." cái này tu chân tường gạch khẳng định là hán gạch điểm này không có nghi vấn địa cung cũng là hán đại tu kiến vô luận là lối kiến trúc hay là tu kiến địa cung gạch xanh đều là hán gạch điển hình phong cách chẳng những có hán gạch thường gặp hình thoi đồ án còn có rất hiếm thấy tiền đồng đồ án ta xem chừng miếu là hậu nhân tu kiến là cố ý ở cung điện dưới lòng đất phía trên tu ngôi miếu này hay là rất trùng hợp vừa vặn tu ở cung điện dưới lòng đất phía trên liền không tốt có kết luận ta không phải nhà khảo cổ học, ta là trộm mộ, cái này miếu là người phương nào sở kiến, vì sao muốn xây, ta mặc kệ, ta liền quản trong cung điện dưới lòng đất có hay không đáng giá ta xuất thủ đồ tốt. Một ít, kia này phong thủy sát trận là hán đại người sở kiến, hay là hậu nhân sở kiến. Cơ khinh xa đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hỏi. Tiêu phàm mỉm cười, nói cơ tổng, đây chính là kiểm tra ở ta. Điểm này, ta còn thật không phải là quá rõ ràng muốn thi chứng phong thủy sát trận năm, khó tránh khỏi có chút làm khó. Tiêu phàm mặc dù là đỉnh tiêm đại thuật sư, dù sao không phải thần tiên. Tơ khinh xa không khỏi bật cười, đưa tay vuốt vuốt bên tai rủ xuống một sợi tóc xanh, nói là ta hỏi được không đúng. Tiêu phàm nhưng lại trầm ngâm nói, cùng thanh nơi này thôn vệ sát khí phát ra sạch sẽ về sau, nếu như có thể tìm tới lúc trước bầy trận pháp khí, cũng có thể nhìn ra chút đầu mối. Huyền Thiên Thiên kỳ quái nói: "Đến cùng là cái nào triều đại người xây phong thủy sát trận, có quan hệ gì sao? Không phải biết rõ ràng, nàng đối Phong Thủy Kham dư tướng thuật xem bói loại hình thuật pháp, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút, nhưng tối đa cũng chính là ra mau mà thôi, dưới cái nhìn của nàng, cần thiết đi tìm hiểu những này a. À? Chẳng lẽ còn có thể dựa vào cái này có cái gì không tưởng được thu hoạch? Cũng không thể đem cái kia chết không biết bao nhiêu năm cổ nhân bắt tới đối thoại a." À? Tiêu Phàm mỉm cười nói, cũng không phải không phải biết rõ ràng, bất quá nếu là có thể biết rõ ràng lời nói, có lẽ có ít chỗ tốt. Có chỗ tốt gì? Uyển Thiên Thiên lập tức bắt đầu truy vấn ngọn nguồn. Nàng thực tế là cái rất có nghiên cứu tinh thần tiểu cô nương. Có lẽ Uyển Thiên Thiên là nghĩ thấu qua đối thuật pháp hiểu thêm một bậc đến làm sâu sắc đối Tiêu Phàm hiểu rõ, nàng hiện tại gấp đón đỡ hiểu rõ Tiêu Phàm hết thảy. Đối mặt với vô thanh vô tức Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên luôn là có một loại cực kỳ sâu nặng cảm giác cấp bách nàng cùng tân lâm cạnh tranh, vốn cũng không tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Tại nàng nhận biết tiêu phàm trước đó, người ta tân tỷ tỷ đã sớm cùng tiêu phàm cùng phòng mà cư ba bốn năm. Hơn một ngàn cái thời gian sớm chiều ở chung, đủ để bồi dưỡng được rất cảm tình sâu đậm. Cùng tân lâm tương đối mà nói, huyền thiên thiên hiện tại duy nhất ưu thế, có lẽ chính là buổi tối hôm qua kia đoạn kinh lịch. Nàng đã cùng tiêu phàm thành khẩn tương đối qua, mặc dù vẫn chưa phát sinh cái gì hơn cách sự tình nhưng cũng làm cho uyển thiên thiên tự giác tư bản 10 phần ta liền lại bên trên ngươi thế nào a à? dù là như thế uyển thiên thiên tự nhiên vẫn là không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào hiểu thêm một bậc tiêu phàm cơ hội tiêu phàm cười mà không nói không phải tiêu phàm không vui lòng trả lời uyển thiên thiên vấn đề thực tế tình huống này dăm ba câu giải thích không rõ ràng vô cực thuật tàng độ dài hạo phồn mặc dù là lấy vô cực chín tướng thiên vì toàn bộ thuật giấu hạch tâm cùng căn cơ nhưng trên thực tế, vô cực thuật tàng tính được là một bộ châu Á thuật pháp phát triển giản sử. Vô cực môn lịch đại trưởng giáo cùng cao nhân tiền bối đối với vị trí thời đại thuật pháp phát triển cùng hoàn cảnh lớn, đều có ghi chép. Những này ghi chép rất xem thêm đi lên 10 điểm đơn giản, có cao độ khái quát họ, có lẽ nói là nói không tỉ mỉ, nhưng lại 10 điểm khách quan tinh luyện. Tỉ như trong lịch sử 4 lần diệt việc Phật kiện, trên cơ bản đều có thể xem là đạo giáo, nhau giáo hiệp trợ hoàng quyền đối Phật giáo tiến hành hủy diệt tính đả kích, một chút thuật pháp mọi người tại những sự kiện này bên trong đưa đến 10 điểm trọng yếu tác dụng. Tỷ như hậu chu thế tông diệt Phật, liền cùng đồ nam chân nhân hy di tổ sư Trần Đoàn có liên hệ nhất định. Trần Đoàn tổ sư chính là tử vi đấu đếm được sáng lập người, nói trong giáo không tầm thường đại nhân vật. Lại như trước đây ít năm phát sinh ở châu Á phá bốn cú vận động cùng tùy theo mà đến đại hạo kiếp, cũng đối thuật pháp phát triển tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chỉ thủy tổ sư cùng văn nhị thái gia đều sáng tác có chuyên môn văn chương, miêu tả kia trong hai ba mươi năm phát sinh đủ loại hạn chế thuật pháp phát triển tình hình, đều đều thu nhận sử dụng tại vô cực thuật tàng phụ lục bên trong. Trừ cái đó ra, vô cực thuật tàng đối cái khác thuật pháp lưu phái phát triển cũng có chỗ ghi chép. Trong lịch sử rất nhiều thuật pháp đại sư tại vô cực thuật tàng bên trong địa vị đều tương đương cao thượng, cứ việc những này thuật pháp đại sư cũng không phải là vô cực môn truyền thừa. Tỷ như vô cực thuật tàng tôn xưng trần đoàn vì hy di tổ sư, tôn xưng viên thiên cương vì viên tổ hoặc là núi lửa tổ sư. Bởi vì viên thiên cương sơ đường từng nhận trước núi lửa lệch, vì vậy tên chi. Nếu tiêu phàm có thể thông qua bầy trận pháp khí thăm dò cái này phong thủy sát trận xuất từ cái nào triều đại vị kia thuật pháp tông sư chi thủ, có lẽ liền có thể dùng cái này đẩy ngược ra một chút trước chỗ không biết thuật pháp chi thức tới. Cái này nội tình tương đối phức tạp, mà lại cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, uyển thiên thiên lại không phải người trong đồng đạo, tiêu phàm cũng không có hướng nàng làm nhiều giải thích. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì uyển thiên thiên trước mắt tại tiêu phàm trong suy nghĩ địa vị còn không bằng tân lâm bố trí. Nếu như là tân lâm lối ra hỏi, tiêu phàm là khẳng định sẽ cho nàng giải thích rõ ràng. Bắt đầu bày trận đi, tiêu phàm đối cơ khinh xa nói. Cơ khinh xa gật gật đầu, lại lại hỏi, một ít, vì cái gì không dưới địa cung bày trận, muốn tại trong miếu bày trận. Xuyên thấu qua trong miếu đổ nát thê lương, đã có thể nhìn thấy miếu thờ hậu viện địa cung cửa vào, bên cạnh là tươi mới đất vàng, Huyền thiên thiên bọn hắn khai quật địa cung thời điểm móc ra thổ nhưỡng. Cơ khinh xa mơ hồ cảm giác, tiền nhân phong thủy sát trận là bố trí tại địa cung bên trong, muốn phá giải cái trận thế này, theo lý hẳn là xuống đất cung bày trận càng thêm phù hợp, cũng càng thêm trực tiếp, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Tiêu phàm nói, chúng ta bày là dẫn đường trận, không phải trấn áp đại trận, cũng không cần phải xuống đất cung đi bố trí. Trong cung điện dưới lòng đất tương đối chật trội, thôn vệ sát khí khó mà dẫn suốt đi cưỡng ép tại trong cung điện dưới lòng đất bầy trận hiệu quả phản ngược lại không tiện ngôi miếu này vũ chính chính xây tại phía trên cung điện dưới lòng đất địa thế tương đối khoáng đạt tại miếu bên trong bầy trận hiệu quả càng tốt cơ khinh sa nở nụ cười xinh đẹp nói tốt hết thảy nghe theo một thiếu an bài người để ta làm thế nào ta liền làm như thế đó cơ khinh sa tinh thông thuật pháp nhưng cũng có thể biết tiêu phàm tại thuật pháp bên trên tạo nghệ so sánh với mình càng cao thâm hơn hết thảy lấy tiêu phàm ý kiến làm chuẩn sẽ không sai. Uyển Thiên Thiên lại đôi mi thanh tú cao lại, hướng cơ khinh xa âm thầm chừng mắt lên châu. Cơ khinh xa vừa rồi lời này nghe biết bao mềm mại, Uyển Thiên Thiên mặc dù cùng là mỹ nữ, lại tựa hồ như cũng có thể từ cơ khinh xa trong giọng nói cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ dụ hoặc mập mờ chi ý. Một cái tân lâm đều đã khiến Uyển Đại Đương ra nhức đầu không thôi, không có nửa phân chiến thắng nắm chắc, cái này muốn lại thêm cơ khinh xa, lại ứng đối ra sao chương 243, lòng dạ đàn bà. Để cơ khinh xa không tưởng được chính là, cái này dẫn đường trận trận nhãn, liền thiết lập tại Đông Hoa đế quân pho tượng trong lòng bàn tay. Đông Hoa đế quân pho tượng dù nhưng đã tàn tạ, nhưng đại khái hình dạng vẫn còn, một tay hoành ở trước ngực. Cơ khinh xa bản mệnh pháp khí lạc giáp, liền cung phụng tại Đông Hoa đế quân bàn tay chính giữa, cảm giác bên trên, cơ khinh xa bị Đông Hoa đế quân nâng ở lòng bàn tay. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, nhưng mà cơ khinh xa lại thật sự cảm thấy. Bản mệnh pháp khí cùng nàng tâm thần tương thông, đông hoa đế quân tượng thần cứ việc chỉ là một cái tượng đất phàm vật, khi lạc giáp vừa để xuống nhập đông hoa đế quân lòng bàn tay, cơ khinh xa lập tức liền có một loại 10 điểm an tâm cảm giác an toàn. Cảm giác như vậy là trước nay chưa từng có. Cơ khinh xa ngay tại đông hoa đế quân trước tượng thần ngồi xếp bằng xuống, cũng mặc kệ cái này miếu thờ bên trong tích đầy cho bụi, cứ như vậy ngồi xuống, thần thái bình yên, khóe miệng mỉm cười vừa rồi tiêu phàm nói với nàng, dùng lạc giáp câu thông cổ kim, có khả năng đối hà lạc sách báo tinh túy tiến hành càng thâm nhập hiểu rõ. Đối tiêu phàm loại thuyết pháp này, cơ khinh xa cũng không phải hoàn toàn tin được, bởi vì trước kia nàng chưa bao giờ có cùng loại kinh nghiệm, chỉ là nghe vào tựa hồ có như vậy mấy phân đạo lý, ngược lại cũng không ngại thử một lần. Nhưng mà lạc giáp vừa để xuống nhập đông hoa đế quân trong lòng bàn tay kỳ lạ cảm giác, lập tức liền để cơ khinh xa lòng nghi ngờ bỏ đi bảy tám phân có lẽ loại này kỳ lạ cảm giác cùng đông hoa đế quân không quan hệ, là tiêu phàm dẫn đường trận tạo thành. Nhưng mặc kệ là loại nguyên nhân nào, loại cảm giác này bản thân liền rất đáng được cơ khinh xa đi cẩn thận cảm thụ một phen. Tất cả mọi người rời khỏi ngoài miếu, mắt thấy cơ khinh xa tại đông hoa đế quân trước tượng thần khoanh chân ngồi xuống, tiêu phàm liền là trầm giọng phân phó nói. Đoàn người đều theo lời lui ra ngoài, đối với phong thủy thuật pháp chi đạo, bọn hắn đều không hiểu nhiều lắm phải, chỉ có thể phục tùng tiêu phàm an bài. Bất quá Uyển Thiên Thiên lại thâm ý sâu sắc nhìn tiêu phàm một chút, đen lúng liếng con mắt to tại cơ khinh xa trên thân dạo qua một vòng. Ghen tuông 10 phần, có vẻ như tiểu nha đầu hiện tại là có ăn dấm tư cách cái gì đều gọi ngươi xem hết, liền kém một bước cuối cùng, ta đương nhiên có tư cách ăn dấm. Tân Lâm lại liếc Uyển Thiên Thiên một chút, cũng là thâm ý sâu sắc. Ngươi ăn dấm cái gì? Ta còn ăn dấm đâu? Tân Lâm bây giờ còn chưa có đi để phòng cơ khinh xa, mục tiêu của nàng hết sức rõ ràng, đó chính là Uyển Thiên Thiên. Hiện giai đoạn, Uyển Thiên Thiên mới là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nàng cùng tiêu phàm cùng một chỗ ở chung hơn 3 năm, đều không có bị tiêu phàm như vậy thân mật ôm qua. Cơ khinh xa sớm đã hai mắt khép hờ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bắt đầu tiến vào thần du trạng thái, đối với hai nữ các loại ghen tuông, lại là không cảm giác được. Đối Uyển thiên thiên nhắc nhở, tiêu phàm chỉ có thể nhìn như không thấy, phụng trộm đau đầu không thôi. Cái này cô gái xinh đẹp đúng là trời sinh vưu vật, cùng các nàng ở cùng một chỗ, tâm tình vui vẻ, luôn luôn tràn đầy cảm giác hưng phấn. Chỉ là ghen, lại gọi người hảo hảo khó mà ngăn cản. Đám người rời khỏi ngoài miếu, tiêu phàm lấy ra bầy trận pháp khí, tại đông hoa đế quân trong miếu bầy tòa tiếp theo nho nhỏ dẫn đường pháp trận. Tòa này dẫn đường trận cũng là tiêu phàm tự sáng tạo, không bàn mà hợp vô cực trận pháp áo nghĩa. Vô cực môn bất luận một vị nào trưởng giáo chân nhân, đều đều là trận pháp đại sư tại trên trận pháp có mình độc đáo kiến giải đương nhiên cũng chưa chắc mới trưởng giáo chân nhân tại trên trận pháp tạo nghệ liền nhất định có thể thắng được đời trước trưởng giáo chân nhân chỉ nói là mỗi vị trưởng giáo đều có thể sáng chế cùng mình tâm pháp tu luyện nhất hợp phách trận pháp chi đạo thuộc lầu tiền nhân truyền thừa bảy trận chi pháp không thể xem như tông sư trình độ nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái hợp cách đệ tử chân chính trận pháp tông sư nhất định phải có thể căn cứ tình huống hoàn cảnh khác biệt cùng biến hóa tùy thời tự sáng tạo pháp trận tòa này dẫn đường trận vậy mà ẩn ẩn cùng lạc thư dưới cửu cung không bàn mà hợp tiêu phàm bầy xuống bắt đầu thất tinh hình thái mình ở thiên quyền chi vị kéo theo cả tòa dẫn đường trận cán trùng sao bắt đầu chỉ phía xa cơ khinh xa lại là đem cơ khinh xa cùng nàng bản mệnh lạc giáp ở bắc cực đế tinh chi vị lạc thư chân nghĩa ở chỗ đế tinh vì thể lấy đấu vì xe bắt đầu thất tinh bố thành dẫn đường trận nhất định phải từ cơ khinh xa cùng nàng lạc giáp đến khu động mới có thể phát huy tác dụng. Cái gọi là trận nhãn là vậy. Cơ khinh xa chỉ cảm thấy một cô ấm áp khí tức đập vào mặt, tâm thần khẽ động, lập tức thôi động lạc giác, bắt đầu khu động cả tòa dẫn đường trận vận hành. Tiêu phàm cố ý đem dẫn đường trận bày thành thái nhất dưới cửu cung, tự nhiên bởi vì nàng là hà lạc phái truyền thừa, đối cái trận thế này quen thuộc nhất. Trước đó, cơ khinh xa chỉ cảm thấy tiêu phàm thuật pháp tạo nghệ trên mình, nhưng đến cùng mạnh hơn chính mình bao nhiêu, ngược lại cũng không có 10 phân rõ ràng nhận biết cùng tòa này thái nhất dưới cửu cung dẫn đường trận vừa khởi động, cơ khinh xa âm thầm kinh hãi không thôi. Mình đối tiêu phàm tu tập vô cực truyền thừa chỉ là có biết ra mau thôi, tiêu phàm đối hà lạc truyền thừa lại như thế rất quen, thậm chí tiện tay liền có thể bày ra hà lạc phái sở trường nhất thái nhất dưới cửu cung trận pháp. Chỉ sợ tiêu phàm đối Hà Lạc truyền thừa tinh thông trình độ, cũng không tại mình cái này chính tông Hà Lạc truyền nhân phía dưới. Đem hai cùng so sánh, song phương tranh lệch chi lớn, có thể suy ra bất quá cơ khinh xa cũng chưa cảm khái quá lâu. Cùng loại cường nhân, tiêu phàm cũng không phải là nàng gặp phải đầu một cái. Đã từng diệp cô vũ, tại nàng đau khổ tìm kiếm thời điểm, dễ như trở bàn tay liền giải đáp trong lòng nàng nan đề, thậm chí cho nàng bổ đủ hà lạc phái thất lạc thiên trương. Tiêu phàm làm vô cực môn cao túc, thuật pháp bên trên tạo nghệ cao thâm, chính là đương nhiên. Mà lại tiêu phàm đối trợ giúp của nàng là chân tâm thật ý, không mang bao nhiêu hiệu quả và lợi ích chi tâm không giống Diệp cô vũ cho nàng cung cấp trợ giúp kỳ thật chính là một loại giao dịch thôi a à, nguyên bản đứng tại miếu thờ bên ngoài xem náo nhiệt Huyền Thiên Thiên bỗng nhiên kiều hô ra tiếng sắc mặt vì theo đại biến trơn bóng sáng tỏ trên chán mồ hôi mịn dò dỉ mà ra làm sao rồi Đường Huyên cách nàng gần nhất lập tức quan tâm hỏi Huyền Thiên Thiên nhẹ nhàng xoay người một tay đè chặt bụng của mình một tay nhẹ lay động cắn chặt răng ngay tại vừa rồi trong cơ thể nàng thôn vệ chi lực bỗng nhiên rất là cuồng nộ, mạnh mẽ đâm tới, uyển thiên thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy tiểu phúc đan ruộng nơi khí hải uyển như dao cắt. Đường huyên cùng tống hoàn đều là sắc mặt lập tức biến, không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc dù thân là yên chi xã nhị đương gia tam đương gia, võ công không thể bảo là không cao, kinh nghiệm giang hồ không thể bảo là không phong phú, giờ này khắc này lại không dám tùy tiện xuất thủ tương trợ, thực tế bọn hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được uyển thiên thiên hiện tại là cái tình huống gì tùy tiện xuất thủ chỉ sợ ngược lại sẽ chọc cho ra phiền tới. bất quá trong chốc lát uyển thiên thiên cái chán liền mồ hôi đầm đìa hiển nhiên hết sức thống khổ tống hoàn dậm chân một cái liền phải mạo hiểm xuất thủ giúp đỡ lại chỉ thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái tân lâm đến bên người tiêm tiêm tố thủ vừa nhấc ngón tay liên động tại uyển thiên thiên trên thân sáu nơi huyệt vị bên trên đảo qua ra tay ác độc vô tình son phấn kiếm, phi vũ ngay cả điểm thất tuyệt trảm. Thất diệu cung cùng yên chi xã truyền thừa, trên giang hồ đều là đại danh đỉnh đỉnh, đặt tại dĩ vãng, tân lâm muốn điểm chúng huyền thiên thiên huyệt đạo, nhưng không dễ dàng như vậy, nhưng tình hình dưới mắt từ lại khác biệt. Huyền thiên thiên toàn thân chân khí nội lực đều bị cưỡng ép phong tại đan điền khí hải bên trong, bị tiêu phàm bản mệnh chân nguyên ngạnh sinh sinh ngăn chặn, ngăn cách trong ngoài. Hiện tại huyền đại đương ra, tương đương với nội lực hoàn toàn biến mất, chỉ có một thân thật bản lãnh, liền một thành uy lực đều không phát huy ra được. Người làm gì, tống hoàn đỏ mắt, hung tợn tiếp cận tân lâm, hắn cho tiêu phàm đập qua khấu đầu, nguyên liều chết báo ân, lại không có nghĩa là hắn đối tân lâm có hảo cảm. Tống tam ca đường đường nam nhi bảy thước, đã từng bị tân lâm cái này kiều khiếp e sợ tiểu cô nương đánh cho trước mặt mọi người rơi lệ, mất hết mặt mũi. Chỉ vì tân lâm quá mạnh, mới không thể không đem cái này miệng uất khí nuốt xuống. Mà lại, tiêu phàm đối uyển thiên thiên không có ác ý cũng không có nghĩa là tân lâm đối uyển thiên thiên không có ác ý tống hoàn cứ việc không rõ ràng buổi tối hôm qua tiêu phàm đã đem trần trùng trục không mảnh vải che thân uyển thiên thiên ôm hơn nửa đêm nhưng uyển thiên thiên đối tiêu phàm tình ý hắn như thế nào nhìn không ra uyển thiên thiên lại cũng không am hiểu giấu giếm mình chân thực tình cảm uyển thiên thiên càng là ưa thích tiêu phàm theo lý tân lâm thì càng thống hận nàng tình địch mà tân lâm hừ lạnh một tiếng không thèm để ý hắn Nhắc tới cũng kỳ, Tân Lâm đảo qua Uyển Thiên Thiên huyệt vị về sau, nguyên bản tại trong cơ thể nàng tả sung hữu đột, lộ ra vô cùng bất an kia cỗ thôn vệ chi lực, bỗng nhiên liền an yên tĩnh, không còn lung tung xung đột, Uyển Thiên Thiên đan điền bốn phía đau cắt kịch liệt đau nhức lập tức làm dịu. Tân tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Uyển Thiên Thiên lập tức nâng người lên, đối Tân Lâm nở nụ cười xinh đẹp. Tân Lâm nhàn nhạt ừ một tiếng, đây là công phu gì? Thất Diệu cung truyền thừa thật đúng là rất thần kỳ. Tân Lâm cho tới nay đều là như thế lãnh lãnh đạm đạm, Uyển Thiên Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc, lơ đánh, mỉm cười mà hỏi thăm, mang theo mấy phân ý tò mò. Đây không phải thất diệu cung công phu, đây là vô cực môn chế huyệt chi pháp. Tân Lâm vẫn như cũ nhàn nhạt đáp lại nói, Uyển Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, mân mê miệng không lên tiếng. Cùng tiêu phàm ở cùng nhau lâu như vậy, ngay cả vô cực môn chế huyệt chi pháp đều học xong. Hừ, thèm sao, cuối cùng có một ngày, ta cũng có thể học được. Ta quấn cũng muốn cuốn lấy hắn, để tay hắn nắm tay dạy ta. Tưởng tượng thấy tiêu phàm linh xảo ngón tay tại huyệt vị của mình lên một cái cái tìm tòi quá khứ, uyển thiên thiên lập tức hương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngay cả thể nội kia cỗ thôn vệ chi lực ngay tại từng chút từng chút ra bên ngoài phát tiết nhất thời đều không cảm giác được. Thất tinh dẫn đường trận, cùng lúc đó, nơi xa một cái trên sườn núi, diệp cô vũ đứng chắp tay, hai mắt nhìn chăm chú lên đông hoa đế quân miếu bên này tình hình, cảm thấy tiêu phàm chỗ bố trí dẫn đường trận phát huy ra uy lực. Chỗ này dốc núi bên trong đông hoa đế quân miếu ước chừng có trong vòng 3-4 dặm xa gần, ở trên cao nhìn xuống, đông hoa đế quân miếu chung quanh tình hình, trên cơ bản có thể thu hết vào mắt. Diệp cô vũ cứ như vậy đứng tại trên sườn núi, tựa hồ cũng không lo lắng cho mình bộ dạng sẽ bị người phát giác. Diệp cô vũ làm việc cho tới bây giờ đều không biết điều, cũng rất ít tận lực giấu giếm hành tung của mình. Thân là Tây Á địa khu nhất lớn tổ chức sát thủ thủ lĩnh, Diệp Cô Vũ biết mình là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chính đang khổ cực truy tra trọng yếu đối tượng, nhưng mỗi lần tới châu Á, hắn đều là rất kiêu ngạo vào ở giữa bầu trời khách sạn phòng tổng thống, không thèm để ý chút nào người khác phải chăng chú ý chính mình. Thậm chí hiện tại ngàn dặm truy tung tiêu phàm mà đến, Diệp Cô Vũ cũng vẫn là như thế tác phong làm việc, cũng không từng sửa đổi. Diệp Cô Vũ lẻ loi một mình, bên người không có cái khác tùy tùng. Lòng dạ đàn bà Chốc lát, Diệp Cô Vũ khóe miệng hiện lên một tia trào phúng chi ý. chương 244, khí tức quen thuộc. Mặc kệ Diệp Cô Vũ đối tiêu phàm là loại nào đánh giá, tối thiểu tiêu phàm bày ra dẫn đường trận rất có hiệu quả, vẻn vẹn hai canh giờ không đến, đông hoa đế quân miếu địa cung kia cỗ thôn vệ chi lực, liền cơ bản phát ra sạch sẽ. Nhìn qua, tiêu phàm thần sắc như thường, cơ khinh xa lại có chút mệt mỏi, yêu dã hồng nhan hơi có vẻ mấy phân kiều diễm chi ý, lại bằng thêm mấy phần quyến rũ, làm cho nam nhân gặp một lần phía dưới liền sinh lòng thương tiếc. Nàng cùng nàng lạc giáp cộng đồng tạo thành dẫn đường đại trận trận nhãn, đem địa cung thôn vệ chi lực dần dần dẫn suốt bên ngoài, phát ra giữa thiên địa, ở trong quá trình này, tự nhiên là nàng hao phí tinh lực nhiều nhất. Tiêu phàm chiếm giữ bắt đầu thất tinh thiên quyền chi vị, lấy sức một mình kéo theo toàn bộ thất tinh vận chuyển, tựa hồ là rất tốn sức, nhưng ở cái này dẫn đường trong trận, sao bắc cực là đế tinh, làm chủ, bắt đầu thất tinh làm phụ, chủ thứ rõ ràng, bắt đầu thất tinh đều là vây quanh sao bắc cực chuyển động. Tỷ tỷ, vất vả, huyền thiên thiên tiến lên, nói khẽ với cơ khinh xa nói, mặt mũi tràn đầy đều là ý cảm kích. Tiểu nha đầu đối cơ khinh xa cảm kích, phải nói hay là rất thành tâm thành ý, dù sao hôm nay tiêu phàm chuyên trở lại đi một chuyến, là vì hóa giải trong cơ thể nàng kia cỗ thôn vệ chi lực. Cơ khinh xa phe này vất vả, cũng toàn là vì nàng. Tại huyền thiên thiên xem ra, tiêu phàm vì nàng vất vả, kia là đương nhiên, dù sao từ nay về sau, mình cái này cái mạng nhỏ, uyển thiên thiên cái này khả nhân nhi, đều họ tiêu. Những người khác vì chính mình vất vả, ngược lại là hẳn là ngỏ ý cảm ơn chi ý. Cơ khinh xa mỉm cười, đưa thay sờ sờ nàng nhu thuận tóc đen. Trên thực tế chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, mình như thế mệt mỏi, chỉ có một nửa là bởi vì thúc đẩy đại trận hao phí chân nguyên, còn có một nửa lại là bởi vì muốn lĩnh ngộ toàn bộ dẫn đường trận vận chuyển. Có vẻ như vì thế hao phí chân nguyên, so thúc đẩy đại trận hao phí chân nguyên còn nhiều hơn trên mấy phân. Lấy tiêu phàm tại thuật pháp phía trên tu vi, cam tâm làm trợ thủ của nàng, trợ giúp nàng lĩnh ngộ toàn bộ dẫn đường trận vận chuyển, chẳng những để cơ khinh xa đối hà lạc phái bản thân tinh túy có càng xâm nhập thêm lĩnh ngộ, đối vô cực môn trận pháp vận hành cũng hiểu chút đỉnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiêu phàm đây là đang cùng nàng chia sẻ vô cực môn thuật pháp tinh nghĩa. Một ít, có gì lĩnh ngộ, cơ khinh xa không kịp điều hòa mình có chút hỗn loạn nội tức, Nhìn tiêu phàm, mỉm cười hỏi. Mình vừa rồi tất cả tâm thần tại lĩnh ngộ đại trận này vận chuyển, tiêu phàm bên kia, khẳng định cũng có chút cái khác khác biệt lĩnh ngộ. Tiêu phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, xong nghi cao lại, nói, khó mà nói. Là thật khó mà nói, không phải lý do. Thông qua dẫn đường trận đối thôn vệ chi lực, âm sát khí dẫn đường phát ra, tiêu phàm ở thời đại này xa xưa phong thủy sát trận phía trên, cảm nhận được một cỗ phảng phất tương đương khí thức quen thuộc. Tựa hồ cái này phong thủy sát cục bày trận chi pháp, cùng vô cực môn trận pháp yếu nghĩa có không ít không bàn mà hợp chỗ. Nhưng cùng lúc, lại cùng vô cực môn trận pháp truyền thừa có thật nhiều tướng chỗ mâu thuẫn. Về phần bố trí cái này phong thủy sát trận thuật pháp đại sư là cái nào triều đại cao nhân, tự nhiên cũng rất khó phán đoán được đi ra. Địa cung bên trong sát khí đã dẫn đường ra ngoài, tại rộng lớn giữa thiên địa, vô luận cỡ nào hung ác sát khí đều tồn tại không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ dần dần tiêu tán thiên thiên trên thân thôn vệ chi lực cũng đã tiêu trừ. Tiêu phàm rất mau đem suy nghĩ từ trận pháp phía trên chuyển trở về, nhìn huyền thiên thiên một chút, nói. Ta đang nghĩ hỏi ngươi đâu, đã trên người ta thôn vệ chi lực đã tiêu trừ, vậy ngươi lúc nào thì cho ta giải khai phong cấm. Huyền thiên thiên lập tức nói, vừa rồi đứng tại miếu thờ bên ngoài, theo dẫn đường trận vận chuyển, địa cung bên trong thôn vệ chi lực dần dần phát ra, trong cơ thể nàng thôn vệ chi lực liền thành nước không nguồn cây không dễ, cũng cùng theo phát ra rơi nhưng mà chân khí của nàng nội tức vẫn như cũ bị tiêu phàm bản mệnh chân nguyên một mực trấn áp phong ấn tại đan điền khí hải bên trong khó mà đề cử tiêu phàm lạnh nhạt nói thôn vệ chi lực mặc dù tiêu trừ trong cơ thể người sát khí vẫn như cũ người điểm nồng đậm mà lại thương thế của ngươi cũng không có khỏi hẳn gần đây bên trong ngươi vẫn là phải tính dưỡng thật tốt không thể cùng người động thủ ngươi là để ta đánh không hoàn thủ mắng không nói lại uyển thiên thiên cơ hồ muốn quái khiếu lọt vào thôn vệ chi lực ăn mòn, bị tiêu chân nhân vô tình phong cấm coi như sự tình ra có nguyên nhân, uyển thiên thiên mặc dù khó chịu, cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn thừa nhận sự thật này. Bây giờ thôn vệ chi lực uy hiếp đã tiêu trừ, tiêu phàm lại vẫn không có muốn buông ra nàng ý tứ, vẫn là phải một mực trói lại tay chân của nàng, uyển đại đương ra lại như thế nào chịu đựng được. Ừm, tiêu phàm thẳng nhận việc, uyển thiên thiên có chút tức hổn hển vậy nhân ra nếu là muốn giết ta đây. Làm sao bây giờ? Tiêu phàm không chút nào vì đó mà thay đổi, lạnh nhạt đáp, ngươi cùng ở bên cạnh ta, người khác muốn giết ngươi, trước hết giết ta. Nói cách khác, ta về sau chỉ có thể ỷ lại ngươi. Ngươi nghĩ làm gì ta thì thế nào, ta dù sao không thể phản kháng ngươi. Quyền thiên thiên quyệt mồm, đích nói thầm, đúng, không nghĩ tới tiêu phàm hay là không chút khách khí liền thừa nhận sự thật này. Quyền thiên thiên lập tức chán nản nàng nhưng không biết tiêu phàm là không dám cùng với nàng tại vấn đề như vậy bên trên nhiều dây dưa, chỉ có thể khai thác nhìn như vậy như vô tình lạnh như băng trả lời chắc chắn. Tiêu phàm nhớ kỹ một điểm, muốn hoàn thành một chuyện nào đó, thì quyết không thể cùng nữ hài tử thương lượng đi. Càng là điêu ngoa tiểu nha đầu, người ở trước mặt nàng thì càng muốn bạo quân, không phải, chuyện gì cũng đừng nghĩ hoàn thành. Đường huyên nhẹ nhàng lôi kéo uyển thiên thiên ống tay áo, ra hiệu nàng không muốn vào giờ phút này cùng tiêu phàm mạnh miệng không biết tại sao, đường huyên có chút sợ tiêu phàm. Nàng luôn cảm thấy vị này bên ngoài đồng hồ ôn tồn lễ độ, mang theo điểm quý tộc khí thức tiêu ra một ít, thực chất bên trong đầu là loại kia rất cầm được định chủ ý kiêu hùng như nhân vật. Lấy tiêu phàm xuất thân, lại chạy tới xuất ra, còn luyện thành như thế một thân đáng kinh đáng sợ nội công, thuật pháp tạo nghệ cũng là thâm bất khả chắc, khắp nơi đều biểu hiện ra, tiêu phàm tâm trí chi kiên, quả thực không cùng luân so. Một cái đối với mình đều có thể ác như vậy người, một khi đối với người khác hung ác lên, đây tuyệt đối là tất cả mọi người ác mộng. Thiên thiên hiện tại còn cầu người chữa bệnh đâu, thật thanh người đắc tội, nhưng làm sao được. Son phấn đỏ là xinh đẹp, nhưng vạn nhất tiêu phàm không háo nữ sắc lời nói, cái này đại sát khí lập tức liền thành phế chiêu, một chút tác dụng đều không có. Quyền thiên thiên liền chép miệng, không nói thêm gì nữa, bất quá từ ánh mắt của nàng đến xem, tiểu nha đầu rất là không phục. Hiện tại nhiều người, không so đo với ngươi, bọn người thiếu thời điểm, chúng ta mới hảo hảo lý luận lý luận. Đi thôi, xuống đất cung nhìn xem, tiêu phàm khoát tay chặn lại, dẫn đầu hướng miếu thờ hậu viện địa cung cửa vào đi đến. Tiêu nhất thiếu, đường huyên bỗng nhiên gọi một tiếng, tiêu phàm dừng bước, quay đầu nhìn về phía vị này nhã nhặn nhìn qua tựa như bạch lĩnh mỹ nhân yên chi xã nhị đương ra, ánh mắt rất là nhu hòa. Đường huyên do dự nói, một ít, địa cung ta cùng tống hoàn đã xuống dưới qua, lần này chúng ta liền không đi xuống, lưu tại bên ngoài cảnh giới A. Có vẻ như buổi tối hôm qua, ngay tại cái này miếu hoang, bọn hắn mới vừa từ địa cung ra, lập tức liền lọt vào núp trong bóng tối chỉ bân đám người đánh lén, một phen ác đấu, mới miễn cưỡng trốn thoát. Cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Nhưng như thế yêu cầu, đường huyên cũng lo lắng tiêu phàm đem lòng sinh nghi. Nói cho cùng, bọn hắn cùng tiêu phàm trước mắt còn chưa nói tới là cỡ nào muốn bạn thân, cái gọi là lòng người khó dò, vạn nhất tiêu phàm nếu là hoài nghi nàng dụng ý khó dò, vậy liền phiền phức. Nhưng đường huyên cũng thực tế có chút khẩn trương, vạn nhất bọn hắn đều đi vào, lại có người tránh tại bên ngoài làm đánh lén làm sao bây giờ. Thậm chí trực tiếp thanh địa cung cửa vào cho nổ rớt, bọn hắn liền bị chôn sống tại hạ bên cạnh. Ai ngờ tiêu phàm cũng không tức giận, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói cũng tốt, vậy liền phiền phức nhị đương ra cùng tam đương ra. Tơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp, nói huyên huyên, Kỳ thật có một ít tại, bất kể là ai muốn đánh lén chúng ta, đều không dễ dàng như vậy. Đừng bảo là lấn đến gần đến miếu thở phụ cận, dù là coi như tại một hai bên trong địa chi ra ngoài hiện dị thường, tiêu phàm chỉ sợ cũng có thể phát giác được. Loại này đạo pháp cao thâm đại thuật sư, nó cảm giác chi nhạy cảm, hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng ra được. Đường Huyên không hiểu thuật pháp, tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được đại thuật sư chỗ lợi hại. Tiêu phàm cười cười nói nhiều thêm một phần cẩn thận càng tốt hơn, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. người bình thường muốn tiếp cận bên cạnh mình, tiêu phàm cố nhiên có thể phát giác được, nhưng nếu như đối phương cũng là đại thuật sư, tạo nghệ cao siêu, vậy liền không nhất định. buổi tối hôm qua ở trong phòng cho uyển thiên thiên chữa bệnh, mặc dù không có đi ra cửa tìm tòi hư thực, nhưng mà diệp cô vũ tới gần thời điểm to lớn thanh thế, tiêu phàm tự nhiên có thể hết sức rõ ràng phát giác được, không thể nghi ngờ. Diệp Cô Vũ là chân chính đại địch. Có như thế một tên cường địch thăm dò ở bên, mặc cho ai cũng không dám thật phất lờ. Tạ ơn một thiếu, đường huyên cung cung kính kính nói, còn có chút không người một chút, ẩn ẩn đã đem tiêu phàm xem như đại ca. Đã ngay cả đại đương gia đều đã đối tiêu phàm thần phục, đường huyên tâm thái tự nhiên mà vậy cũng liền xảy ra biến hóa. Nói thật, yên chi xã nếu như có thể che chở tại tiêu nhất thiếu thậm chí toàn bộ lão tiêu ra cánh chim phía dưới, kia là thiên đại tạo hóa coi như bỏ qua một bên lão tiêu nhà cùng tiêu lão gia tử tại châu Á cao thượng uy vọng không nói, vẻn vẹn tiêu phàm trên giang hồ địa vị, cũng đã 10 điểm cao minh. Từ cơ khinh xa đối tiêu phàm thái độ cũng có thể nhìn ra được, vô cực môn thực tế là phi thường không tầm thường truyền thừa. Cơ khinh xa thực chất bên trong đầu có bao nhiêu kiêu ngạo, đường nguyên thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Tiêu phàm nếu như vẻn vẹn chỉ là lão tiêu gia tử đệ, bản thân không có năng lực, cơ khinh xa quả quyết sẽ không là như vậy thái độ, nhị đương ra vì mọi người đảm nhiệm cảnh giới, hẳn là chúng ta cảm ơn người mới đúng. Tiêu phàm mỉm cười nói, đường huyên vuốt vuốt thái dương tóc xanh, yên nhiên nói, một thiếu quá khách khí, mời trực tiếp gọi tên của ta đi. Đường huyên tuổi không lớn lắm, cũng liền hai mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ, so tiêu phàm còn muốn nhỏ hơn một hai tuổi. Gọi thẳng tên, cũng là không tính vô lễ, tiêu phàm cười gật gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Đông Hoa Đế quân miếu hậu viện lộ ra ngõ hẻm này, Mười điểm rộng rãi, hoàn toàn không phải loại kia cổ mộ cướp động, hẹp nhỏ đến vẻn vẹn chỉ có thể cho một người chen quá khứ. Ngõ hẻm này, gạch xanh vì mặt, gạch xanh lập ủi, hoàn toàn là một đầu tiêu chuẩn thông đạo dưới lòng đất. Đây là thuộc về địa cung bản thân kiến trúc, không phải uyển thiên thiên bọn hắn móc ra, bọn hắn chỉ là đem cái thông đạo này thanh lý ra. Đối với cái thông đạo này, tiêu phàm rất hài lòng, chỉ ít hắn khỏi phải từ cướp động bên trong bò đi vào. Thật muốn bò cướp động. Tiêu Phàm có phải là muốn đi vào địa cung, coi như phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Tiêu chân nhân gì ngang phần. chương 245, Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận. Đây là một cái tiêu chuẩn cổ đại tầng hầm kiến trúc. Gạch xanh hành lang, chỉnh tề mà khí quyển, kia cỗ thời đại cảm giác tang thương đập vào mặt. Chỉ thủy xem mật thất dưới đất, cũng có thể cho người dạng này nặng nề thời gian cảm giác tang thương cảm giác. Thiên thiên, người cảm thấy đây là hán đại địa cung sao. Tiêu phàm hành tẩu tại nghiêng nghiêng hướng phía dưới gạch xanh hành lang bên trong, theo miệng hỏi. Quyền thiên thiên nhếch miệng, có chút mất hứng nói, tiêu một ít, yên chi xã là trộm mộ, không phải quốc gia nuôi chuyên gia khảo cổ. Chúng ta làm dòng này, nhìn thấy có chút ý tứ, liền hạ tay. Ai kiên nhẫn làm cho như vậy chính xác, cũng không cần phải vậy. Đào mở đến, có đồ tốt là được, ngược lại là lời thật tình. Cái này đông hoa đế quân miếu, địa cung này đều lộ ra cổ quái, đông hoa đế quân miếu rõ ràng không phải hán đại kiến trúc nhưng nền tảng tàn dư kiến trúc lại tựa hồ là hán đại địa cung này lại lại không phải cùng nền tảng thuộc về cùng thời đại kiến trúc miễn cưỡng muốn vuốt một vuốt lời nói đây là ba cái thời đại khác nhau công trình kiến trúc ghé vào một khối trước có hán đại nền tảng sau đó có đông hoa đế quân miếu lại sau đó có địa cung hoặc là nói địa cung tại đông hoa đế quân miếu trước đó về phần tại hán đại lúc nơi này là cái gì công trình kiến trúc đã không thể kiểm tra. Như Lạ Uyển Thiên Thiên lời nói, nàng không phải nhà khảo cổ học, chính là cái trộm mộ, quản không được nhiều như vậy, một mực đào mở địa cung liền tốt, đi thẳng đến dưới mặt đất đi tìm đồ tốt. Đầu này gạch xanh hành lang không dài, quanh có khúc khuỷu đi mấy chục mét, liền đến một chỗ tương đối khoáng đạt đại sảnh. Tiêu phàm xem chừng, nơi này cách đồng hồ thẳng tắp khoảng cách, cũng chính là 5-6 mét. Rất nhạt một cái địa cung, địa cung vẫn như cũ là lót gạch xanh liền, cả cái đại sảnh ước chừng có 7, 80 mét vuông, chống trơn minh mông, không có cung phụng bất luận cái gì thần chỉ, chính là ở cung điện dưới lòng đất chính giữa, có một cái bệ đá, cao hơn mặt đất khoảng 3 thước. Tơ khinh xa đánh giá cái này cổ lão địa cung, có chút kinh ngạc nói, thiên thiên, địa cung này có phải là quá nhỏ bé một chút? Như thế cạn địa cung, không giống như là chôn lấy vật chân quý dáng vẻ. Rất dễ dàng bị người phát hiện mà, tơ khinh xa không có cướp qua mộ, nhưng y theo lẽ thường đến suy đoán, nàng sự hoài nghi này ngược lại là rất có đạo lý. Chân chính trọng yếu đồ vật, hẳn là không đến mức chôn ở như thế cạn trong cung điện dưới lòng đất. Mà lại cái này địa cung còn không có bất kỳ cái gì cái khác cơ quan, cứ như vậy một đầu hành lang, trực tiếp đi xuống liền được. Không đợi huyền thiên thiên trả lời, tiêu phàm trước liền lắc đầu, nói, này cũng chưa chắc. Nơi đây bố trí cái kia phong thủy đại trận, vốn là có che đậy thiên cơ tác dụng, địa cung dù cạn, chỉ cần trận pháp không phá, người bình thường là phát hiện không được cái này địa cung lúc trước bố trí cái này phong thủy đại trận tiền bối rất tự tin a à. quyền thiên thiên nhưng lại không phục nói ta cũng không hiểu phải cái gì phong thủy trận pháp còn không phải để ta phát hiện chỗ này địa cung thời gian tiêu phàm lạnh nhạt nói là thời gian giúp người bận bịu mặc kệ lợi hại cỡ nào phong thủy đại trận thời gian dài như vậy quá khứ luôn luôn sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn biến hóa tỷ như nói một lần không tính quá lớn địa chấn, liền có khả năng để lúc trước bày ra trận thế xuất hiện sơ hở. Người nói là, trận pháp này đã không hoàn chỉnh rồi. Quyền Thiên Thiên hỏi, ừm, um, Quyền Thiên Thiên âm thầm hút một ngụm khí lạnh, một cái không hoàn chỉnh trận pháp, đều để nàng ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu như trận pháp này là hoàn chỉnh, tiêu Uyển đại đương ra chẳng phải là muốn đại đại hỏng bét. Tiêu phàm đối tâm tư của nàng tựa hồ biết sơ lược, cười cười, nói, nếu như trận pháp đầy đủ, người vào không được mà lại trận pháp sơ hở rất có thể là xuất hiện ở che đậy trời cơ phương diện này, mà không phải sát trận xảy ra vấn đề. Nếu như trận pháp hoàn chỉnh không thiếu sót, đừng bảo là uyển thiên thiên vào không được cái này địa cung, căn bản địa cung này liền sẽ không bị người phát hiện. So như mặt nước phẳng lặng xem, trừ thôn dân phủ cận có thể biết kia phiến rừng cây bên trong ẩn giấu đi một cái đạo quán, coi như tại tinh mật nhất quân dụng trên bản đồ, cũng là tìm không thấy. Dù là như thế, này phong thủy đại trận đối thiên cơ che đậy chi lực vẫn như cũ không thể coi thường. Tiêu phàm tự nghĩ, hắn muốn bố trí dạng này một cái hoàn toàn che đậy thiên cơ trận pháp, kia là không có vấn đề. Che đậy đại trận bên trong dấu giếm tuyệt mệnh sát cơ, cũng không có vấn đề. Luyện chế càn khôn đại hoàn đan thời điểm, hắn tại chỉ thủy xem bày ra vô cực luân hồi trận liền có tác dụng như vậy, cuối cùng đem trốn ở trong tối đánh lén cường đại đối thủ sát thương nhưng muốn đem trận pháp tác dụng lan tràn đến mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm về sau kia nhưng liền không có nắm chắc lúc trước bố trí cái này phong thủy đại trận tiền bối đối chính mình thủ đoạn quả thực tự tin dị thường có can đảm tự tin như vậy người tại thuật pháp bên trên tạo nghệ khẳng định không thể coi thường mọi người miệng bên trong trò chuyện một cách tự nhiên đi đến địa cung chính giữa cái kia cao hơn đồng hồ khoảng ba thước bệ đá trước đó cái này bệ đá chính xử địa cung chính giữa nó trọng yếu họ không cần nói cũng biết. Đây là một cái ước chừng ba thước vuông bệ đá, tê dại thạch điêu thành, là một cái chỉnh thể, khảm nạm ở cung điện dưới lòng đất gạch xanh trong lòng đất, phảng phất cùng toàn bộ địa cung mặt đất hòa thành một thể. Bệ đá chính giữa, thì có một cái hình chữ nhật lỗ khảm. Tiêu phàm bọn người xem xét, liền biết nơi này là cất đặt cái kia hộp đen địa phương. Lỗ khảm kích thước, cùng hộp đen lớn tiểu, thiên thiên, cơ khinh xa gọi uyển thiên thiên một tiếng, uyển thiên thiên hiểu ý, lập tức mở ra tùy thân mang theo ba lô, từ đó đem cái kia hộp đen lấy ra ngoài. Đây là uyển thiên thiên cử tử nhất sinh mới từ địa cung bên trong mang ra bảo bối, đương nhiên phải vật quy nguyên chủ. Uyển thiên thiên hai tay đem cái kia hộp đen thả tiến vào chính giữa bệ đá lõm trong máng. Kín kẽ, hả, tựa hồ cũng không phải như vậy kín kẽ. Tiêu phàm nhìn kỹ, hộp đen hẳn là thoảng qua cao hơn bệ đá một chút xíu. Nếu như nếu không nhìn kỹ, một tí tẹo như thế khác biệt, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính chỉ là cái này bệ đá thái bình cả thậm chí toàn bộ địa cung đều thái bình cả hộp đen cao hơn bệ đá một điểm vẫn như cũng để tiêu phàm cảm thấy có chút đột ngột cơ khinh xa nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi thiên thiên người tối hôm qua không có cẩn thận kiểm tra sao rất hiển nhiên cơ khinh xa cũng cảm thấy điểm khác biệt này có chút đột ngột quyền thiên thiên lắc đầu tối hôm qua nàng chỉ lo cầm lấy hộp đen liền đi như thế nhỏ xíu khác nhau ngược lại là không có quá để ý dù sao tối hôm qua tình hình cùng hiện tại lại có chỗ khác biệt, liền ba người bọn hắn, lực lượng hơi có vẻ đơn bạc, hay là sớm đi sáng sớm tốt lành sinh. Không giống bây giờ, tiêu phàm tân lâm cơ khinh xa phạm nhạc những này một cùng một đại cao thủ đều tại, chỉ cần không sử dụng một chi quân đội, bất kỳ cái gì địch thủ đều muốn e ngại ba phân. Tự nhiên có thể chậm rãi nghiên cứu một phen. Tân Lâm lạnh nhạt nói, hộp dưới đáy đồ án cùng bệ đá lỗ khảm dưới đáy đồ án không thể trùng hợp. Thật sao, Uyển Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ, lập tức đem hộp đen từ bệ đá lõm trong máng lấy ra ngoài. Mọi người cùng nhau thăm dò nhìn lại, chỉ thấy lỗ khảm dưới đáy quả nhiên cũng có đồ án, lại đem hộp đen lật đi tới nhìn một chút, hộp đen dưới đáy đồng dạng có đồ án. Nhìn qua những này đồ án đều rất loạn, hoàn toàn không có quy luật mà theo, cũng không phân biệt ra được cả hai khác biệt ở nơi nào. Nhưng có thể khẳng định là, Tân Lâm phân tích là chính xác, nếu như hộp đen dưới đáy đồ án cùng bệ đá lỗ khảm dưới đáy đồ án có thể trùng hợp, đen như vậy hộp thả tiến vào lỗ khảm, chính là kín kẽ, một điểm khác biệt cũng sẽ không có. Uyển Thiên Thiên nói, cái này hộp đen bốn phía đồ án đều là một cái mê cung, bây giờ bị triệt để xáo trộn, nhất định phải phục hồi như cũ về sau mới có thể tìm được đầu mối mới. Điểm này, mọi người tại Dương Tây Lữ Điếm lúc đã nghiên cứu thảo luận qua, nhận biết nhất trí. Cơ khinh xa đánh giá địa cung, nói thiên thiên, trừ cái này hộp đen, lại không có phát hiện gì khác lạ. To lớn một cái địa cung, còn bày ra hiếm thấy phong thủy đại trận đến phòng hộ, cũng chỉ cất giữ lấy như thế cái hộp đen, tựa hồ để người trong lòng có chút không cam lòng. Mấu chốt hiện tại còn không biết cái này hộp đen bên trong đến cùng cất giấu cái gì khó lường bảo vật. Nếu như đã biết, có lẽ cơ khinh xa liền sẽ không còn có câu hỏi này. Uyển Thiên Thiên nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Tỉ tỉ, người có thể ở đây có phát hiện gì khác lạ a?" À? Toàn bộ địa cung trừ như thế đột ngột cao hơn đồng hồ bệ đá, địa phương khác đều là vuông vức dị thường, bốn vách tường đột nhiên thực tế nhìn không ra còn có đồ vật gì có thể ẩn tàng. Mà lại đã cái này hộp đen đều thoải mái đặt tại bệ đá chính giữa, những vật khác tựa hồ càng thêm không cần thiết che giấu. Một cái có thể bố trí lợi hại như vậy phong thủy trận pháp cổ đại đại thuật sư, liệu tất không đến mức như thế tiểu bên trong hẹp hòi. Cơ khinh xa cười nói, ta không thể, bất quá tiêu nhất thiếu cũng có thể a à, vì cái gì lại là hắn. Uyển Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được trong lòng có một cỗ khí không lớn thuận. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là tiêu một ít, liền vô luận chuyện gì đều khẳng định sẽ so người khác mạnh một điểm A. Lời này liền có chút đấu khí. Cứ việc Uyển Thiên Thiên hiện tại đặt quyết tâm muốn dây dưa tiêu phàm, nhưng cũng không có nghĩa là nàng vô luận chuyện gì đều sẽ nhường tiêu một ít, nói không chừng sẽ còn cố ý nhất tranh cãi. Tiêu nhất thiếu là không tầm thường, nhưng nói đến ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm đồ, làm gì cũng nên là yên chi xã đại đương ra kinh nghiệm phong phú hơn a à. cơ khinh xa cười một tiếng nói thiên thiên người còn đừng không phục sự thật chính là như thế liền bởi vì hắn là tiêu một ít cho nên vô luận chuyện gì đều khẳng định sẽ bị người khác mạnh một điểm có lẽ còn không chỉ một điểm quyền thiên thiên chép miệng hiển nhiên không phục lắm cơ khinh xa thuyết pháp này bên này toa hai cái nữ hài tử đấu võ mồm tiêu nhất thiếu vô tâm để ý tới sớm đã hai tay chắp sau lưng ở cung điện dưới lòng đất bên trong chậm rãi bước đi thong thả cất bước tới nhìn qua cũng không có gì đặc biệt thật giống như tiêu một ít tại nhà mình trong phòng khách đọc sách nhìn mệt mỏi đứng dậy đi mấy bước điều tiết một chút tân lâm yên lặng đứng ở một bên nhìn qua nàng đứng được rất vị ý kỳ thật chỗ đứng rất có giảng cứu một mực thanh khống lấy gạch xanh hành lang đây là địa cung lối ra duy nhất cùng cửa vào làm tiêu phàm cận vệ tân lâm một mực rất tận vị. Uyển Thiên Thiên sắc mặt thoảng qua biến đổi, cũng đi tới, cùng Tân Lâm đứng chung một chỗ. Đã muốn cạnh tranh, đó chính là toàn phương vị cạnh tranh. Như cùng nàng đã từng nói như thế, Tân Lâm có thể vì tiêu phàm làm, nàng cũng có thể làm. Mà cơ khinh xa ánh mắt, đều không nháy mắt tiếp cận tiêu phàm, thần tình trên mặt trở nên 10 điểm chú ý. Rất hiển nhiên, tiêu phàm đang tìm kiếm cái kia phong thủy đại trận trận cước. Tiêu phàm mỗi một lần hơi chút dừng lại cơ khinh xa đều sẽ một mực ghi nhớ cái kia dừng lại phương vị, sau đó cùng trong đầu của mình biết rõ phong thủy lưu phái truyền thừa đi tiến hành so sánh. Ước chừng gần phân nửa giờ, tiêu phàm vòng quanh địa cung đi một vòng, trở lại lúc đầu điểm xuất phát, ngẩng đầu lên, cùng cơ khinh xa liếc nhau. Cơ khinh xa sắc mặt sớm đã trở nên âm tình bất định. Tiêu phàm mỗi một lần ở lại vị trí, liền cùng một chỗ đến xem, đối cơ khinh xa mà nói, thực tế quá quen thuộc. Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận, chương 246, Hà Lạc âm dương phái. Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận, này cũng có chút y tứ. Diệp cô vũ một người đứng tại u tính địa cung bên trong, trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc, tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới, tòa này thần bí địa cung bên trong tồn tại phong thủy pháp trận, thế mà là Hà Lạc truyền thừa Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận. Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận, tại phong thủy lưu phái bên trong, có thể coi là phải đại danh đỉnh đỉnh. Hà Lạc truyền thừa tại Phong Thủy Kham Dư trong môn phái, vốn là rất lớn lưu phái, rất nhiều thuật pháp Phong Thủy Kham Dư truyền thừa, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Hà Đồ Lạc Thư có chút liên quan, thậm chí không ít lưu phái trực tiếp chính là từ Hà Lạc phái phân đi ra. Phục Hy Đại Đế phải Hà Đồ mà sách bát quái, Lạc Thư ra mà định ra cửu cung. Hà Lạc âm dương phái là Hà Lạc truyền thừa lớn chi. Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận thì là Hà Lạc âm dương phái trấn phái đại trận. Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận sở dĩ đại danh đỉnh đỉnh, ngay tại ở tòa đại trận này chẳng những có thể che đậy trời cơ, còn hàm ẩn kinh thiên sát cục. Phong thủy kham dư phía trên tạo nghệ hơi yếu một điểm người, đừng bảo là phá giải cái này ngũ tuyệt trận, chỉ sợ ngay cả trận pháp đều nhận không ra, tỉnh tỉnh mê mê liền mắc lừa. Người xưa kể lại, bị Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận trấn sát phong thủy thuật sĩ, có không ít đến chết cũng không biết là loại nguyên nhân nào. Cái này còn không phải Hà Đồ âm dương ngũ tuyệt trận nhất chỗ kinh khủng, Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận nhất làm cho người lên án địa phương ở chỗ, cái này ngũ tuyệt trận 10 điểm quấn người, một khi có người xâm nhập ngũ tuyệt trận sát cục phạm vi bên trong, lập tức liền sẽ trêu chọc ngũ tuyệt trận sát cơ, trở thành không chết không thôi cục diện. Muốn phá giải ngũ tuyệt trận sát cơ, trừ phi phá giải người tại thuật pháp bên trên tạo nghệ cao hơn bảy trận người, nếu không chẳng những phá giải không được sát kiếp, thậm chí liên phá giải người bản thân đều phải tao ương. Mà có thể bố trí hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận thuật sư, bình thường tại thuật pháp bên trên tạo nghệ đều cực kỳ cao thâm, chỉ ít là một đời tông sư thân phận. Cái này hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận nếu là hà lạc âm dương phái chân phái đại trận, bình thường thuật sư lại nơi nào bày được đi ra. Nói cách khác, nếu như bất hạnh sông lầm ngũ tuyệt sát trận, cơ hồ chẳng khác nào bị phán xử tử hình. Quyền thiên thiên tính được là vận khí cực dai, sông lầm ngũ tuyệt trận, kịp thời đụng tới vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, hết lần này tới lần khác tiêu phàm lại là lòng hiệp nghĩa, tình nguyện hao tổn mình bản mệnh chân nguyên, cũng phải vì nàng chữa thương chữa bệnh. Bằng không, có lẽ tung hoành giang hồ son phấn đỏ, lúc này sớm đã nằm xuống. Đổi một người, cho dù có tiêu phàm dạng này lòng từ bi, thuật pháp bên trên tạo nghệ không cao, cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lực bất tòng tâm. Cưỡng ép làm việc, không cẩn thận ngay cả mình cũng mắc vào. Bất quá, hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận trong vòng một ngày, liên tục bị ba người nhận ra, chỉ sợ lúc trước vị kia bảy trận cao nhân tiền bối nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Ở trong đó cũng có nhất định khác nhau, Tiêu Phàm cùng Diệp Cô Vũ là bản thân thuật pháp tu vi cực cao, coi như không có cao từng lúc trước vị kia bảy trận Hà Lạc Âm Dương phái tiền bối, tối thiểu cũng không yếu với hắn. Nếu không, Tiêu Phàm cũng không thể mượn một cái dẫn đường trận, liền đem đại danh đỉnh đỉnh Hà Đồ Âm Dương ngũ tuyệt trận phá vỡ. Hoặc là, không thể để cho phá giải chỉ là tạm thời tiêu tán này phong thủy sát trận hàng trăm hàng ngàn năm trầm tích âm sát thôn vệ chi lực. Chỉ cần hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận trận cước không có bị phá mất, không bao lâu, cái này âm sát chi lực lại sẽ từ từ tụ lại. Mặc dù như thế, tiêu phàm tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ cũng đầy đủ kinh người. Cơ khinh xa sở dĩ có thể nhận ra ngũ tuyệt sát trận, không phải nàng tại thuật pháp bên trên tạo nghệ cao hơn vị tiền bối kia, mà là bởi vì nàng bản thân liền là hà lạc âm dương phái truyền nhân đây là cơ khinh xa bí mật, tại rất nhiều phong thủy thuật pháp lưu phái truyền nhân trong mắt, Hà Lạc Âm Dương phái sớm đã thất truyền. Chính là bởi vì Hà Lạc Âm Dương phái làm việc tương đối ngoan độc, cái này Hà Đồ Âm Dương ngũ tuyệt trận sát khí quá nặng, cho nên gây nên thuật pháp đồng đạo nhóm công phẫn, Hà Lạc Âm Dương phái một trận trở thành phong thủy thuật pháp lưu phái công địch, mọi người hợp nhau tấn công. Sớm tại hơn 100 năm trước, Hà Lạc Âm Dương phái liền trên giang hồ mai danh ẩn tích, lại vô truyền nhân ngoi đầu lên. Cơ khinh xa như kỳ tích quật khởi về sau, cũng có thuật pháp đồng đạo biết nàng là xuất thân từ Hà Lạc phái, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ đến, nàng kỳ thật chính là Hà Lạc Âm Dương phái truyền thừa. Dù sao Hà Lạc truyền thừa là đại giáo, lưu phái đồng đảo, tăng thêm thời thế hiện nay, thuật pháp suy vi, hiểu được thuật pháp người vốn lại ít chi lại ít, chớ đừng nói chi là đại sư tông sư loại hình tiêu chuẩn cao nhân, vậy thì càng thêm phượng mau lân giác, lại có ai sẽ đối cơ khinh xa truy vấn ngọn nguồn đâu? thời nay không so hướng nói, coi như cơ khinh xa công khai đối ngoại tuyên dương mình là hà lạc âm dương phái truyền nhân, cũng không sẽ có phiền toái gì. Chỉ là cơ khinh xa lại cũng không nghĩ ra, sẽ tại cái này tần quan bớt giã ngoại hoang vu một cái miếu hoang địa cung bên trong, nhìn thấy bản phái truyền thừa âm dương ngũ tuyệt trận. Đối với hà lạc âm dương phái mà nói, hơn 100 năm trước lần kia kiếp nạn, là chân chính hạo kiếp, không nhưng trong môn phái tinh anh tử thương hầu như không còn, rất nhiều thuật pháp truyền thừa cũng theo đó chôn vùi, lại cũng khó có thể tìm được. Cơ khinh xa đạt được hà lạc âm dương phái truyền thừa, sớm đã tàn khuyết không đầy đủ. Mấy năm trước đó, cơ khinh xa tại thuật pháp bên trên tu vi đến cảnh giới nhất định về sau liền tiến vào bình cảnh, bị kẹt ở nơi đó, vô luận như thế nào cố gắng đều lại vô tắc tiến vào. Lúc này, Diệp Cô Vũ liền xuất hiện, vì cơ khinh xa bổ sung hà lạc âm dương phái rất nhiều dòng chính truyền thừa. Cơ khinh xa rốt cục có thể đột phá bình cảnh, nâng cao một bước. Nhưng mà Diệp Cô Vũ vì cơ khinh xa bổ sung những truyền thừa khác, cũng không bao gồm hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận. Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận làm âm dương phái trấn giáo đại trận, nhất quán đều là âm dương phái cơ mật tối cao, liền xem như vô cực thuật tàng ghi chép, cũng chỉ chi kỳ hình không rõ nó thần. Cơ khinh xa có thể từ tiêu phàm ở lại bước chân phương vị bên trong, cảm giác được đây chính là âm dương ngũ tuyệt trận, chỉ có thể nói rõ nàng quen thuộc âm dương ngũ tuyệt trận biểu hiện bên ngoài hình thức, nhưng lại không có nghĩa là nàng hiểu được âm dương ngũ tuyệt trận bảy trận chi pháp vài phong thủy đại trận tuyệt không đơn giản đối với cơ khinh sa mà nói lần này tần quan chuyến đi thực tế thu hoạch rất nhiều riêng là đối cái này âm dương ngũ tuyệt trận lĩnh ngộ liền không thể coi thường hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận lĩnh ngộ đối với cái khác lưu phái thuật sư mà nói có lẽ chỉ có thể làm cái tham khảo tác dụng nhưng đối cơ khinh sa đến nói đó chính là thật sự tinh túy mỗi nhiều lĩnh ngộ một phân liền thụ nhiều ích một phân có lẽ, cùng mở ra cái kia hộp đen về sau, thậm chí có thể tìm tới có quan hệ hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận bảy trận. Nếu thật là học xong cái này bảy trận chi pháp, cơ khinh xa có lẽ liền có thể vừa bước một bước vào cấp bậc tông sư tiêu chuẩn. Cái này thực sự rất làm cho người khác chờ mong a à. Đứng tại địa cung bên trong, Diệp cô vũ tâm tình lại còn lâu mới có được trước đây không lâu cơ khinh xa hưng phấn như vậy, sắc mặt trở nên âm một trận tinh một trận. Tiêu phàm bọn hắn chân trước rời đi đông hoa đế quân miếu, Diệp cô vũ chân sau liền tiến vào địa cung. Bất quá Diệp cô vũ hiển nhiên cũng chưa từng ngờ tới cái này địa cung bên trong bố trí thủ hộ đại trận, vậy mà là thất truyền đã lâu hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận. Đối với cái này đại trận uy lực, Diệp cô vũ hiểu rất rõ ràng. Thất tinh dẫn đường trận. Chốc lát, Diệp cô vũ lại nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Trước đây không lâu, Tiêu Phàm lấy thất tinh dẫn đường trận hóa giải hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận sát khí. Diệp cô vũ còn cười hắn có chút không phóng khoáng đường đường vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, đụng phải địch thủ sẽ chỉ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Nhược quả là hắn diệp cô vũ, chắc chắn sẽ không lựa chọn dẫn đường trận, mà là trực tiếp bày trận, phân cái thắng bại. Hiện tại xem ra, tiêu phàm cách làm không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Địch tình không rõ, cứng đối cứng phân thắng bại, phong hiểm thực tế quá lớn. Tiêu phàm có lẽ không sợ hãi, đánh không lại còn có thể đi, nhưng huyền thiên thiên liền nguy hiểm, bày trận một khi thất bại, Uyển Thiên Thiên thể nội thôn vệ chi lực cùng đại trận bản nguyên câu thông, lập tức liền sẽ đại phát làm. Hay là đem sát khí dẫn đường ra ngoài, tán giữa thiên địa muốn ổn thỏa được nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, tiêu phàm làm việc nhưng cầu hiệu quả thực tế, cũng không giảng cứu những cái kia lè lẹt đồ vật. Cái gọi là mặt mũi, Diệp Cô Vũ rất là xem trọng, mà tiêu phàm tựa hồ thấy rất nhạt. Có lẽ đến tiêu phàm dạng này cảnh giới, đã không thèm để ý cái gọi là mặt mũi sự tình. Luận công khai thân phận, hắn là lão tiêu gia đích trưởng tôn, luận đạo thuật truyền thừa, hắn là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Đều đều tôn sùng vô so, Diệp Cô Vũ chậm rãi hướng trong mật thất tâm bệ đá đi đến. Vừa mới vừa nhấc bước, lại hoác xoay người lại, mắt nhìn địa cung hành lang cửa vào, lạnh lùng nói, đã đến, liền khỏi phải lén lén lút lút, hiện thân ra đi. Hành lang bên kia, lại truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, thanh âm 10 điểm trầm hồn, cho thấy được đến người cũng là nhân vật tai to mặt lớn diệp vương hiểu lầm ta cũng không biết diệp vương đã trước ta một bước đến nơi này theo trận này tiếng cười một đầu chưa nói tới cỡ nào thân ảnh cao lớn từ hành lang chuyển ra lại là một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới toàn thân tràn đầy uy nghiêm chi ý nhìn thấy cái này người đàn ông tuổi trung niên diệp cô vũ cũng không khỏi cười hai mắt nhàn nhạt bắt đầu híp mắt nguyên lai like là thanh thiên đại tư tế đại tư tế tốt diệp cô vũ mỉm cười nói vị trung niên nam tử này thình linh chính là Tây Ly giáo Dung Thiên Tổ sư Hán nhân, Tây Ly giáo Ngũ Đại Vu Thánh bên trong, đứng hàng thứ ba, danh xưng Thanh Thiên Đại Tư tế. Thanh Thiên, vị thuộc Đông Phương, Diệp Cô Vũ đối vị này Thanh Thiên Đại Tư tế, hiển nhiên cũng muốn so với Sa khách khí được nhiều, thậm chí so với A 34 còn muốn khách khí mấy phân. Hắc hắc, Diệp Vương khách khí. Thanh Thiên Đại Tư tế nhếch miệng lên, một sợi mỉa mai chi ý cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, tự nhiên, cái này mỉa mai chi ý không là hướng về phía Diệp Cô Vũ đi. Thời thế hiện nay, không phải nói không người có thể mỉa mai Diệp Cô Vũ, nhưng hiển nhiên cũng không bao gồm vị này Đông Phương vô Thánh ở bên trong. Hắn mỉa mai là hướng về phía Thanh Thiên Đại Tư Tế đi, tựa hồ đối với Thanh Thiên Đại Tư Tế xưng hô thế này, hơi có chút xem thường. Đại Tư Tế, lệnh sư đệ A34 nhằm vào tiêu phàm hành động ám sát, đã thất bại hắn bỏ ra nhiều tiền từ đông doanh mời tới ẩn trong khói phái ninja cùng từ nói tai man mời tới tay súng thiện xạ cao tư, buổi tối hôm qua đều ném tính mệnh. Diệp cô vũ rất bình thản hướng thanh thiên đại tư tế thông báo tình huống. Thanh thiên đại tư tế cười nhạt một tiếng, nói liễu sinh hùng hai đồ có kỳ danh, hoàn toàn không có lĩnh ngộ ẩn trong khói phái nhẫn thuật chân lý, bị người giết chết kia là đương nhiên. Đã ăn chén cơm này, không có một chút bản lĩnh thật sự, chết tại người khác đau hạ chính là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại là Cao Tư chết được khá là đáng tiếc, cũng chết được có chút uất ức. Như vậy nổi danh sát thủ, chết tại vuốt mèo dưới, hắc hắc. Thanh thiên đại tư tế nói, lắc đầu. mươi 247, Diệp Vương gì không xuất thủ. Diệp cô vũ mỉm cười, không nói gì thêm. Làm thiên ưng chi chủ, gai gỗ gì đương đại lão nhân trong núi, không hề nghi ngờ. Diệp cô vũ cho rằng A34 lần này đối tiêu phàm chọn lựa hành động ám sát thực tế là quá trò trẻ con. Luận sự, sao ra mà nói liễu sinh hùng hai cùng cao tư cũng không tính là tên soàng xính liễu sinh hùng hai cứ việc không có chân chính lĩnh mộ được ẩn trong khói phái nhẫn thuật tinh túy cũng coi như phải thân thủ không kém đặc biệt cao tư dạng này tay súng thiện xạ cho dù tại thiên ưng giáo bên trong cũng không nhiều thấy liễu sinh hùng hai cùng cao tư đều không có vấn đề có vấn đề chính là bọn hắn muốn ám sát đối tượng quá mạnh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên phái hai con nguyên dương đi săn giết xài lang, không, là để hai con nguyên dương đi săn giết một con mãnh hổ, nếu là có thể thành công, đó mới là không có thiên lý. Bất quá Diệp Cô Vũ không có ý định bình luận A34 cái này hành động. Tây ly giáo năm vị đại tư tế, A34 cùng trước mắt vị này Đông Phương Vu Thánh, đều là Diệp Cô Vũ tương đối xem trọng, từ không thể tại Đông Phương Vu Thánh trước mặt rơi A34 mặt mũi. Mà lại Diệp Cô Vũ cũng cảm thấy, lấy thiên ưng chi chủ ánh mắt đi bình phán những người khác tổ chức ám sát hoạt động, thực tế cũng là có sai lầm công bằng. Toàn thế giới sát thủ hoặc là tổ chức sát thủ, luận đến hiệu suất cao cùng hung tàn, còn rất ít có có thể vượt qua thiên ưng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Cô Vũ đã đứng tại cái nghề này đỉnh phong. Nói đến, A34 cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện đặt vào Diệp Cô Vũ dạng này một vị vua sát thủ tại, lại vẫn cứ không thể đem hết thảy đều giao cho hắn đi công việc. A à, Ba Tư bản thân cũng không có cái gì mặt mũi quan nghiệp, mặc kệ chuyện gì, đương nhiên hẳn là giao cho nhất người chuyên nghiệp viên đi công việc. Nhưng đại sư huynh Sabia có nghiêm lệnh, đối phó tiêu phàm nhất định phải lấy Tây Ly giáo làm chủ để hoàn thành, không thể mượn tay người khác người khác. Cứ việc Sabia không có điểm tên chỉ họ A à, Ba Tư nhưng cũng thanh thanh sở sở, biết đại sư huynh nói vị này người khác chính là Diệp Cô Vũ, làm Tây Ly giáo chuyên môn phụ trách giết chóc hành động huyết thiên đại tư tế, A34 bản thân trình độ không thể bảo là không cao, trừ Diệp Cô Vũ dạng này siêu quần bạt tụy vua sát thủ, những người khác lại có gì có thể mượn tay người khác. Đối đại sư huynh Sabia, A34 cũng không phải là xuất phát từ nội tâm kính phục. Nhưng trước mắt sư phụ đang lúc bế quan, trong giáo nói chuyện thường vụ, đều từ đại sư huynh chủ trì, đối Sabia chỉ lệnh, A34 vẫn là phải chấp hành. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, theo dung thiên tổ sư tuổi tác dần cao, người thừa kế vấn đề đã dần dần đặt tới trên mặt bàn dựa theo tây ly giáo lệ cũ mới nhậm giáo chủ từ hiện nhậm giáo chủ chỉ định chỉ có khi hiện nhậm giáo chủ bỗng nhiên ngoài ý muốn nổi lên không kịp chỉ định giáo chủ người thừa kế thời điểm mới từ trong giáo năm đại tư tế mở sẽ thương nghị quyết định bình thường đến nói mặc kệ là từ lão giáo chủ chỉ định hay là từ năm đại tư tế họp đề cử tân giáo chủ đại đa số thời điểm cũng sẽ ở năm đại tư tế bên trong sinh ra trừ thủ tịch đại tư tế từ giáo chủ kiêm nhiệm bên ngoài năm đại tư tế là tây ly giáo nhân vật trọng yếu nhất đạo hạnh sâu nhất phu thuật tối cao tại tây ly giáo trong lịch sử thậm chí còn xuất hiện qua một vị nào đó đại tư tế đạo hạnh cao hơn giáo chủ tình hình so như bây giờ tây ly giáo năm đại tư tế đều đều là giáo chủ dung thiên tổ sư thân truyền đệ tử cho tới bây giờ dung thiên tổ sư chưa chỉ định người thừa kế cứ việc tại dung thiên tổ sư bế quan thời điểm trong giáo nói chuyện thường vụ đều là từ Sabia đang chủ trì, nhưng lại không có nghĩa là Sabia liền nhất định có thể trở thành tương lai giáo chủ. Trên lý luận, năm đại tư tế cũng có thể trở thành dưới nhậm giáo chủ. À, A34 trong lòng tựa như gương sáng, càng là ngay tại lúc này, càng là không thể làm loạn. Nếu như tại sư phụ bế quan thời điểm, mình không phục tùng đại sư huynh chỉ lệnh, tự tiện làm việc, tất nhiên sẽ tại sư phụ trong suy nghĩ lưu lại mình nóng lòng biểu hiện, nóng lòng đoạt ban ấn tượng xấu, Tây Ly giáo truyền thừa xa xưa, quy mô khổng lồ, muốn duy trì như thế một cái cự đại giáo phái vận chuyển bình thường, trừ giáo chủ bản thân đạo hạnh cao thâm bên ngoài, mỗi vị giáo chúng đều phải giữ nghiêm giáo quy, đây là cực kỳ trọng yếu một cái khâu. Vì như thế, Tây Ly giáo mới có thể tiếp tục đều đâu vào đấy phát triển tiếp. Nếu như mình dẫn đầu không tuân quy củ, sợ rằng sẽ bị cái thứ nhất đá ra giáo chủ kế nhiệm nhân tuyển đội ngũ. Tại chuyện như vậy cấp trên, Diệp Cô Vũ tự nhiên sẽ không phát biểu ý kiến đây là Tây Ly giáo nội chính, Dung Thiên Tổ sư còn tại thế, Diệp Cô Vũ Tuyệt không thể tùy tiện can thiệp. Kia là đại húy kỵ, bất quá thanh thiên đại tư tế tựa hồ cũng không có như vậy dừng lại ý tứ, mắt nhìn Diệp Cô Vũ, mỉm cười nói, Diệp Vương, tiêu phàm con mèo kia, giống như rất kỳ lạ a à, nghe nói tại cây mộc lan bãi săn một cái nuôi chó trận, tiêu phàm mèo ngạnh sinh sinh dọa lùi một đầu quán quân chó ngao Tây Tạng. Chẳng lẽ đây là vô cực môn đặc biệt truyền thừa, trong cung điện dưới lòng đất âm trầm trầm, hai vị đầy cõi lòng uy nghiêm nam tử trung niên mặt đối mặt mà đứng khiến chàng cảnh càng lộ vẻ quỷ dị diệp cô vũ cười nhạt một tiếng nói cũng coi là đi vô cực môn xác thực có nuôi bản mệnh linh sủng truyền thừa nhưng cũng không phải là mỗi một vị vô cực môn đệ tử đều sẽ nuôi bản mệnh linh sủng bình thường luôn luôn số ít người mà lại nuôi bản mệnh linh sủng có lợi cũng có hại thanh thiên đại tư tế hai tay chắp tay nói thỉnh giáo diệp cô vũ mỉm cười hoàn lễ thỉnh giáo không dám nhận đại tư tế khách khí. Đối vị này thanh thiên đại tư tế, Diệp Cô Vũ có vẻ như so với A34 còn muốn tôn trọng ba phân. Đầu tiên, nuôi bản mệnh linh sủng đối với sủng vật có rất yêu cầu nghiêm khắc, nhất định phải có thể cùng chủ nhân làm được tâm ý tương thông. Loại sự tình này 10.000 có một, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiếp theo, nuôi bản mệnh linh sủng cố nhiên có thể làm cho ý niệm tu luyện làm ít công to, nhưng bản chủ cùng linh sủng tâm thần tương thông, một khi linh sủng xảy ra vấn đề sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bản chủ tâm thần nếu tình huống nghiêm trọng thậm chí sẽ để cho bản chủ thần trí thất thường lâm vào điên cuồng trạng thái tiêu phàm để hắn linh sủng xa cách bên cạnh mình đơn độc đi đối phó một vị độc hành sát thủ thực tế có chút mạo hiểm đoán chừng hắn cũng là bất đắc dĩ buổi tối hôm qua hắn đã rút không ra những người khác tay đi đối phó cao tư diệp cô vũ nói khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai chi ý tựa hồ đối với tiêu phàm sở tác sở vi, 10 điểm xem thường. Vì một nữ nhân, đem mình đặt cực hiểm chi địa, chí giả không vì. Cứ việc nữ nhân này xác thực không phải thường phi thường xinh đẹp, đủ khiến vô số nam người điên cuồng. Nhưng những nam nhân này bên trong, rõ ràng không bao gồm Diệp Cô Vũ ở bên trong. Tại Diệp Cô Vũ xem ra, lại nữ nhân xinh đẹp, cũng bất quá là một kiện trên giường vật dụng, không đáng đặt mình vào nguy hiểm. Thanh thiên đại tư tế khẽ vuốt cằm, Nói A-34 hao hết tinh thần, kết quả lại thua với một con mèo. Hay là công khóa làm được không tỉ mỉ gây nên A. Xem ra trước kia cho rằng tiêu phàm Tu Vi bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống phán đoán là không chính xác. Nói, lông mày của hắn nhẹ nhàng nhào lên, tựa hồ đối với A-34 hành động thất bại có chút bất mãn. Chỉ là đến hắn bây giờ thân phận địa vị, dù coi như đối người nào đó chuyện nào đó lại không đầy, cũng không gặp qua tại hình gia vô sắc. Vấn đề càng lớn hơn ở chỗ. Nếu như bọn hắn đối tiêu phàm phán đoán thật sai lầm, như vậy tiếp xuống rất nhiều hành động, đều nhất định phải phá lệ cẩn thận. Diệp Cô Vũ nói, tiêu phàm Tu Vi bị hao tổn, đoán chừng là sự thật. Nhưng bị hao tổn trình độ, cảnh giới rơi xuống đến loại nào tiêu chuẩn, vậy thì có chút không nắm chắc được. Lại nói giống tiêu phàm loại cao thủ này, dù là thụ thương nghiêm trọng đến đâu, lại yếu ớt, đều không thể phớt lờ. Có lẽ A-3 từ đối tiêu phàm bản thân cảnh giới rơi xuống đoán chừng là chính xác lại quên bên cạnh hắn còn có một con bản mệnh linh sủng lần sau hẳn là liền sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm thanh thiên đại tư tế nhìn về phía diệp cô vũ đột nhiên hỏi diệp vương tối hôm qua vì sao không xuất thủ ánh mắt nhấp nháy thẳng bước mà tới diệp cô vũ sắc mặt có chút ngưng lại lạnh nhạt hỏi ngược lại đại tư tế là đang chất vấn ta a à? một sợi sát khí từ trong mắt của hắn chợt lóe lên diệp cô vũ nhưng không cho người đối với hắn như thế chất vấn vô luận là ai đều không thể thanh thiên đại tư tế mảy may cũng không nhượng bộ ngưng thần nói chất vấn không dám nhưng muốn trừ hết tiêu phàm lời nói buổi tối hôm qua hẳn là cơ hội tốt vô cùng tiêu phàm tự thân lên trận cho một cái giang hồ nữ tử chữa thương chính là tự bộc nó ngắn cơ hội tốt như vậy không nắm chắc được thật sự là có mấy phân đáng tiếc miệng thảo luận không chất vấn trên thực tế khẩu khí lại là hùng hổ dọa người diệp phương cố nhiên là không tầm thường nhân vật lợi hại Tây Ly giáo ngũ đại vô thánh, nhưng cũng không có một cái là nhị lưu nhân vật. Dung thiên tổ sư tự mình tuyển định dòng chính đệ tử, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Vị này thanh thiên đại tư tế, nhất là đạt được dung thiên tổ sư coi trọng, nếu như không phải là bởi vì hắn hán người thân phận, chỉ sợ dung thiên tổ sư sớm đã chỉ định hắn vì Tây Ly giáo dưới nhậm giáo chủ kế nhiệm nhân tuyển. Đại tư tế, đây là quý giáo chính mình sự tình, cùng ta thiên ưng không quan hệ, Lệnh sư huynh Sabia cũng từng minh bạch nói cho ta, việc này tự có Tây Ly giáo xử trí, không cần ngoại nhân nhúng tay. Chốc lát, Diệp cô vũ mới chậm rãi nói, ngữ khí có chút lạnh. Thanh thiên đại tư tế lập tức hỏi, kia Diệp vương lúc này tới, có gì muốn làm? Sẽ không là kết bạn ôn chuyện a? À. Diệp cô vũ lạnh nhạt nói, đại tư tế tựa hồ đối với chúng ta thiên ưng cùng ta lá người nào đó hành tung cảm thấy rất hứng thú. Thanh thiên đại tư tế hai mắt sáng ngời, cùng Diệp cô vũ đối mặt nguyên bản âm trầm trầm địa cung, bầu không khí trở nên càng thêm rét lạnh, lập tức tràn ngập túc sát chi khí. Diệp cô vũ khóe miệng hiện lên nhẹ nhẹ cười lạnh, đối mặt một lát, thanh thiên đại tư tế đem ánh mắt rời đi, trên mặt nặng lại lộ ra mang theo áy náy tiếu dung, hai tay chắp tay, nói thật có lỗi, Diệp vương. Thực tế là dưới mắt thế cục quá phức tạp, có lẽ là ta mình nghĩ nhiều lắm, nhưng ta xác thực không thể nghi ngờ mạo phạm, còn xin Diệp vương nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Người này trong chốc lát liền có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình, có được giãn được, quả nhiên rất là cao minh. Diệp cô vũ mỉm cười, lạnh nhạt nói, không sao, ta có thể hiểu được đại tư tế thời khắc này tâm tính. Ha ha, đa tạ Diệp vương lý giải, thanh thiên đại tư tế đã kinh biến đến mức vẻ mặt tươi cười, bốn phía quan sát đĩa cung tình hình đến, trên mặt lại dần dần lộ ra thần sắc kinh ngạc, buột miệng kêu lên, hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận. Diệp cô vũ không khỏi mỉm cười nói, đại tư tế tốt ánh mắt, không hổ là dung thiên tổ sư coi trọng nhất dòng chính truyền nhân. Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận sớm đã thất truyền, thanh thiên đại tư tế có thể trong thời gian ngắn như vậy liền cảm nhận được trận này khí thức, cũng là xứng đáng diệp cô vũ một tiếng này tán dương. chương 248, ba người đi. Tình huống không đúng, dương tây lữ điếm xa hoa phòng xếp trong phòng khách, tân lâm tú Mỹ song nghi có chút nhào lên, thấp giọng nói. Trong phòng khách tình hình rất có mấy phân kỳ lạ, truyền thống thế giới hai người bị đánh vỡ, biến thành ba người đi. Trừ Tân Lâm cùng Tiêu Phàm, trong phòng khách còn có Uyển Thiên Thiên tại. Từ Đông Hoa Đế Quân miếu trở về, Uyển Thiên Thiên cứ như vậy tự tự nhiên nhiên cùng tại Tiêu Phàm sau lưng vào phòng, không trần chờ chút nào do dự, tựa hồ hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương, từ nay về sau, nàng liền đương nhiên đi theo Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đi cái kia nàng liền đi đâu. Tân Lâm thế mà cũng không có nói ra ý kiến phản đối, phảng phất trực tiếp đem Huyền thiên thiên xem như không khí mặc kệ ngươi có theo hay không lấy tiêu phàm đều không có quan hệ gì với ta chỉ cần ngươi không ảnh hưởng ta đối tiêu phàm cảnh vệ là được nhưng hiển nhiên đây không phải tân lâm chân thực thái độ tân lâm là có lời muốn nói tiêu phàm trầm ngâm không nói uyển thiên thiên có chút nhịn không được hỏi tân tỷ tỷ tình huống như thế nào không đúng nàng dù sao cũng là lần đầu cắt vào đến tiêu phàm nói thường trong sinh hoạt đối tiêu phàm cùng Tân Lâm ở giữa trung đụng hình thức biết không nhiều. Có chút không rõ ràng lắm, tiêu phàm cùng Tân Lâm là như thế nào câu thông giao lưu. Mắt thấy tiêu phàm không phản ứng Tân Lâm, tự nhiên cảm thấy có chút không ổn. Tình huống như thế nào đều không đúng, Tân Lâm lập tức nói, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhấp nháy tiếp cận nàng. Người tại sao phải ẩn tàng hành tung, lại là không khách khí chút nào chất vấn lên huyền thiên thiên tới. Huyền thiên thiên nhàn nhạt song mi lập tức cũng dương lên, hư nhẹ nói tân tỷ tỷ ta không cần phải báo cho ngươi hành tung a à. tân lâm lập tức đáp bình thường không cần lần này cần vì cái gì bởi vì lần này người đem chúng ta liên lụy vào hiện tại cường địch vây quanh chúng ta nhất định phải thanh tất cả điểm đáng ngờ đều làm rõ ràng bất luận cái gì một điểm sơ sẩy cũng có thể là chí mạng tân lâm lãnh đạm nói không mang mảy may cảm giác màu có nghiêm trọng như vậy a à? uyển thiên thiên nhịn không được nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu nói đến uyển thiên thiên bất quá là mạnh miệng mà thôi tại nội tâm của nàng hay là rất tán đồng tân lâm lời nói mắt tình hình trước mắt xác thực không thể lạc quan tân tỷ tỷ ta cũng không có tận lực giấu diếm hành tung nói thầm qua đi uyển thiên thiên nghiêm mặt nói thân sắc trở nên có chút nghiêm túc trước đó ta đã từng mời qua các ngươi cái này cũng là sự thật chỉ là tiêu phàm không có đáp ứng tiêu phàm bỗng nhiên nói hà đồ âm dương ngũ việt trận đối thiên cơ có che đậy chi lực đây là hướng Tân Lâm giải thích một chút, vì cái gì mình suy tính không giao uyển thiên thiên tình huống. Dòng dã hơn 10 ngày, Tân Lâm hỏi ngược một câu, câu nói này, lại không phải hỏi hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận đối thiên cơ che đậy chi lực có thể tiếp tục bao lâu, mà là tiếp tục hướng uyển thiên thiên đặt câu hỏi, vì cái gì tại Đông Hoa đế quân miếu đợi thời gian dài như vậy. Liền đơn giản như vậy một cái gạch xanh địa cung, yên chi xã ba đại đương ra tề tụ, thế mà cần phải bỏ ra thời gian lâu như vậy mới có thể đem địa cung cửa vào mở ra. Tân Lâm có chút không tin tưởng lắm, thất diệu cung cứ việc không lấy trộm mộ tăng trưởng, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, yên chi xã tại trộm mộ giới to lớn danh khí, không phải giả. Uyển Thiên Thiên có chút mất hứng nói, Tân Tỷ Tỷ, người chớ xem thường tòa kia địa cung, thật không đơn giản. Làm chúng ta dòng này, cũng không thể mù quáng làm bừa, trước tiên cần phải tìm đúng địa mạch. Không phải, sai một ly đi nghìn dặm hơn 10 ngày có thể mở ra tòa kia địa cung, đã rất nhanh. Người có thể hoài nghi ta đối tiêu phàm trung thành, nhưng người không thể hoài nghi ta chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Kia chỉ bân vì cái gì không đi xuống, không phải tránh tại bên ngoài đánh lén. Hắn cũng coi là trên giang hồ nhân vật nổi danh, bình thường mà nói, trên giang hồ thanh danh càng vang dội, thì càng yêu quý mình vũ mau. Không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ bân tuyệt sẽ không xử suốt loại này lớn phần hạ lưu thủ đoạn đến, tự hủy thanh danh vừa nhắc tới chỉ bân uyển thiên thiên liền giận không chỗ phát tiết cả giận nói ta làm sao biết hắn là thế nào nghĩ ai muốn lấy được hắn hèn hạ như vậy uyển đại đương ra cả một đời không có bị thua thiệt như vậy bị người hoang dã truy sát kém chút ngay cả mạng nhỏ đều vứt bỏ đến cuối cùng vẫn là bị cởi sạch quần áo trần trùng trục nằm tiến vào nam nhân ôm ấp đầy nguyên họa bắt đầu hết thảy đều là bởi vì chỉ bân quá xấu tiêu phàm khoát tay áo nói, chỉ bân biết kia bên dưới cung điện dưới lòng đất đi không được. Vì cái gì, chẳng lẽ hắn cũng nhận biết kia cái gì hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận. Hắn cũng hiểu pháp thuật, không đợi tân lâm mở miệng, uyển thiên thiên luôn miệng kêu la. Không nghe nói chỉ bân hiểu được phong thủy trận pháp A. Mặc dù không phải nói đúng mỗi một cái kẻ trộm mộ uyển thiên thiên đều rõ như lòng bàn tay, chỉ bân tuyệt đối là một ngoại lệ. Đối với cái này cùng mình sư phụ nổi danh nam phái trộm mộ đệ nhất cao thủ, Uyển Thiên Thiên không có khả năng không làm xâm nhập hiểu rõ. Trước đó, xác thực không có nghe nói chỉ bân hiểu được pháp thuật phương diện đồ vật. Tiêu Phàm nói, chỉ bân biết hay không phong thủy trận pháp ta không rõ ràng lắm, nhưng hắn ngoại hiệu âm dương mắt hẳn không phải là gọi không. Kia địa cung bên trong âm sát khí như vậy nồng đậm, hắn có lẽ nhìn ra được. Uyển Thiên Thiên lại nhẹ hư một tiếng, loại thiên phú này bên trên sự tình, không có nhất đạo lý có thể giảng. Tống Hoàn cũng danh xưng thiên nhãn, nhưng rõ ràng nhất cùng chỉ bân âm dương mắt kém lấy một cái cấp bậc thậm chí còn không chỉ kém một cái cấp bậc tân lâm liền liếc uyển thiên thiên một chút uyển thiên thiên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên vỉnh vỉnh lên miệng quay đầu nhìn về phía nơi khác tự nhiên tân lâm đây là đang chế giễu uyển thiên thiên lúc trước còn tại tiêu phàm trước mặt không phục cho rằng tiêu phàm là nói chuyện giật gân hiện tại rốt cuộc biết lợi hại nếu không phải tiêu phàm kịp thời đuổi tới uyển thiên thiên liền muốn hỏng bét cực độ Tiêu Phàm lại không để ý tới không hỏi hai nữ những này mặt mày giao phong, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm bầy ở trên bàn trà cái kia hộp đen, cẩn thận nghiên cứu. Uyển Thiên Thiên lần này tần quan chuyến đi, kinh động nhiều như vậy nhân vật không tầm thường, Tiêu Phàm cảm thấy, mấu chốt còn ở lại chỗ này cái hộp đen cấp trên. Chỉ bân trăm phần trăm là hướng về phía cái này hộp đen đến. Lấy chỉ bân tại trộm mộ giới thanh danh, còn tại Uyển Thiên Thiên phía trên, hắn chưa như thế để ý cái này hộp đen, có thể thấy được cái này hộp đen nhất định có phi phạm chỗ mấu chốt không tại chỉ bân trên thân mấu chốt tại buổi tối hôm qua người kia uyển thiên thiên bỗng nhiên nói lần này tân lâm không có lên tiếng tựa hồ đối với uyển thiên thiên lời này ngầm thừa nhận người kia quá cường đại chốc lát uyển thiên thiên còn nói thêm xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà cực nhanh hiện lên một vòng vẻ sợ hãi tại thứ nhất nữ mà đầu trên mặt lộ ra ý sợ hãi thực tế là không như bình thường nhưng diệp cô vũ thực tế quá mạnh mạnh đến uyển thiên thiên dạng này không sợ trời không sợ đất họ cách cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận lẫn nhau chi ở giữa tranh lệch trước đó uyển thiên thiên chưa bao giờ có cảm giác như vậy dù coi như là đối mặt tiêu phàm thời điểm cũng chưa từng từng có tiêu phàm anh hoa nội liếm không giống diệp cô vũ như thế bá khí bức người người kia là ai từ đâu tới đây hắn muốn làm gì những việc này chúng ta hoàn toàn không biết gì ta cho rằng việc cấp bách chính là thanh lai lịch của người này làm rõ ràng quyền thiên thiên nói thân sắc nghiêm trọng có như thế địch nhân cường đại tùy thời thăm dò ở bên ai có thể ngủ được cảm giác a à. tiêu phàm không lên tiếng không qua sự chú ý của hắn rõ ràng từ hộp đen bên trên chuyển ra chuyển tới diệp cô vũ trên thân ta đã hỏi cơ khinh xa cùng phạm nhạc bọn hắn cũng không biết lai lịch của người này buổi tối hôm qua bọn hắn cũng không có động thủ so chiêu người kia không có động thủ trước Tân Lâm làm cái nói rõ, ngữ khí hơi hơi có chút mập mờ. Đây đương nhiên là vì cơ khinh xa cùng phạm nhạc lưu mặt mũi, người kia không có động thủ trước, cơ khinh xa cùng phạm nhạc tuyệt sẽ không xuất thủ. Dù coi như là lấy hai địch một, cũng không có nhiều nắm chắc. Tiêu phàm, người ăn ngay nói thật, buổi tối hôm qua, nếu như hắn xuất thủ, chúng ta chống đỡ không ngăn cản được. Quyền Thiên Thiên hỏi, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, tựa hồ có chút nghĩ mà sợ. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, chẳng cần biết hắn là ai, hắn muốn xuất thủ dù sao cũng phải có cái lý do. Tại sao phải đối phó ta, người khác mời hắn đến đấy chứ? Huyền Thiên Thiên thuận miệng nói, Tiêu Phàm liền cười, Tân Lâm lắc đầu, nói kia khả năng không lớn. Cao thủ như vậy, tuyệt sẽ không làm người thúc đẩy. Muốn mời được như thế đại cao thủ đến cùng Tiêu Phàm liều cái cá chết phá, đến bao lớn mặt mũi a? À. Diệp Cô Vũ bỗng nhiên xuất hiện tại cái này hoang vu tiểu trấn, chỉ có thể là vì hắn tới mình kia hắn mục đích là cái gì hắn dù thế nào cũng sẽ không phải đến ngắm phong cảnh a uyển thiên thiên nói liếc nhìn trên bàn trà hộp đen mặc dù lúc này dương tây trấn phụ cận cao thủ tụ tập tra cứu kỹ càng đơn giản là ba nhóm nhân mã trừ tiêu phàm chính bọn hắn mặt khác hai nhóm nhân mã mục đích chỉ có hai cái nhóm người thứ nhất là muốn uyển thiên thiên từ địa cung đạt được cái này hộp đen thứ hai nhóm người thì trực tiếp muốn đưa tiêu phàm vào chỗ chết thậm chí là muốn đem bọn hắn mấy người này đều một nồi quái mà bây giờ diệp cô vũ không phải là đến giết tiêu phàm cũng không có xuất thủ cướp đoạt cái này hộp đen vậy hắn tới làm gì thật là khó mà tác giải chẳng lẽ nói hắn là trùng hợp đi ngang qua giải thích như vậy uyển thiên thiên chính mình cũng cảm thấy rất khôi hài tiêu phàm cười cười đứng dậy nói mặc kệ hắn đến tần quan mục đích là cái gì chỉ ít chuyện của chúng ta đã xong xuôi đi về nhà không đợi về nhà đi, Uyển Thiên Thiên toàn vẹn không hiểu. Đúng vậy a, à, sự tình xong xuôi liền nên về nhà. Thế nhưng là, sự tình cũng không có xong xuôi a, à, chẳng lẽ chúng ta không nên hảo hảo truy tra một chút những người kia nội tình sao? Ít nhất cũng phải làm rõ ràng, đến cùng là ai muốn đối phó ngươi. Cái này giống như đã là thứ hai phát sát thủ đi. So thứ nhất phát mạnh nhiều lắm, cứ việc Liếu Sinh Hùng hai cùng Cao Tư Đồng dạng mệnh phó hoàng tuyền, nhưng cùng thứ nhất phát sát thủ tương đối mà nói, bọn hắn xác thực mạnh quá nhiều. Thứ nhất phát sát thủ quả thực chính là phế vật, Tân Lâm lạnh nhạt nói, hiện tại đi truy tra manh mối đã quá muộn. Buổi tối hôm qua mới là tốt nhất truy tra thời gian, nếu như Tiêu Phàm không phải tại cho Huyền Thiên Thiên chữa thương, Tân Lâm không dám rời xa khách sạn, sớm đã truy giết ra ngoài. Như thế hoãn một chút, người ta nơi nào sẽ còn lưu lại manh mối gì đến cấp ngươi tìm kiếm. Không sao, bọn hắn hiện tại càng ép càng gần, một ngày nào đó sẽ giấu không được mắt thấy uyển thiên thiên tựa hồ có chút huệ oải tiêu phàm liền khẽ cười nói, hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm an ủi ý tứ. uyển thiên thiên liếc nhìn hắn một cái, ngập nước mắt to nháy mắt trở nên sáng lóng lánh. chương 249, các ngươi ở Trung A. Ngươi dự định an bài thế nào nàng? Khi uyển thiên thiên rời đi xa hoa phòng xếp đi tìm đường huyên cùng tống hoàn thương nghị một ít chuyện thời điểm, tân lâm hướng tiêu phàm hỏi, thanh âm rất bình tĩnh, tương đương giải quyết việc chung. Tiêu phàm lắc đầu, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Từ buổi tối hôm qua bắt đầu, kỳ thật tiêu phàm vẫn luôn tại làm một việc cứu uyển thiên thiên. Cái khác bất cứ chuyện gì đều càng ngày càng xa sút Tiêu phàm thậm chí không có thời gian đi truy tra những sát thủ kia chủ sử sau màn. Cứ việc cái này là cơ hội rất tốt, cũng không có tự mình đi gặp một lần diệp cô vũ. Hiện tại uyển thiên thiên thể nội thôn vệ chi lực đã hóa giải, nhưng trước kia trầm thích những cái kia âm sát khí lại không phải dễ dàng như vậy loại trừ. Trừ cái đó ra nội thương của nàng vẫn như cũ rất nặng nề tiêu phàm không tiếc hao tổn rất lớn bản nguyên cũng chỉ là tạm thời khống chế lại thương thế tiếp tục chuyển biến xấu trong vòng một đêm muốn khỏi hẳn như lúc ban đầu rõ ràng không thực tế quyền thiên thiên cần phải thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian như vậy đi đợi chút nữa hỏi một chút nàng ý kiến của mình nàng tại thủ đô hẳn là có cố định trụ sở chốc lát tiêu phàm mới lên tiếng ngữ khí rất không xác định ta không đồng ý tân lâm trực tiếp nói Tiêu Phàm liền nhìn qua, Tân Lâm nói, nàng nhất định phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ, không phải chúng ta mỗi ngày đi chỗ ở của nàng, quá có quy luật, rất nguy hiểm, người khác rất dễ dàng nắm giữ hành tung của chúng ta. Lý do này 10 điểm hữu lực. Được, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Muốn loại trừ Uyển Thiên Thiên thể nội trầm tích âm sát khí, Tiêu Phàm nhất định phải mỗi ngày vì Uyển Thiên Thiên khơi thông kinh lạc, Uyển Thiên Thiên không cùng bọn hắn ở cùng một chỗ liền nhất định phải mỗi ngày đuổi tới tiêu phàm chỗ ở đi hoặc là tiêu phàm đuổi tới chỗ ở của nàng đi rất không tiện lúc này tân lâm ngay lập tức cân nhắc vẫn như cũng là tiêu phàm an toàn không hổ là một vị tận trước tận trách cận vệ có chút sự tình để ta tới cùng nàng câu thông tân lâm còn nói thêm vẫn là giải quyết việc chung ngữ khí ngụ ý chính là nói đây là ta hai nữ nhân ở giữa sự tình người tiêu nhất thiếu đừng nhúng tay a à, không có chỗ tốt được, tiêu phàm vội vàng lần nữa gật đầu. Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên câu thông cũng người điểm gọn gàng mà linh hoạt. Uyển Thiên Thiên cùng đường huyên tống hoàn trở lại xa hoa phòng xếp. Tân Lâm liền trực tiếp thanh minh, trở về thủ đô về sau. huyền Thiên Thiên cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Huyền Thiên Thiên hành động tự do, nhưng không thể tại chỉ thủy xem tiếp khách. Nguyên bản chuyện này rất dễ thương lượng, bất quá Tân Lâm loại này giải quyết việc chung thái độ, để Uyển Thiên Thiên có chút khó chịu. Uyển Đại Đương ra chính là như vậy họ cách, mặc dù là nàng tại cầu người, nhưng người không để cho nàng thoải mái, nàng chính là không cao hứng. Đường huyên họ cách, rõ ràng sau uyển thiên thiên muốn uyển chuyển được nhiều, mắt thấy uyển thiên thiên gương mặt xinh đẹp ngậm xương, vội vàng ngậm cười nói, tân thiếu chủ, nếu không, ta bồi thiên thiên ở cùng nhau đi, hai người tốt làm bạn. Nói thường sinh hoạt hàng ngày ta cũng tốt chiếu cố nàng. Uyển thiên thiên ở đến tân lâm trong nhà đi, chưa quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó ngay cả cái nói chuyện nói chuyện phím người đều không có, lễ uyển thiên thiên dạng này hoạt bát hiếu động họ tử vậy còn không phải tươi sống đưa nàng biệt xuất bệnh đến về phần tìm tiêu phàm đi tán gẫu cái kia cũng quá không đáng tin cậy đường huyên hiện tại càng ngày càng ý thức được tiêu nhất thiếu là cái khái niệm gì có thể lần này tân lâm ngược lại là không chút do dự liền đáp ứng tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới đường huyên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy tân lâm họ hạt tại quá nhạt chỉ thủy xem mấy tên hầu gái cũng không phải nói nhiều người tựa hồ cũng không thật là tốt người tiếp khách uyển thiên thiên nhàm chán thời điểm vậy cũng chỉ có đi quấn lấy tiêu phàm đây cũng không phải là tân lâm vui lòng nhìn thấy tiêu phàm tựa hồ lại rất không quen cự tuyệt nữ hài tử dây dưa cùng nó dạng này còn không bằng để đường huyên bồi tiếp nàng đường huyên bề ngoài xinh đẹp họ cách ôn nhu hòa thuận ngược lại là tương đối hợp tân lâm tâm ý hết thảy thương lượng thỏa đáng một đoàn người chia ra ngồi hai chiếc xe dẹp đường hồi phủ nói đến chuyến này cơ khinh xa không thu hoạch được gì, chính là bồi tiếp tiêu phàm ngàn dặm xa xôi dạo chơi ngoại thành một lần, sau đó cứ như vậy hướng trở về, tiêu phàm dù sao còn từ uyển thiên thiên nơi đó đạt được một cái hộp đen, xem chừng trong này muốn thật có cái gì bảo bối tốt, tổng cũng thiếu không được tiêu phàm một phần. Cơ khinh xa cùng phạm nhạc thì là hai tay trống trơn. Bất quá cơ khinh xa không thèm để ý chút nào, hoàn toàn như trước đây mặt mang mỉm cười. Chuyến này nàng nguyên bản là vì bằng hữu mà đến, cuối cùng kịp thời đuổi tới, cứu huyền thiên thiên, tự nhiên là chuyến đi này không tệ. Huống chi cũng coi là cùng tiêu phàm kề vai chiến đấu một lần, lẫn nhau ở giữa giao tình lại thâm sâu mấy phân. Huyền thiên thiên cứ việc thích hồ nháo, lại tuyệt không phải không biết tốt xấu người. Thiếu phần này đại nhân tình, luôn có còn ngày đó. Thuận lợi trở lại thủ đô, khi huyền thiên thiên cùng đường huyên đi tới chỉ thủy xem lúc, sáu cô bọn người lấy làm kinh hãi, 10 điểm kinh ngạc các nàng tại chỉ thủy xem ở hơn 3 năm, hay là lần đầu nhìn thấy chỉ thủy xem sinh con trai, mà lại thêm hay là hai tên thiên kiều bách mị đại mỹ nữ. Nhất là Uyển Thiên Thiên, kia mỡ đông mịn màng làn ra cùng thủy doanh doanh phảng phất biết nói chuyện linh động mắt đen, để sáu cô bọn người kìm lòng không đặng phát ra ta thấy mà yêu thở dài. Chỉ không biết cái này tiêu chân nhân đem cái này hai tên đại mỹ nữ lĩnh về chỉ thủy xem, lại là ý gì? Chẳng lẽ ngại chỉ thủy xem quá mức yên tĩnh, nhân khí không vượt, cho nên mới cố ý lĩnh hai tên đại mỹ nữ đến, để trong quán trở nên náo nhiệt một chút ha. Thậm chí, đây là tiêu chân nhân bạn gái hoặc là nói bạn gái. Cũng không trách sáu cô các nàng có suy đoán như vậy. Ba năm này, tiêu phàm cùng tân lâm quan hệ trong đó, một mực là sáu cô các nàng hơi chú ý. Theo lý thuyết, ba năm cùng phòng mà cư, sớm chiều ở chung, liền xem như hai đoạn đầu gỗ, cũng nên mọc dễ nảy mầm. Bất quá bên ngoài đồng hồ nhìn qua, hai người này lại là lãnh đạo tối thiểu nhất không có biểu hiện ra đương thời trẻ tuổi giữa người yêu cái chủng loại kia nóng hồi kinh kỳ thật tiêu phàm cùng tân lâm yêu thương cố nhiên không bằng phổ thông người trẻ tuổi yêu đương như thế oanh oanh liệt liệt mặt mày ở giữa nhưng cũng không phải không có chút nào mánh khóe mà theo chỉ là sáu cô mấy vị này thực tế cũng không gọi được là yêu đương cao thủ thất diệu cung là một cái điển hình nữ tôn xã hội nam đệ tử không có chút nào địa vị có thể nói sáu cô mấy người cũng là trong môn hạch tâm đệ tử một đống nữ nhân đứng ở một khối nói đêm tương đối có thể có cái gì kinh nghiệm yêu đương thật vất vả lén lút đàm cái yêu đương đều muốn giống như làm tặc sợ đồng môn chế nhạo tiêu phàm lĩnh trở về nếu như là hai cái phổ thông cô gái trẻ tuổi cũng liền thôi thật đúng là uy hiếp không được tân lâm tân lâm gì cùng xinh đẹp làm sao cùng bản sự hết lần này tới lần khác lại là hai cái không kém hơn tân lâm mỹ nữ cũng liền khó trách sáu cô các nàng muốn âm thầm phỏng đoán cảnh giác không thôi Tân Lâm giới thiệu sơ lược Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên lai lịch, sáu cô các nàng vốn chỉ là hiếu kỳ ánh mắt cảnh giác lập tức liền trở nên ẩn hàm địch ý. Ra tay ác độc vô tình son phấn kiếm, phi vũ ngay cả điểm thất tuyệt trảm. Từ trước trên giang hồ nổi danh, trên giang hồ cái gọi là nổi danh, thường thường liền mang ý nghĩa một loại nào đó quan hệ cạnh tranh. Mặc dù thất diệu cung cũng vô thất tuyệt trảm cùng son phấn kiếm quyết đấu nghe đồn. Cũng thật sự là kỳ quái, làm sao son phấn kiếm truyền nhân, cũng cùng tân lâm đồng dạng, xinh đẹp đến quá mức. Cái này không cố ý sao? Sáu cô các nàng giật mình, Uyển Thiên Thiên nhìn thấy chỉ thủy xem cũng âm thầm kinh ngạc. Nàng vừa vừa bước vào chỉ thủy xem, lập tức liền cảm thấy thể nội chân nguyên lên một loại rất kỳ diệu cảm ứng, tựa hồ cùng chỉ thủy xem có một loại nào đó cắt chi không ngừng liên hệ. Tự nhiên, đây chỉ là Uyển Thiên Thiên ảo giác, chân chính cùng chỉ thủy nhìn thấy cảm ứng là tiêu phàm lưu tại trong cơ thể nàng bản mệnh chân nguyên, mà không phải Uyển Thiên Thiên chân khí của mình nội lực nhưng mà cái này một ngày trôi qua, tiêu phàm lưu tại trong cơ thể nàng bản mệnh chân nguyên đã dần dần có cùng nàng tự thân chân nguyên dung hợp dấu hiệu. đường huyên chú ý điểm lại không ở chỗ này, hiếu kỳ đánh giá chỉ thủy xem hết thảy, đối tiêu phàm nói, tiêu một ít, thật là nghĩ không ra, cái này trong rừng trúc có động thiên khác a, à, nếu như không phải có người dẫn đường, ta chính là ở phụ cận đây lại thế nào đi dạo, cũng khó có thể phát hiện tòa này đạo quán. thật không tầm thường, quá kỳ diệu ngữ khí thoảng qua hơi cường điệu quá, nói đến cũng vẫn là muốn nịnh nọt tiêu phàm vài câu. Quyền thiên thiên sau này có thể hay không khỏi hẳn như lúc ban đầu, liền đều xem tiêu nhất thiếu có phải là hết sức. Bất quá đại đương ra nhìn qua ngược lại là vẻ hoàn toàn tự tin, tựa hồ cầm được định tiêu phàm nhất định sẽ hảo hảo chữa thương cho nàng chữa bệnh. Tiêu phàm mỉm cười, nói đây là sư phụ ta tự tay kiến tạo, cũng là hắn tự tay bố trí. Hai vị đối phong thủy trận pháp chi đạo không có quá thâm nhập hiểu rõ, tại xem bên trong có thể tự do hoạt động, nếu như muốn ra cửa, vậy vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ tương đối tốt. Miễn cho lạc đường, lạc đường, không thể nào, Uyển thiên thiên lập tức mân mê miệng, có chút không tin. Cứ như vậy một mảnh rừng trúc tử, ta nhắm mắt lại cũng đi ra ngoài, làm sao có thể lạc đường. Tiêu phàm liền cười, nói, người nếu thật là nhắm mắt lại đi, có lẽ liền đi ra ngoài. Cái này trong rừng trúc bày ra trận thế tinh vi ảo diệu, ngưng kết vô cực môn trước sau hai đời trưởng giáo chân nhân trận pháp trí tuệ, bình thường người lại nơi nào có thể phá giải được. Nhưng chính như Uyển Thiên Thiên lời nói, mảnh này dừng chút không lớn, nhắm mắt lại không nhìn đường, bằng cảm giác tìm tòi hướng về phía trước, thật sự chính là phá trận phương pháp một trong. Chỉ là hai mắt xong người tốt, lại làm sao có thể thật nhắm mắt lại hướng phía trước sờ loạn. Tân Lâm lạnh nhạt nói, đại đương ra, người tốt nhất đừng thử. Vạn nhất lạc đường, đi không ra, rất mất mặt tân tỷ tỷ, tạ ơn quan tâm, ta cái gì đều sợ, liền không sợ mất mặt. Đều bị người khi dễ thành như thế, còn có cái gì có mất thể diện hay không? Uyển thiên thiên nghiêng liếc tân lâm một chút, cười như không cười nói. Tân lâm hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp chìm xuống dưới. Lại nhìn tiêu chân nhân, lại là mặt mo ửng đỏ, lúng túng không thôi. Nguyên bản một mảnh hảo tâm, cứu người ở trong cơn nguy khốn, nhưng không ngờ làm phải tự mình như thế xấu hổ bất quá đem người ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ lột được tinh trần chuồng, kéo sờ tới sờ lui, còn sờ một cái chính là cả đêm, nói đến tiêu chân nhân cũng không tính hoàn toàn vô tội. uyển thiên thiên cái đầu nhỏ tử một dương, ôn nhu bộ ngực sữa có chút nhô lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý ta mặc kệ người cùng tiêu phàm là loại quan hệ nào. Nói tóm lại ta là ỷ lại vào hắn, muốn vứt bỏ ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Tân Lâm rất nhanh liền chấn định lại, cho Uyển Thiên Thiên cùng đường Huyên An bài nhà ở, cách tiêu phàm phòng ngủ không xa, sạch sẽ gọn gàng. Tân tỷ tỷ, người ở làm sao? Uyển thiên thiên cười hì hì hỏi. Ta cùng tiêu phàm ngủ cùng chỗ. Tân lâm lạnh nhạt đáp. Các ngươi ở Trung A. Uyển thiên thiên ra vẻ giật mình hỏi ngược lại. Ừm, tân lâm hay là nhàn nhạt. Uyển thiên thiên liền nhếch miệng, trợn mắt. chương 250, Trần Dương phiền não. Có được một đôi ngạo nhân, có được một cái cực đại bộ ngực cao vút. Cơ hồ là tất cả nữ sinh chung cực mộng tưởng, chí ít cũng là một trong. Muốn không nghĩ dung viện ngực cao quảng cáo cũng không đến nỗi đánh cho như vậy ra sức. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ, tỉ như nói Trần Dương, Trần Cảnh sát từ mười mấy tuổi bắt đầu, liền vì chính mình một đôi buồn giàu. Bình thường tiểu cô nương bình thường đều là tiến vào sơ chung về sau, bộ ngực mới chậm chậm bắt đầu phát dục, nó quá trình biến hóa tựa như các loại mê người hoa quả anh đào, quả đào lông, táo xanh, đỏ phú sĩ, cây dưa hồng, lớn cây dưa hồng, cực thiểu số có thể đạt tới dưa hấu cấp bậc, Trần Cảnh Sát cơ vốn cũng là dạng này, cũng không có lọt mất cái gì khâu. Cùng cái khác cô nương khác nhau ở chỗ, Trần Cảnh Sát cái này phát dục quá trình thực tế quá nhanh một chút. Từ anh đào đến cây dưa hồng biến hóa, người khác muốn dùng 2 3 năm, Trần Dương chỉ dùng mấy tháng. Từ khi bên trên mùng 2 bắt đầu, Trần Dương cũng rất ít dùng qua hung che đậy, nàng bình thường dùng áo ngực, nói trắng ra chính là rất có lực đàn hồi một cái túi vải tử chăm chú đem trước ngực hai con cây dưa hồng chói buộc lại, dùng sức chói chặt. Trần Dương là thật sợ chúng nó tiếp tục lớn lên, nhưng không như mong muốn, cứ việc Trần Dương rất dùng sức chói chặt ngực của mình, mấy tháng về sau, hai con cây dưa hồng hay là đạo nghĩa không thể trùn bước trưởng thành lớn cây dưa hồng. Tiếp qua hơn một năm, lại trưởng thành dưa hấu. Muốn nói trưởng thành dưa hấu cũng không phải là chuyện xấu, rất nhiều nữ hài tử tha thiết ước mơ. Chỉ là Trần Dương mình không thích, nàng là hiếu động họ cách, từ tiểu chẳng những thông minh hiếu học, cũng đồng dạng thích thể dục. Khi còn bé, đặc biệt sùng bái những cái kia nữ cảnh sát, nữ chiến đấu anh hùng. Sân vận động bên trên, Trần Dương là chơi đến rất khùng giả tiểu tử. Một cái thích vận động giả tiểu tử, hết lần này tới lần khác dài như thế một đôi xa hoa, sau một cái bực bội cao minh. Mỗi khi Trần Dương vì thế bực bội không thôi thời điểm, mẫu thân cùng khuê mật hảo hữu luôn luôn an ủi nàng, nói sau khi lớn lên, tham gia làm việc liền tốt đến lúc đó còn không biết mê chết bao nhiêu nam nhân hâm mộ chết bao nhiêu nữ nhân đâu ai ngờ tham gia công tác về sau cái này xong cho trần dương tạo thành phiền não lại chỉ tăng không giảm làm an toàn bộ môn hai ván hành động tiểu tổ phụ trách cán bộ trần dương thường xuyên muốn thường phục làm nhiệm vụ mặc đồng phục cảnh sát nghênh ngang đi bắt người kia là công an sự tình an toàn nhân viên rất ít làm như vậy bọn hắn muốn bắt đối tượng cùng phổ thông phần tử phạm tội cũng có chỗ khác biệt gián điệp bình thường mà nói luôn luôn tương đối cơ cảnh. Mặc kệ tại trường hợp nào, Trần Dương hung bộ ngực to lớn, luôn luôn để nàng rất dễ dàng trở thành nam nhân thậm chí nữ nhân đều 10 điểm chú ý mục tiêu. Dạng này rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình, bất lợi cho hoàn thành nhiệm vụ lùng bắt. Cho nên cần thường phục làm nhiệm vụ thời điểm, Trần Dương chọn tương đối rộng rãi áo khoác, đem ngạo nhân của mình che lấp. Bởi vì Trần Dương cái này sinh lý đặc điểm, thống soái đạo thậm chí từng có kiến nghị, muốn đem nàng điều ra hành động tiểu tổ, Bồi dưỡng trở thành đóa hoa giao tiếp. Tại rất nhiều lĩnh vực, một chút trang điểm lộng lẫy xinh đẹp đóa hoa giao tiếp, thường thường đều gánh vác khó mà gặp người nhiệm vụ bí mật. Trần Dương điều kiện xác thực phi thường ưu việt, học rộng tài cao, thân thủ mạnh mẽ, nghiêm chỉnh huấn luyện, mấu chốt nhất chính là dung mạo xinh đẹp, dáng người ngạo nhân. An toàn bộ môn có không ít nữ cảnh sát đạt tới phía trước ba điều kiện, nhưng cái này phía sau hai điều kiện, lại là trời sinh, ngày mai bồi dưỡng không ra là Trần Dương mình kiên quyết cự tuyệt, Trần Dương mới không nguyện ý làm như thế bình hoa đâu. Nàng muốn dùng thật sự thành tích chứng minh mình phi phạm xuất sắc. Lần này, Trần Dương tại đồng đồng Thanh đi làm nhiệm vụ. Thanh đi là Trần Dương bình thường tương đối thích đi một loại hưu nhà nơi trốn, tương đối mà nói, đây là một loại khá đại chúng hóa hưu nhà nơi trốn, khách nhân lấy nam tính chiếm đa số, nhưng nữ khách cũng không ít. Trong nước Thanh đi, rất nhiều cùng quán cà phê, tiểu nhà hàng Tây không sai biệt lắm ý tứ. Gần 2-3 tháng, Trần Dương là đồng đồng thanh đi khách quen, mà nàng công khai thân phận thì là phụ cận mỗ ra kiểu mới khoa học kỹ thuật công ty văn phòng viên chức. Không hề nghi ngờ, cái này công khai thân phận là vì yểm hộ Trần Dương, để nàng có thể danh chính ngôn thuận thỉnh thoảng xuất hiện tại đồng đồng thanh đi. Bởi vì chậm dê dê thường xuyên sẽ tại đồng đồng thanh đi hiện thân. Chậm dê dê là Trần Dương cùng các đồng nghiệp cho Lý Thanh Thái lên ngoại hiệu, mà Lý Thanh Thái chính là bọn hắn lần này hành động muốn bắt đối tượng, một tên người mang nhiệm vụ đặc thù bảo đảo gián điệp. Sở dĩ cho một tên gián điệp làm cái chậm dê dê ngoại hiệu, tự nhiên cũng là có đạo lý, không phải tùy tiện vô ích. Vị này Lý Thanh Thái đã không trẻ tuổi, ước chừng hơn 40 tuổi, dáng dấp 10 điểm nhã nhận thanh tú, công khai thân phận là một vị tại thủ đô làm việc bảo đảo tịch cao quản, hòa nói bên trong đối nhân xử thế luôn luôn đâu vào đấy, nho nhã lễ độ. Hết lần này tới lần khác phụ trách giám thị hắn Trần Dương cùng mấy vị đồng sự đều là người trẻ tuổi, làm việc lôi lệ phong đi, 10 điểm lưu loát, tự nhiên Lý Thanh Thái liền phải cái chậm dê dê tên hiệu. Trần Dương cùng nàng tiểu tổ truy tung giám thị Lý Thanh Thái cũng có một đoạn thời gian, hiện tại dựa theo thượng cấp mệnh lệnh, chuẩn bị thu. Trần Dương liền quyết định tại Đồng Đồng Thanh đi hoàn thành bắt hành động. Tới gần giữa trưa lúc phân, Đồng Đồng Thanh đi náo nhiệt lên, Trần Dương cùng một tên đồng sự vừa nói vừa cười đi tiến vào Thanh đi, tại một bên vị trí bên trên ngồi xuống. Trần Dương là mối khách cũ Phục vụ viên tiểu đệ cùng nàng rất quen, cười hì hì đi lên chào hỏi. Trần Dương như không có việc gì điểm hòa nói thích ăn bữa ăn điểm, cùng phục vụ viên tiểu đệ rời đi về sau, bắt đầu nâng chung trà lên, đánh giá thanh đi tình huống. Đồng đồng thanh đi sinh ý cũng không tệ, các loại khách không ít người, trong forum đầu người chen chen, thật náo nhiệt. Bắt tiểu tổ năm tên thành viên đều đã đúng chỗ, căn cứ mấy tháng này đối lý thanh thái truy tung giám thị, Trần Dương đối chậm dê dê tình huống cơ bản đều hiểu không sai biệt lắm lý thanh thái không tính là bạo lực hình đặc công ngược lại mang theo mấy phân nương nương khang xuất động năm người bắt hắn đã rất cho hắn mặt mũi coi là thật cần trần dương một thân một mình muốn lấy hắn cũng là thước tha có dư cái khác mấy tên tiểu tổ thành viên hoặc uống rượu hoặc đọc sách hoặc chơi điện thoại từng cái thần thái nhẹ nhõm mọi người cùng trần dương là đồng dạng tâm tư cảm thấy hôm nay cái này hành động rất nhẹ nhõm chỉ cùng trần dương ra lệnh một tiếng liền đem lý thanh thái bắt lại Buồn cười lão gia hỏa kia còn tại làm bộ vỉnh lên tay hoa uống bia. Trần Dương một bên uống nước trà, một bên cố gắng điều chỉnh khí tức, để bộ ngực của mình không lộ vẻ như vậy đột xuất. Ánh mắt giống như là rất vô ý tại Lý Thanh Thái trên mặt đảo qua, bỗng nhiên thoảng qua sướng sở ngơ ngác một chút. Lý Thanh Thái sau lưng một cái bóng lưng, giống như khá quen. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải là một cái bóng lưng, mà là một cái ót. Lý Thanh Thái cùng người kia tựa lưng vào nhau ngồi cách hai cái thành ghế, từ Trần Dương vị trí hiện tại nhìn sang, liền có thể nhìn thấy một cái ót. Nếu như không phải là bởi vì Trần Dương trí nhớ siêu quần, mà lại có tương đối nhạy cảm giác quan thứ sáu, chỉ cần một cái ót, lại nơi nào sẽ toát ra giống như đã từng quen biết cảm giác đến. Chỉ bất quá Trần Dương giác quan thứ sáu lại nhạy cảm, trí nhớ lại siêu quần, nhất thời bán hội cũng rất khó từ trên ót làm ra phán đoán chuẩn xác tới. Mấu chốt là Lý Thanh Thái không có cho Trần Dương chậm rãi suy nghĩ thời gian. Lý Thanh Thái bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi chỗ ngồi của mình. Trần Dương không chút do so dự nhẹ nhàng vung tay lên, hạ đặt bắt chỉ thị. Có lẽ Lý Thanh Thái chỉ là muốn đi bên trên phòng vệ sinh, cũng không có ý định rời đi quán bar, nhưng đây là nói không chính xác sự tình. Dù sao sớm muộn muốn bắt, lúc nào động thủ không phải mấu chốt. Vạn nhất là Lý Thanh Thái phát hiện cái gì không đúng, muốn cứ thế mà đi, bắt chỉ sợ liền sẽ có phiền phức. Sự thật chứng minh, Trần Dương dự cảm rất chuẩn xác, Lý Thanh Thái đúng là phát giác được không đúng, chuẩn bị muốn rời khỏi quán ba. Thân là gián điệp, cảm giác kia tổng không đến mức quá chỉ độn Nhưng là sau một khắc, Lý Thanh Thái liền phát hiện, hắn đã đi không nổi. Trần Dương mấy tên thủ hạ, vẫn như cũ là phổ thông khách nhân thần thái, thậm chí ngay cả ánh mắt đều vẫn chưa đặc biệt nhìn chăm chú ở trên người hắn, bất quá Lý Thanh Thái hay là một chút liền đem bọn hắn nắm chặt. Mọi người vốn là cùng một loại người, Trần Dương cũng đứng dậy, nhanh chân hướng về Lý Thanh Thái đi qua. Đã chậm dê dê đã phát giác khác thường, kia cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh, quang minh chính đại bắt hắn chính là. Năm sau một, Trần Dương không tin Lý Thanh Thái có thể có thể chạy thoát được. Luận thân thủ, nàng cái này mấy tên thủ hạ đều không kém. Chỉ bất quá trên thế giới này, mãi mãi cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hòa nói bên trong nhìn qua ôn tồn lễ độ, tiếu dung chân thành chậm dê dê, sống còn thời điểm, lại bộc phát ra kinh người sức chiến đấu tất cả chớ động lý thanh thái bỗng nhiên một tiếng gầm thét cổ tay khẽ đảo trong tay nhiều một thanh đen nhánh tỏa sáng tay nhỏ súng đều cho ta đứng vững đừng tới đây ai dám tới ta liền đánh chết hắn còn không có cùng đoàn người lấy lại tinh thần lý thanh thái đã đem tay nhỏ súng chống đỡ bên người kia cái ót sắc mặt trở nên dữ tợn vô so tất cả chớ động trần dương lập tức dương một tay lên ngừng lại đồng nghiệp của mình đôi mi mì thanh tú nhíu chặt trong đầu trở nên phiền muộn vô so. Làm sao lập tức làm thành dạng này rồi? Bắt cái Lý Thanh Thái, thế mà bị hắn bắt cóc con tin. Giống như khoảng thời gian này, vận khí của mình chẳng ra sao cả đâu. a à, nguyên bản yên lặng thanh đi lập tức náo nhiệt vô so, vô số nam nữ hét dầm lên, tùy theo chính là lốp ba lốp bốp loạn hưởng, không biết đánh nát bao nhiêu cúp đĩa bát ngọn, đá ngã lăn bao nhiêu cái ghế bản trà, ngã xuống bao nhiêu soái ca mỹ nhân. Đồng đồng thanh đi lão bản càng là trợn mắt hốc mồm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Làm sao, làm sao có người tại ta thanh đi động súng rồi. Còn không chỉ một, Lý Thanh Thái nhổ súng đồng thời, Trần Dương mấy vị đồng sự cũng nhao nhao rút ra phối súng, đồng loạt chỉ hướng Lý Thanh Thái. Đều mở ra cái khác súng, Trần Dương vừa vội gấp phân phó một tiếng, to lớn bộ ngực gấp rút chập trùng không thôi. Bất kể như thế nào, Lý Thanh Thái hiện tại có con tin nơi tay, không thể thương tổn đến con tin. Mặc dù nói an toàn bộ môn phá án cùng công an cơ quan phá án có chỗ khác biệt, nhưng có thể không làm thương hại con tin, tự nhiên hay là không nên thương tổn tốt. Mấy tên đặc công nắm chặt trong tay súng, người đứng lên cho ta, Lý Thanh Thái thần sắc khẩn trương, hướng phía bị hắn dùng súng chỉ hướng cái ót tên khách nhân kia quát, lại đưa tay túm người kia một thanh. Khách nhân kia liền chậm rãi đứng dậy, quay lại, Trần Dương lập tức liền mở to hai mắt nhìn, họ cảm giác môi đỏ mở ra đến, hình thành một cái o hình, trong mắt lộ ra tuyệt không tin thần sắc. Làm sao lại trùng hợp như vậy? chương 251, Sư Đồ. Bị Lý Thanh Thái dùng tay súng chỉ cái đầu con tin, vậy mà là tiêu phàm. Trần Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiêu phàm sẽ tại đồng đồng thanh đi xuất hiện, còn bị người bắt con tin. Trong lúc nhất thời, Trần Dương ngẩn người ra, không biết nên xử trí như thế nào. Tiêu phàm cái này vừa đứng lên đến, trợn tròn mắt không chỉ Trần Dương một người, cũng bao quát Lý Thanh Thái ở bên trong lý thanh thái ngược lại là vị lão thủ thời khắc mấu chốt bắt cóc con tin để cầu thoát khốn dạng này chiêu số khẳng định tại bọn hắn trước kia nói thường nội dung huấn luyện bên trong cái gọi là gián điệp cũng có lâm thời bắt lính cho đủ số bất quá tuyệt đại đa số hay là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp dựa theo nói thường huấn luyện khoa mục nội dung một đôi một kiếp bắt người chất để bảo đảm mình không bị tay bắn tỉa ám sát hẳn là bóp lấy con tin cổ tận khả năng đem mình trốn ở con tin sau lưng Lý Thanh Thái cũng quen thuộc thành tự nhiên, nghĩ muốn làm thế nào. Chỉ là duỗi tay ra, muốn lấy tay khủyểu tay bóp chặt tiêu phàm cổ thời điểm, mới phát hiện mình cùng tiêu phàm thân cao rất không hài hòa. Tiêu phàm thân cao tiếp cận 1m8, Lý Thanh Thái thân cao chỉ có 1m6 ra mặt, so tiêu phàm thấp không sai biệt lắm một cái đầu. Cứ như vậy dáng người, hắn lại muốn lấy tay khủyểu tay bóp chặt tiêu phàm cổ. Hiển nhiên Lý Thanh Thái đưa tay khoa tay một chút, lại không thể không rụt tay về xấu hổ bộ dáng, Mặc dù tình hình 10 điểm nguy cấp, Trần Dương hay là kém chút cười ra tiếng. Thành thật một chút, chớ lộn xộn a, à, không phải ta liền mở súng. Rơi vào đường cùng, Lý Thanh Thái đành phải nghiêm nghị đe dọa tiêu phàm. Tiêu phàm cứ việc vóc dáng rất cao, nhưng dáng dấp nhã nhặn, nhìn qua hẳn là rất dễ dàng bị hù sợ. Huống chi trong tay mình cầm súng, cũng không phải giả. Tránh hết ra, Lý Thanh Thái lại hướng phía vây quanh hắn mấy tên an toàn nhân viên ồn ào bốn chuôi tay súng từ khác nhau góc độ nhắm chuẩn Lý Thanh Thái đầu. Trần Dương thống lĩnh cái này hành động tiểu tổ, bình quân tuổi tác cũng không lớn, các đội viên tương đối rất trẻ trung, lại đã không phải là tân thủ, có tương đối phong phú hành động kinh nghiệm. Trong đó chỉ ít có hai thanh súng có 80% trở lên nắm chắc, một súng trúng đích Lý Thanh Thái đầu, mà không làm thương hại con tin. Chỉ là, Trần Dương không có hạ mệnh lệnh, ai cũng không dám vọng động. Mà Trần Dương là tuyệt đối sẽ không hạ lệnh nổ súng, tiêu phàm an toàn, nhất định phải 100% bảo đảm. Tiêu một ít, tiêu đại ca, người làm sao lúc này xuất hiện tại đồng đồng thanh A. Cái này không phải cố ý gây chuyện A. Mọi người chú ý, mục tiêu bắt cóc con tin, muốn bảo đảm con tin an toàn. Rơi vào đường cùng, Trần Dương chỉ có thể nói như vậy, cố gắng đem ánh mắt từ tiêu phàm trên mặt rời, cũng không dám để Lý Thanh Thái nhìn ra mánh khóe. Nếu để Lý Thanh Thái cảm giác được nàng đối con tin đặc biệt quan tâm, cái này tên giảo hoạt không biết lại sẽ thừa cơ đưa ra cái gì qua phân điều kiện tới. Đi, cũng may Lý Thanh Thái dưới mắt cũng đặc biệt chớ khẩn trương, không có phát giác Trần Dương thần sắc bên trong biến hóa rất nhỏ, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi quán ba, lập tức xô đẩy tiêu phàm một thanh, quát, hai mắt gấp nhìn chăm chú ở Trần Dương trên thân. Hiện tại thế cục sáng tỏ, hắn tự nhưng đã biết trước mắt vị này nữ lang cũng không phải gì đó khoa học kỹ thuật công ty Bạch Lĩnh Mỹ Nhân, mà là an toàn bộ môn đặc công tinh Anh, Hôm nay nhằm vào hắn cái này bắt hành động, là lấy Trần Dương cầm đầu. Tiêu Phàm đứng ở nơi đó, hai chân giống như là dính chặt như vậy, không nhúc nhích tí nào. "Đi mau." Lý Thanh Thái có chút tức giận, lại xô đẩy Tiêu Phàm một thanh, ánh mắt hay là nhìn chăm chú lên Trần Dương, không có để ý cái này bị hắn bắt cóc con tin. Bình thường chinh phục giả cũng sẽ không có ai sẽ đi để ý những cái kia tại hỏng súng run lẩy bẩy bị chinh phục giả. Trần Dương lãnh diễm gương mặt bên trên bỗng nhiên tràn ra một vòng tiếu dung tràn đầy chiêu thức cùng ý trào phúng nhìn về phía lý thanh thái trong ánh mắt cũng đầy là thương hại chi ý tựa hồ lý thanh thái phạm một sai lầm phạm một sai lầm to lớn cái này bôi đột nhiên xuất hiện mỉa mai ý cười để lý thanh thái lần nữa sững sờ ngơ ngác một chút các ngươi chớ làm loạn a à, không phải ta sẽ giết hắn lý thanh thái ưỡn thẳng cổ kêu lên rất hiển nhiên hắn hiểu lầm trần dương cái nụ cười này coi là trần dương sẽ không để ý con tin an nguy hạ lệnh mở thương kích đánh chết hắn Đối với an toàn bộ môn đặc công đến nói, không coi trọng con tin an toàn cũng rất nói còn nghe được. Dù sao bọn hắn là chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Ai nha, sau một khắc, Lý Thanh Thái thét lên liền biến thành kêu thảm, sau đó cả người thật giống như bỗng nhiên bị rút mất trên thân xương cốt, biến thành một đống bùn nhão, mềm liệt trên mặt đất, lập tức cuộn thành một đoàn, không ngừng run rẩy, hai mắt trắng dã. Nguyên bản chỉ hướng Tiêu Phàm chui này tay súng, cũng vứt bỏ ở một bên đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy không biết cái này ảo thuật đến cùng là thế nào biến chẳng lẽ lý thanh thái vốn là có ẩn tật tại cái này thời khắc quan trọng nhất bỗng nhiên phát tác có vẻ như đây là duy nhất giải thích hợp lý chỉ có trần dương biết tiêu phàm mới là duy nhất giải thích hợp lý nếu như lý thanh thái tận mắt nhìn thấy tiêu phàm cùng tân lâm từng tại thoáng qua ở giữa xử lý sáu cái quốc tế phần tử phạm tội không biết hắn phải chăng còn có đảm lượng dùng súng chỉ vào tiêu phàm đầu không có ngay tại chỗ muốn cái mạng nhỏ của hắn, đã coi như là tiêu phàm hạ thủ lưu tình. Tiêu phàm phản tay cầm lên trên bàn trà một cái chứa văn kiện cái kẹp, tựa hồ vừa rồi phát sinh đây hết thảy, đều cùng hắn không có quan hệ chút nào. Không đợi Trần Dương hạ lệnh, nàng mấy tên thủ hạ đã bổ nhào qua, đem mềm liệt trên mặt đất không ngừng run rẩy mắt trợn trắng Lý Thanh Thái nải ép lôi kéo, cài lên còng tay, hướng quán ba bên ngoài mang đi. Lý Thanh Thái giống như hoàn toàn mất đi chi giác, mặc cho bài bố trần dương đứng ở nơi đó nhìn qua tiêu phàm mặc dù nàng là hành động lần này chỉ huy viên nhưng bây giờ tiêu phàm xuất hiện trần dương giống như liền rất tự giác đang đợi lấy tiêu phàm chỉ thị cái này hoàn toàn là vô ý thức phản ứng cái này cái nam nhân trong bất chi bất giác đã tại trong mắt của nàng chiếm cứ lãnh đạo địa vị tiêu phàm cầm hộp đen không rên một tiếng liền đi ra ngoài trần dương cũng liền không rên một tiếng đi theo mặc kệ tiêu phàm là bởi vì nguyên nhân gì bỗng nhiên xuất hiện tại đồng đồng thanh đi chỉ ít trước mắt nơi này không phải tự thoại chỗ mắt nhìn lấy một đoàn người rời đi nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh đồng đồng thanh đi lập tức thét lên nổi lên bốn phía trở nên phi thường náo nhiệt tiêu phàm bên trên đại bôn đem cửa sổ xe buông ra mắt nhìn trần dương trần dương thoảng qua trần chờ một chút liền là phân phó mấy tên đồng sự để bọn hắn trước đem lý thanh thái mang về bộ bên trong đi lập tức bên trên đại bôn ghế lái phụ các đồng nghiệp cứ việc trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nhìn Trần Dương thần sắc là lạ, chẳng lẽ đây là bạn trai của nàng? Nếu như là công an phá án, không hề nghi ngờ, tiêu phàm nhất định phải cùng cảnh sát sẽ cục cảnh sát bên trong đi làm ghi chép. Nói thế nào hắn cũng coi là vụ án này người tham dự một trong, phải cùng cảnh sát đồng chí nói rõ ràng, bị súng chỉ cái đầu thời điểm, có hay không dọa đến tẻ ra quần. An toàn bộ môn phá án, dù sao cùng công an cảnh sát nhân dân phá án có chỗ khác biệt Người làm sao đột nhiên chạy tới rồi vừa rồi nhiều nguy hiểm a à. không đợi tiêu phàm mở miệng trần dương liền phàn nàn song nghi nhíu chặt ngược sóng cả chập trùng tựa hồ đối với tiêu phàm sở tác sở vi bất mãn hết sức nếu thật là lý thanh thái cho tiêu phàm một súng kia trần khoa trưởng sau này lớn tiền đồ tốt liền toàn nện tiêu phàm cười nhạt một tiếng trên dưới giò xét nàng vài lần thần sắc trở nên có mấy phân ngưng trọng trần dương lập tức bị hắn cái này cũng không thế nào ánh mắt sắc bén thấy toàn thân không được tự nhiên cũng không biết tại sao trần dương rất sợ hãi tiêu phàm cái này cái nam nhân quá thần kỳ tựa hồ có thể xem thấu người khác hết thảy trần dương cảm thấy mình tại tiêu phàm trước mặt quả thực không chỗ che thân bất kể là ai đều có mình không thể cho ai biết bí mật nhỏ mà loại này bí mật nhỏ một khi không che không đậy bại lộ tại trước mặt người khác cho dù ai đều sẽ cảm giác phải toàn thân khó chớ đừng nói chi là tiêu phàm hay là nhiêu vũ đình cho nàng giới thiệu đối tượng vươn tay ra đến ta cho ngươi tay cầm mạch tiêu phàm lập tức nói lại làm gì a à? trần dương lập tức mân mê miệng nhỏ đối tiêu phàm loại này bá đạo thái độ rất là bất mãn vênh mặt hất hàm sai khiến cũng liền thôi mấu chốt tiêu phàm ngữ khí quá giải quyết việc chung để trần dương trong lòng không thoải mái liền coi như chúng ta không phải nam nữ bằng hiếu cũng coi là bằng hiếu bình thường a à? ta là nữ hài tử Người liền không thể đối ta nhẹ nhàng một chút đây. Đối ta coi trọng một chút, dù là như thế, Trần Dương hay là đem mình trắng noãn thủ đoạn hướng tiêu phàm đưa ra ngoài. Đánh từ ở sâu trong nội tâm, Trần Dương không dám kháng cự tiêu phàm cho nàng hạ chỉ thị. Lý trí nói cho nàng, tiêu phàm tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ muốn cho nàng bắt mạch. Tiêu phàm rũi ra hơi có vẻ tái nhợt thon dài ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Trần Dương mạch trên cổ tay, lông mày lập tức vặn thành một cái chữ xuyên liếc trần dương một chút nói quá họ gấp ta lúc ấy liền đã nói với ngươi luyện tập hạo nhiên chính khí nhất định phải tuần tự dần tiến vào không thể thảo chi tội gấp nhất là ngươi không có một chút căn cơ càng thêm không thể bốc lên tiến vào cái này vừa mới bắt đầu tay thiểu dương trải qua thiếu chút nữa xảy ra sự cố ta muốn muộn mấy ngày qua tìm ngươi cái này phiền phức thật đúng là không tiểu trong giọng nói rất có trách cứ trị ý may mắn lúc này không có bên thứ ba ở đây nếu để cho tân lâm nghe tới chỉ sợ sẽ cả kinh nhảy dựng lên hạo nhiên chính khí tiêu phàm thế mà đem hạo nhiên chính khí phương thức tu luyện dạy cho trần dương làm vô cực môn trí cao vô thượng hộ thể thần công hạo nhiên chính khí từ trước chỉ có thể từ vô cực môn đệ tử đích truyền tu luyện thiên phú không thích hợp người dù coi như là trưởng giáo truyền nhân cũng không thể tu luyện cái này cửa vô thượng thần công lấy tân lâm cùng tiêu phàm thân cận cũng chưa từng hướng nàng giảng giải qua hạo nhiên chính khí phương thức tu luyện chớ đừng nói chi là đem hạo nhiên chính khí truyền thụ cho Tân Lâm. Mà bây giờ, tiêu phàm lại đem hạo nhiên chính khí truyền cho Trần Dương. Ai bảo ngươi muộn như vậy mới đến tìm người ta, Trần Dương lập tức liền đích nói thầm, một bộ rất không vui lòng thần sắc. Nhà đầu này tựa hồ còn không rõ ràng lắm tiêu phàm truyền thụ cho nàng chính là một loại gì cùng khó lường nội công tâm pháp, càng không rõ ràng hạo nhiên chính khí tại vô cực trong truyền thừa phân lược, đem tiêu phàm động tác này xem như bằng hữu bình thường ở giữa một loại nào đó tài nguyên cùng hưởng. Tiêu phàm lập tức nghẹn lời, trên thế giới này, không thể nhất làm sự tình, quả lại chính là cùng nữ hài tử giảng đạo lý. Nói tới nói lui, ngược lại là mình không nên rồi. Tay thiểu dương trải qua tạm thời không luyện, ngừng một đoạn thời gian lại nói. Bắt đầu từ ngày mai, người luyện đủ thiếu âm trải qua. Vẫn là câu nói kia, mọi thứ không thể họ gấp, muốn tuần tự dần tiến vào, thanh cơ sở nền vững chắc, về sau mới sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Mỗi qua một đoạn thời gian, ta sẽ tới kiểm tra một lần. Chờ ngươi hạo nhiên chính khí có căn cơ, ta mới có thể truyền thụ những tri thức khác cho ngươi. Tiêu phàm lập tức lắc đầu, phân phó nói, ngữ khí rất là ngưng trọng. chương 252, thật trẻ tuổi toán học tiến sĩ. Vâng, sư phụ, Trần Dương chép miệng, mang theo điểm danh mãnh trị ý đáp. Tiêu phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói Trần Dương, ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải sư phụ ngươi, ta cũng không thể làm sư phụ ngươi. Người nào mới có thể làm sư phụ ta, vấn đề này ngươi đừng xoắn suýt, thời điểm ngươi nên biết, tự nhiên là biết. Tiêu phàm thuận miệng đáp, tựa hồ không có đem vấn đề này rất coi ra gì. Trần Dương lập tức liền hận đến nghiến răng, bộ ngực cao vút gấp rút chập trùng mấy lần. Cái này không phải cố ý khôi hài chơi a. À. Trần Dương nhất chịu không được chính là cái này, quả thực có thể tươi sống đem người nghẹn sinh ra sai lầm bất quá trần dương cũng biết đã tiêu phàm nói như vậy đây chính là tiêu phàm tiêu chuẩn đáp án hỏi nhiều nữa cũng là không làm nên chuyện gì đã ngươi không thể làm sư phụ ta sư phụ của ta một người khác hoàn toàn vậy ngươi dạng này tính không tính bao biện làm thay a à? trần dương trong giọng nói danh mãnh trị ý càng thêm rõ ràng ngươi không chịu thống thống khoái khoái cùng ta nói chân tướng ta liền dây dương ngươi cũng không tính bao biện làm thay tiêu phàm trả lời vẫn là như vậy đơn giản bình thản không có chút nào thú vị. Tô tố, tố, ta hôm nay là chuyên tới tìm ngươi, có chuyện gì, muốn xin ngươi hỗ trợ. Không đợi Trần Dương tiếp tục đặt câu hỏi, tiêu phàm liền là nói. Chuyện gì, ngươi nói đi, Trần Dương lập tức tinh thần đại chấn, luôn miệng hỏi, thần sắc tương đương hưng phấn. Nàng thực tế không nghĩ tới, tiêu phàm còn có muốn mời nàng giúp thời điểm bận rộn, còn tưởng rằng hắn hôm nay là chuyên đến khảo hạch mình đây này. Ngươi xem trước một chút cái này. Tiêu Phàm tiện tay đem một sấp văn kiện đưa tới Trần Dương trong tay. "Thứ gì?" Trần Dương thì thầm trong miệng, không kịp chờ đợi lật ra cặp văn kiện, lọt vào trong tầm mắt là một tấm màu đen sao chép kiệt, Trần Dương xứng sở ngơ ngác một chút, mới nhận ra đến, tựa hồ là một loại nào đó cổ quái hoa văn đồ án, một loại cổ lão thời đại khí tức đập vào mặt. Cặp văn kiện không dày, chỉ có tầm 10 trang giấy, mỗi một tờ đều là loại này cổ lão sao chép hoa văn đồ án. "Đây là cái gì?" trần dương lật hết cuối cùng một phần sao chép kiện ngẩng đầu nhìn về phía tiêu phàm rất kinh ngạc hỏi không ngờ tiêu phàm lại đáp đây chính là ta muốn hỏi ngươi ngươi muốn hỏi ta sao thế nhưng là ngươi tối thiểu phải nói cho ta những này là cái gì đồ án ở đâu ra a à? không phải ta ở đâu ra manh mối trần dương cũng có chút choáng tiêu phàm nói ngươi lại nhìn kỹ một chút trần dương mang theo đầy bụng nghi hoặc lại lại cẩn thận nhìn lại chốc lát khóa chặt đôi mi thanh tú có chút dương lên nói cái này. Cái này tựa như là một cái mê cung đồ án. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười. Trần Dương quả nhiên không hổ là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên đặc công, rất nhanh liền nhìn ra mánh khóe. Những này mê cung đồ án, là tiêu phàm từ uyển thiên thiên cái kia hộp đen bên trên thác xuống đến, nhìn qua giống như là không rõ ràng lắm sao chép kiện. Từ tần quan trở lại thủ đô về sau, mấy ngày nay tiêu phàm trừ cho uyển thiên thiên mỗi ngày chữa thương một lần, chính là cùng tân lâm huyền thiên thiên đường huyên ba nữ hải cùng một chỗ nghiên cứu hộp đen mở ra chi pháp lấy phá giải mê cung làm mở ra nào đó đồ vật con đường loại tình hình này cũng không hiếm thấy huyền thiên thiên nói nàng không chỉ một lần tại trong cổ mộ đụng phải loại tình huống này chỉ bất quá những cái kia mê cung đều là thật sự mà lúc này mê cung lại điều khác tại hộp đen bên trên cái này hộp đen bên trên mê cung còn thật không tốt phá giải tiêu phàm tân lâm huyền thiên thiên đường huyên đều không phải người ngu mấy ngày xuống tới, sừng sốt tìm không thấy nửa điểm mặt mày. Tiêu phàm không có một cưỡng đến cùng, hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Không có người nào là vạn năng, bao quát hắn tiêu chân nhân ở bên trong, cũng không thể là vạn năng. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, người khác so hắn làm được càng tốt hơn. So như Trạm ngọc, chỉ thủy tổ sư là quốc thủ, nhị sư huynh văn thiên cũng rất cao minh, tiêu phàm liền kém đến rất xa, chỉ có thể điêu chút đồ chơi nhỏ cái này rất bình thường tiêu phàm nghĩ đến trần dương phá giải các loại mật mã an toàn bộ môn hẳn là có phương diện này nhân tài hiện tại xem ra trần dương quả nhiên có chỗ đọc lướt qua tiêu phàm đem cái kia hộp đen đem ra trần dương lập tức chính là một tiếng kinh hô nói thật là tinh xảo hộp cái hộp này chạm trổ xác thực phi thường tinh xảo ta minh bạch ngươi là muốn mở ra cái này hộp đúng không tiêu phàm cười gật đầu lúc này ngươi thật đúng là tìm đúng người nói như vậy ngươi là giải mã cao thủ trần dương cười lắc đầu nói ta cái kia là cao thủ a chúng ta cũng chính là tiếp thụ qua cơ bản nhất giải mã huấn luyện cái hộp này xem xét liền khó cực kỳ không phải chuyên gia không phá nổi cũng may rất trùng hợp ta biết một cái chuyên gia kia đi thôi tiêu phàm cũng là không trì hoãn vốn cho là muốn an toàn bộ không ngờ trần dương đi để tiêu phàm đi thẳng đến thủ đô đại học chúng ta bộ bên trong kỳ thật không có nhiều chuyên gia như vậy nhất là loại này phá giải mê cung giải mã chuyên gia cũng không phải là thường xuyên cần dùng đến. Cho nên đụng phải loại tình huống này, chúng ta đều là hướng dân gian cao thủ xin giúp đỡ. Trần Dương thuận tiện hướng Tiêu Phàm giải thích vài câu, đây cũng hợp lý, mà lại có dạng này truyền thống. Trước kia ngành tình báo phá giải mật mã thời điểm, liền triệu tập rất nhiều cái khác đơn vị người cùng một chỗ hợp mưu hợp sức. Giải mã password hoàn tất, lại ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Bình thường mà nói, phá giải mê cung chuyên gia nhất định phải là toán học chuyên gia đi thủ đô đại học rất là chính xác dù là tiêu chân nhân kiến thức rộng rãi gặp chuyện chấn định tại nhìn thấy trần dương giới thiệu vị kia chuyên gia về sau hay là kinh hãi rất nghi hoặc hỏi trần dương là không phải muốn đi thấy vị tiểu cô nương này lão sư đúng liền là tiểu cô nương dù nhiên tiêu chân nhân không có quá nhiều phân biệt đại cô nương tiểu tức phụ kinh nghiệp nhưng trước mắt vị này tiêu phàm tự nhận tuyệt đối sẽ không nhìn lầm trăm là tiểu cô nương, liền xem như so phương du Mỹ lớn một chút, cũng tuyệt đối không lớn hơn mấy tuổi, niên kỳ khẳng định so Trần Dương còn tiểu. Ca dô màu xanh vải bông quần áo trong, mài nước lan quần jean, bạch cầu dày, bím tóc đuôi ngựa, thiên nhiên manh cắt nước song đồng, không chút phấn son cũng người điểm tinh xảo xinh đẹp mặt trứng ngỗng, thon thả tú Mỹ dáng người, nhàn nhạt mỉm cười, đậm đến tan không ra thư quyển khí tức. Gió mẹ kế cứ như vậy đứng tại tiêu lão đại trước mặt. Tại thủ đô đại học trong sân trường nhìn thấy dạng này nhã nhận tú Mỹ tiểu cô nương, kia là không thể bình thường hơn được, mấu chốt ở chỗ, Trần Dương nói là mang tiêu phàm đến tìm chuyên gia, ngay cả an toàn bộ môn đều muốn hướng nó xin giúp đỡ chuyên gia. Tại tiêu phàm trong tưởng tượng, chuyên gia như vậy, hẳn là 40-50 tuổi hoặc là 60 tuổi, mang theo đen khung kiếng cận, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lão học cứu. Hòa phong mẹ kế hoàn toàn không đáp giới, cũng khó trách tiêu phàm sẽ hướng Trần Dương hỏi thăm, muốn tìm chuyên gia có phải là tiểu cô nương này tôn trưởng không phải trần dương rất khẳng định nói chuyên gia chính là trước mắt người vị này phong tiểu muội gió mẹ kế tô tố tỷ người có lắc lư người ta là chuyên gia gì a à? gió mẹ kế nhàn nhạt cười một tiếng nói nhìn ra được gió mẹ kế nhìn thấy trần dương cũng rất vui vẻ chỉ là nàng họ cách không màng danh lợi không thích la to tăng thêm cùng tiêu phàm là lần đầu gặp mặt liền phải chú ý hơn cái phong độ nha yêu yêu còn cùng tỷ khiêm tốn bên trên đúng hay không? Thủ đô đại học ngành toán học tiến sĩ, ót biển mặc giáo sư chuyên trách trợ thủ, nếu là còn không thể xưng là chuyên gia lời nói, vậy ngươi ngược lại cùng tỷ nói một chút, ai mới là chuyên gia. Trần Dương khoát tay, vuốt vuốt gió mẹ kế đen nhánh bóng loáng tóc, đầy cõi lòng yêu thương nói. Phòng cô nương là toán học tiến sĩ, ót biển mặc giáo sư chuyên trách trợ thủ, Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói thật, muốn để Tiêu chân nhân giật mình quả thực không dễ dàng, tiêu phàm chính là như vậy thì họ. Nhưng Trần Dương đối gió mẹ kế giới thiệu, xác thực hoàn toàn ra khỏi tiêu phàm ngoài ý liệu. Đầu tiên tuổi tác liền không đối, bình thường đến nói, lại thế nào thiên tài gia hỏa, muốn đọc được tiến sĩ, tổng cũng được 2-14-15 tuổi trở lên, cái này còn là không phải thường phi lâu dài nhẹ. Tiêu phàm cứ việc nhìn cô nương không thông thạo, nhưng cũng có thể kết luận, gió mẹ kế niên kỷ, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Không đến 20 tuổi tiến sĩ, mà lại là toán học tiến sĩ đây cũng quá phá vỡ thế nào tiêu một ít không nghĩ tới a à. mắt trợn tròn đi nhìn thấy tiêu phàm giật mình thần sắc trần dương lập tức rất là đắc ý kìm lòng không đặng ưỡn ngực thật là có điểm tiêu phàm cười khổ gật đầu một cái gió mẹ kế liền rất lễ phép mà hướng về phía tiêu phàm mỉm cười gật đầu mang theo hết sức rõ ràng áy náy tựa hồ tại vì trần dương danh mẽ hướng tiêu phàm xin lỗi Ta nói cho ngươi, yêu yêu là toàn bộ thủ đô đại học ngành toán học kiêu ngạo, nàng là thủ đô đại học từ trước tới nay cái thứ nhất không có đầy 20 tuổi nữ tiến sĩ, là Oppenheimer giáo sư tự mình điểm danh muốn dẫn tiến sĩ sinh. Trần Dương liền bắt đầu líu díu giới thiệu gió mẹ kế Quang Huy sử tích. Gió mẹ kế thật đúng là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Một năm trước, nàng hay là thủ đô đại học ngành toán học năm 3 bản khoa sinh viên. Bởi vì liên tục tại nước Mỹ nổi tiếng toán học tập san toán học phân tích cùng ứng dụng tạp chí cùng hơi phân phương trình tạp chí bên trên phát đồng hồ Tam Thiên Cực có phân lượng học thuật văn chương, gây nên quốc tế toán học giới oanh động, bị Oppenheimer giáo sư chỉ mặt gọi tên muốn dẫn nàng làm mình tiến sĩ nghiên cứu sinh. Oppenheimer giáo sư chính là nước Mỹ Quốc gia Viện Khoa học viện sĩ, toàn cầu nổi tiếng nhà số học, thủ đô đại học toán học trung tâm nghiên cứu đặc biệt mời khách tọa giáo sư hàng năm đều sẽ bớt thời gian đến thủ đô đại học đến giảng bài cùng làm nghiên cứu. Gió mẹ kế đã là học sinh của hắn, cũng là hắn tại thủ đô đại học toán học trung tâm nghiên cứu chuyên trách trợ thủ. Nguyên bản loại chuyện này quá phá lệ, cân nhắc đến Oppenheimer giáo sư tại quốc tế toán học giới danh vọng địa vị, cân nhắc đến gió mẹ kế tại toán học nghiên cứu bên trên thực tế tiêu chuẩn, thủ đô đại học phá lệ đồng ý gió mẹ kế từ sinh viên chưa tốt nghiệp trực tiếp thăng cấp vì tiến sĩ sinh. Gió mẹ kế bởi vì từ tiểu phẩm học kiêm yêu, lại có cái nhũ danh là gió phẩm yêu. Trần Dương cùng nàng quan hệ không tệ, liền trực tiếp gọi nàng yêu yêu. Ai, tiêu phàm, người có biết hay không, yêu yêu nhưng châu, liền không có cái gì toán học bên trên vấn đề làm khó được nàng. Ngay cả Oppenheimer giáo sư đều nói, mình nhặt cái đại tiện nghi, hiện tại thu yêu yêu khi nghiên cứu sinh, dùng không được mấy năm, yêu yêu tại toán học đạt thành tựu cao liền muốn vượt qua hắn. Thu hoạch được phiêu tư thưởng bất quá là vấn đề thời gian, đến lúc đó, Oppenheimer giáo sư liền không có đồ vật dạy cho yêu yêu. Trần Dương Hưng cao thải liệt, nói đến mặt mày hớn hở, tựa hồ nàng đã hóa thân thành gió mẹ kế. Suốt cuộc tìm được một cái có thể ép một chút ra hỏa này người, tránh khỏi hắn quá kiêu ngạo. Cái này cái nam nhân bản sự là bản lĩnh thật sự, kiêu ngạo cũng là thật kiêu ngạo. Trần Dương có đôi khi nằm mơ đều sẽ mơ tới hắn. Loại cảm giác này thật đáng ghét. chương 253, yêu cầu quá đáng. Trần Dương miệng lưỡi lưu loát, gió mẹ kế đã sớm bị nàng khen phải không có ý tứ, chỉ là nàng nhất quán tại tháp ngà bên trong nghiên cứu học vấn, lại không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này, nửa đường đánh gãy Trần Dương, khẳng định là không lễ phép, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm. "Đã Tiêu Phàm là cùng Trần Dương cùng đi, chắc hẳn hai người là bạn tốt, hy vọng Tiêu Phàm có thể ra mặt giải cứu mình nguy nan." Tốt linh động ánh mắt, Tiêu Phàm lập tức chính là một tiếng lớn tiếng khen hay. Gió mẹ kế ôn nhu tú Mỹ, là điển hình cổ điển Mỹ nữ, tại tiến sĩ sinh nhất là toán học tiến sĩ bên trong, Mỹ nữ như vậy đâu chỉ là khác loại, quả thực chính là dị loại, gần như không có khả năng xuất hiện. Trên thực tế, nghe Trần Dương giới thiệu, gió mẹ kế nguyên vốn phải là sinh viên năm ba. Bản khoa sinh viên, kia còn hoặc nhiều hoặc ít có như vậy điểm đáng tin cậy. Bình thường mà nói, nữ hài tử đọc được tiến sĩ, nên là một loại kinh khủng bực nào tồn tại nhưng gió mẹ kế trên mặt nhất khiến người khắc sâu ấn tượng, chính là con mắt của nàng. Điểm này, cùng phương du Mỹ có chỗ tương tự, bất quá phương du Mỹ là con mắt to, ngập nước, đẹp mắt cực kỳ, khiến người kìm lòng không được sinh lòng chiều mến. Mà gió mẹ kế đặc biệt, thì ở chỗ ánh mắt của nàng. Thật giống như tinh khiết đến cực điểm nước suối, thanh tịnh thấy đáy lại linh tính phi phàm. Tiêu phàm những năm này cũng coi là duyệt vô số người, còn cực kỳ hiếm thấy đến dạng này thanh thuần linh động ánh mắt chỉ bất quá trong nháy mắt, tiêu phàm liền từ ở sâu trong nội tâm đối gió mẹ kế sinh ra một loại nào đó thân thiết mà tín nhiệm cảm giác. Gió mẹ kế cũng xác thực đáng giá tín nhiệm, ánh mắt của nàng cũng là nội tâm của nàng chân thực phản ứng thuần khiết vô hạ, tuyệt đỉnh thông minh. Không phải như thế, cũng không thể tại khi 20 tuổi trở thành toán học tiến sĩ. Bất quá gió mẹ kế hướng tiêu phàm xin giúp đỡ, hiển nhiên cũng là nhờ và không phải người, tiêu chân nhân giống như nàng, cũng không am hiểu xử lý tình huống như vậy trên bản chất, tiêu phàm cùng nàng là cùng loại hình người, chuyên chú vào nghiên cứu học vấn. Chỉ bất quá tiêu phàm sở học, nhất định phải trải qua qua thực tiễn nghiệm chứng, không giống gió mẹ kế nghiên cứu toán học tri thức, là thuần lý luận học vấn. Nhưng mà, toán học lại là gia học tri tổ, bất luận cái gì khoa học tự nhiên nghiên cứu cùng phát triển, đều không thể rời đi thâm hậu toán học cơ sở. Thật vất vả, Trần Dương đối gió mẹ kế tán dương có một kết thúc, hứng thú bừng bừng đối tiêu phàm nói, tiêu phàm, người đem vật kia lấy ra cho yêu yêu nhìn xem, nàng nhất định có biện pháp cho ngươi giải khai. Gió mẹ kế vội vàng rất lễ phép mà đối tiêu phàm nói, tiêu tiên sinh, có gì có thể đến giúp ngươi sao? Nhìn qua, vị này tiêu tiên sinh không giống lắm là nói nhiều người, gió mẹ kế phải tranh thủ thời gian cùng hắn nói chính sự, miễn cho Trần Dương mới mở miệng liền cho cưỡi trên nha. Gió mẹ kế rất ưa thích luận sự phương thức nói chuyện. Tiêu phàm mỉm cười xuất ra những cái kia bản dập, giao cho gió mẹ kế hộp đen hắn đặt ở một cái túi sách bên trong tùy thân mang theo trọng yếu như vậy vật phẩm tự nhiên không có khả năng thả trong xe không người trông coi gió mẹ kế thần sắc lúc đầu vẫn luôn không vội không chậm duy trì vốn có lễ phép những cái kia bản dập vừa lấy ra gió mẹ kế ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn trên mặt lộ ra có chút ngạc nhiên thần sắc kinh ngạc tiêu tiên sinh đây là nơi nào đến gió mẹ kế tiếp nhận những cái kia bản dập tiện tay đọc qua hỏi tiêu phàm mỉm cười nói gió tiến sĩ người biết những này đồ án a à? gió mẹ kế thuận miệng đáp ừm tựa như là tùy đường thời kỳ toán học mê cung đồ án cái này tại lúc ấy là nhà số học ở giữa dùng để di tình tìm niềm vui một loại trò chơi phương thức trần dương lập tức liền cười lên nói thế nào lúc này tìm đúng người a à? cái gì gọi là chuyên gia đây chính là chuyên gia tiêu phàm hỏi gió tiến sĩ vậy ngươi có thể giải mở mê cung này a à? Gió mẹ kế ánh mắt từ trên hình ảnh thu hồi lại, nhìn về phía Tiêu Phàm, rất chân thành nói: "Tiêu tiên sinh, mê cung này đồ án mặc dù chưa nói tới 10 điểm phức tạp, nhưng cũng bao hàm rất cao thâm toán học nguyên lý, đơn thuần dựa vào những này bản dập, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thanh mê cung đồ án giải khai." "Vậy nếu là có nguyên vật đâu?" Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Trần Dương lập tức hỏi, thần sắc hơi có chút lo được lo mất. "Kỳ thật nàng căn bản cũng không biết cái này hộp đen là loại nào địa vị." càng không biết thứ này đối tiêu phàm có tác dụng gì. Chỉ bất quá cùng tiêu phàm kết giao đến nay, giống như đều là tiêu phàm đang trợ giúp mình, mình chưa bao giờ đã giúp tiêu phàm, để Trần Dương lòng tự trọng bị thương rất nặng. Lúc này nói cái gì cũng phải cấp tiêu phàm giúp đỡ chuyện này. Nếu có nguyên vật lời nói, nắm chắc đương nhiên muốn lớn hơn một chút. Trần Dương vội vàng thúc giục nói, tiêu phàm, thanh kia hộp đen cho yêu yêu nhìn xem. Tiêu phàm gật gật đầu, từ túi sách bên trong lấy ra hộp đen giao cho gió mẹ kế. "A, à, thật là tinh xảo hộp." Gió mẹ kế vừa thấy được hộp đen, lập tức liền tán thưởng một tiếng, tú khuôn mặt đẹp trên má chiếu sáng rạng rỡ, duỗi ra hai tay đi, cái hộp này đen nhánh, nhìn qua rất nặng, gió mẹ kế sợ một cái tay bắt không được. Ai biết vừa tiếp xúc với quá khứ, lại cũng không như chính mình tưởng tượng bên trong trầm trọng như vậy. Sau đó, tiêu nhất thiếu cùng Trần cảnh sát liền biến thành không khí, gió mẹ kế lập tức bị hộp hoàn toàn hấp dẫn. Hoàn toàn đem tiêu phàm cùng Trần Dương viết đến một bên, không tuân theo. Trần Dương hướng tiêu phàm hé miệng cười một tiếng, bộ dáng rất là hoạt bát. Ngụ ý chính là nói, thấy không, đây chính là nghiên cứu học vấn người. Tiêu phàm cũng mỉm cười, đây mới là Trần Dương chân thực bộ dáng. Trước kia Trần Dương, tại tiêu phàm trước mặt luôn luôn mang theo một tầng mặt nạ, đem mình cực kỳ chặt chẽ che lấp. Có vẻ như càng là ưu tú nữ hài tử, càng là có loại này che giấu mình thói quen. Trần Dương ở trước mặt hắn buông ra, cũng coi là đối tiêu phàm tán thành, chỉ ít tại Trần Dương trong suy nghĩ, đã chẳng phải đề phòng tiêu phàm. Cho tới bây giờ, tiêu phàm vẫn chưa đối Trần Dương có bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn truyền cho nàng một loại cực kỳ lợi hại nội công. Trần Dương cũng không biết, kia là vô cực môn trưởng giáo chân nhân hộ thể thần công. Qua đi tới một thời gian uống cạn chung trà, gió mẹ kế mới nhẹ nhàng thở vào một cái, từ hộp đen đồ án bên trong thoát thân mà ra. Thế nào, yêu yêu, có thể giải mở không? Gió mẹ kế gật gật đầu, nói, hẳn là có thể, bất quá cần một chút thời gian. Tiêu tiên sinh, người cái này hộp, có thể thả tại ta chỗ này a à? Tiêu phàm hỏi, gió tiến sĩ, căn cứ suy đoán của ngươi, đại khái cần phải bao lâu mới có thể giải khai mê cung này đồ án? Gió mẹ kế nói, nếu như ta toàn lực ứng phó, ước chừng cần chừng 7 ngày. Nếu là bên cạnh làm việc bên cạnh giải, kia liền không nói được, có lẽ nửa tháng, có lẽ một tháng muốn nhìn ta nó lượng công việc của hắn lớn đến bao nhiêu. Mà lại loại công việc này, ở giữa nếu như bên trong đoạn, có đôi khi mạch suy nghĩ không tốt kết nối, cần lại bắt đầu lại từ đầu. Bảy ngày, tiêu phàm trầm ngâm, song mi có chút nhíu lên, ai, người ta nói là toàn lực ứng phó cũng cần bảy ngày. Trần Dương nhịn không được nhắc nhở tiêu phàm một câu, gió mẹ kế cũng không phải người tiêu trưởng phòng bộ hạ, không có khả năng đem chính mình sự tình đều ném đến, chuyên môn cho người giải cái này hộp bên trên mê cung tiêu phàm không để ý tới mặt hướng phong mẹ kế cũng rất chân thành nói gió tiến sĩ ta có cái yêu cầu quá đáng gió mẹ kế cười một tiếng nói tiêu tiên sinh ngươi là muốn ta đem mặt khác làm việc đều buông ra trước cho ngươi giải khai mê cung này đồ án tiêu phàm lắc đầu nói không chỉ là dạng này ồ tiêu tiên sinh còn có nó yêu cầu của hắn gió mẹ kế cũng có chút kỳ quái đúng ta hy vọng gió tiến sĩ có thể đi trụ sở của ta mãi cho đến giải khai cái này hộp bên trên mê cung rời đi. Tiêu phàm 10 điểm trịnh trọng nói, một điểm không giống nói đùa dáng vẻ. Uy, cái này làm sao có thể, người ta là nữ hài tử A, không đợi gió mẹ kế mở miệng, Trần Dương đã nhảy dựng lên, trừng to mắt, một mực tiếp cận tiêu phàm, ánh mắt kia hoàn toàn tựa như là đang nhìn một cái quái vật như. Đây cũng quá mức phân đi, người đến mời người ta hỗ trợ, nào có đem người ta làm đi về nhà đạo lý mà lại ở một cái chính là 7 ngày trở lên, như là cùng họ cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác tiêu phàm là nam tử trẻ tuổi, gió mẹ kế thì là chưa lập gia đình tiểu cô nương. Người này chỗ nào là mời người hỗ trợ, rõ ràng chính là mượn cơ hội cua gái. Chỉ là cái này thủ đoạn tán gái không khỏi quá vụng về, lá gan nhưng lại quá lớn, vậy mà ngay trước ta trần cảnh sát mặt liền chơi chiêu này, thật coi ta là trong suốt không thành. Nói thế nào, ta cũng là nhiều vũ đình giới thiệu cho bạn gái của ngươi chẳng lẽ ta dáng dấp rất khó nhìn a à? hoặc là ta dáng người không đủ dẫn lửa trần dương kìm lòng không đặng nhô lên ngực gió mẹ kế phản ứng lại vượt quá trần dương dự kiến cũng không có giận tím mặt cũng không có xấu hổ không thể cản chỉ là mắt nhìn tiêu phàm nói tiêu tiên sinh nếu như vậy ta cần một cái rất mức cứng rắn lý do đây chính là nữ tiến sĩ cùng phổ thông nữ hài tử khác nhau cân nhắc vấn đề điểm xuất phát hoàn toàn không giống chỉ cần ngươi có thể xuất ra quá cứng lý do ta liền đáp ứng Nói ngắn gọn, nữ tiến sĩ giảng đạo lý, mà phổ thông nữ hài tử tuyệt không giảng đạo lý. Đương nhiên, nếu như người thành công chọc giận một vị nữ tiến sĩ, để nàng thâm tàng trong tiềm thức phổ thông nữ hài hình thức mở ra, như vậy nàng không giảng đạo lý công phu, cũng là tiến sĩ cấp bậc, khó mà ngăn cản. Tiêu phàm trầm ngâm nói, gió tiến sĩ, cái này hộp đen đối ta rất trọng yếu, ta cần phải nhanh một chút mở ra hộp. Nhưng cùng lúc, cái này hộp đối cái khác người cũng rất trọng yếu, bọn hắn rất muốn có được vật trong hộp tiêu phàm nói đến tương đối mịt mờ gió mẹ kế lại lập tức liền hiểu được nói tiêu tiên sinh là lo lắng hộp thả tại ta chỗ này không an toàn tiêu phàm lắc đầu nói ta chủ yếu còn không phải lo lắng hộp an toàn ta là lo lắng gió tiến sĩ an toàn có ít người là rất không giảng đạo lý cũng mặc kệ người khác cảm thụ vạn nhất người khác tại cướp đoạt hộp thời điểm tổn thương đến gió mẹ kế lại như thế nào xứng đáng được người lời này tại trong miệng người khác nói ra nghe ở những người khác trong lỗ tai khẳng định coi như trò cười ai cũng sẽ không nghiêm túc bây giờ thế đạo này lòng người không cổ ai sẽ để ý một cái vốn không bình sinh người an toàn nhưng ở tiêu phàm miệng bên trong nói ra lại là như vậy tự nhiên gió mẹ kế cũng lập tức liền tin gió mẹ kế tin tưởng tại nàng cùng hộp đen đồng thời xuất hiện thời điểm nguy hiểm tiêu phàm khẳng định trước cứu nàng không chút do dự có ít người cứ việc là lần đầu tiên gặp mặt lại lập tức liền có thể tâm đầu ý hợp tại tâm. Tiêu tiên sinh, người ở tại thủ đô A. Ừm, vậy được rồi, ta đi theo ngươi. Gió mẹ kế lập tức nói. Trần Dương không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này liền nói xong rồi. Yêu yêu, người bên này không có cái khác làm việc muốn làm A. Chốc lát, Trần Dương hỏi một câu. Không sao, ta sẽ an bài tốt, dù sao Open Hammer giáo sư trong ngắn hạn sẽ không tới. Cái khác làm việc đều có thể an bài qua được tới gió phẩm yêu nở nụ cười xinh đẹp, tựa như thâm cốc u lan nở rộ. chương 254, Thiên Tài Tiêu Phàm trực tiếp đem gió mẹ kế đưa đến chỉ thủy xem. Đối với Tiêu Phàm mà nói, đây là ổn thỏa nhất cũng nhất không thể làm gì lựa chọn. Trừ đem gió mẹ kế đưa với mình trực tiếp bảo hộ phía dưới, Tiêu Phàm thực tế nghĩ không ra cái khác càng thêm địa phương an toàn. Hộp đen bên trong mặc kệ đựng cái gì đồ vật, bản thân đều có thuộc chú ý, Tiêu phàm nhưng không tin chỉ bân bọn hắn thất thủ về sau cứ như vậy cam tâm tình nguyện không còn lên bất luận cái gì tâm tư. Ngoài ra cái này hộp đen bản thân cũng là một cái không xác định nguy hiểm nhân tố. Cần biết kia Đông Hoa Đế quân miếu địa cung bên trong thế nhưng là bày ra hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận dạng này phong thủy tuyệt sát đại trận chính là vì bảo hộ cái này hộp đen. Lấy Huyền Thiên Thiên võ công chi cao nội lực mạnh xuống đến địa cung bên trong cũng thiếu chút ném tính mệnh vạn nhất đen trong hộp có gì đó cổ quái, gió mẹ kế dạng này một vị tay chói gà không chặt kiều khiếp e sợ nữ tiến sĩ, tại không có chút nào phòng bị tình hình dưới mở ra hộp, lại như thế nào ngăn cản. Quyền thiên thiên vận khí tốt, tiêu phàm kịp thời đuổi tới, cứu một mạng. Chưa hẳn mỗi người đều có thể có vận khí tốt như vậy không thành. a à, đại bôn vừa mới lái tới gần chỉ thủy xem bên ngoài cái rừng trúc kia, ngồi ở ghế cạnh tài xế gió mẹ kế liền nhẹ nhàng một tiếng kinh hô, Tú Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu tiên sinh mời dừng xe, không đợi tiêu phàm mở miệng tường tuân, gió mẹ kế đã kêu lên. Tiêu phàm theo lời đem đại bôn dừng sát ở ven đường. Từ tiếp cận dừng trúc bắt đầu, con đường liền trở nên 10 điểm khúc chiết, chín quẹo 18 rẽ. Trên thực tế, chỉ thủy xem xung quanh phương viên mấy dặm bên trong đều bị chỉ thủy tổ sư bày ra pháp trận cấm chế, không chỉ là dừng trúc cùng chỉ thủy xem bên trong có trận pháp chỉ bất quá bên ngoài pháp trận này bố trí được 10 điểm bí ẩn, đồng thời cũng tương đương lơi lỏng, cũng không phải là phi thường nghiêm cẩn pháp trận, chỉ là lên một cái phụ trợ tác dụng, có thể tăng cường trong rừng trúc cùng chỉ thủy xem bên trong pháp trận hiệu lực. Thật là lớn mê cung, tại gió mẹ kế trong mắt, đây hết thảy căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Gió mẹ kế đứng tại rừng trúc bên cạnh, bốn phía quan sát, không chịu được tán thưởng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc bội phục thần sắc. Mê cung, Tiêu Phàm không khỏi thoảng qua sướng sờ ngơ ngác một chút. Đúng vậy a, à, Tiêu Tiên Sinh, mê cung này thật lớn, rất có ý tứ. Lớn trong mê cung phủ lấy tiểu mê cung, một điểm trừ một điểm, hảo hảo chơi. Gió Mẹ kế thấy gật đầu không ngừng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Tiêu Phàm không khỏi cười khổ lắc đầu. Nguyên lai like tại gió Mẹ kế trong mắt, vô cực môn trưởng giáo tổ sư tự tay bày ra pháp trận, thế mà là từng cái mê cung, lớn trong mê cung phủ lấy tiểu mê cung cái này thật đúng là có ý tứ. Trước đó, tiêu phàm chưa hề từ phương diện này đi suy nghĩ hỏi đến đề. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, lại không khỏi thoải mái. Vô luận cửu cung hay là bát quái, hoặc là dịch kinh, cứu căn cơ, đều cùng số học có quan hệ. Thiên văn địa lý, y e bốc tinh tưởng, càng là không có có một dạng học vấn rời khỏi được toán học cơ sở này. Chỉ thủy tổ sư cùng hắn bày ra những này pháp trận, tại đồng hành trong mắt tự nhiên là huyền diệu khó lường, cực điểm biến hóa sở trường. Nhưng ở một vị thiên tài nhà số học trong mắt, lại hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp biến thành mê cung. Thực tế chính là mê cung, Tiêu Tiên Sinh, ngươi liền ở tại những này trong mê cung sao? Gió mẹ kế hứng thú nổi lên, ngửa đầu hỏi. Tương đối mà nói, gió mẹ kế dáng người có chút kiều tiểu thon thả, sau cơ khinh sa tân lâm huyền thiên thiên trần dương mấy người nữ hài tử này cái đầu đều muốn bàn con công phân, cùng Tiêu Phàm nói chuyện, nhất định phải ngửa đầu hướng lên. Tiêu Phàm cười nói, xem như thế đi ta trước kia vẫn luôn ở chỗ này, bất quá ta cũng không có đem cái này xem như là mê cung. đây chính là mê cung a, à. đúng, chính là mê cung. ta trước kia không có cảm thấy như vậy, chiếu người bây giờ kiểu nói này, vẫn thật là là mê cung. làm sao, do tiến sĩ muốn trước phá giải mê cung này, tiêu phàm cũng hứng thú. đối với tiêu phàm mà nói, đem các loại pháp trận xem như mê cung đến đối đãi, chính là một cái hoàn toàn mới lý niệm, rất đáng được tiêu phàm đi nghiên cứu một phen. Gió mẹ kế nhẹ nhàng lắc đầu, có chút buồn bực nói, không được, ta lần này chuẩn bị không đủ mạo xưng phân. Tiêu phàm có chút hiếu kỳ, hỏi, người muốn làm gì chuẩn bị? Bánh mì, nước, lều vải, dù sao hết thảy giã ngoại sinh tồn vật tư, mê cung này rất lớn rất phức tạp, ta đoán chừng, không có 10 ngày nửa tháng, phá giải không được. Gió mẹ kế nghiêm túc nói, tiêu phàm vừa buồn cười lại là giật mình, thực tế không nghĩ tới, vô cực môn hai đời trưởng giáo bày ra đại trận, tại cái này thuần túy ngoài nghề trong mắt, thế mà chỉ cần 10 ngày nửa tháng liền có thể phá mất. Thật không biết nếu là sư phụ lão nhân ra ông ta nghe tới gió mẹ kế lời nói này, trong đầu sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá ngẫm lại gió mẹ kế là toán học thiên tài, tiêu phàm trong đầu lại thoải mái. Trên thế giới này, kỳ tài kiệt xuất chi sĩ diễn ra vô số kể, đã có thể xuất hiện hắn tiêu phàm dạng này thiên phú kinh người đại thuật sư, từ cũng có thể xuất hiện gió mẹ kế nghịch thiên như vậy 20 tuổi toán học tiến sĩ. Có ai quy định, chỉ có hắn tiêu phàm có thể trở thành khác loại đúng tiêu tiên sinh người đã ở chỗ này như vậy người đối mê cung này hẳn là rất quen thuộc a à. gió mẹ kế niệm niệm không thôi nhìn dừng chúc vài lần bỗng nhiên lại hỏi đương nhiên ta rất quen thuộc tiêu phàm gật gật đầu đáp kia người có thể hay không bồi tiếp ta ở bên trong cái này tiểu mê cung đi một chút vạn nhất ta lạc đường thời điểm người có thể nhắc nhở ta một chút gió mẹ kế thử thăm dò nói linh động mắt to lóe lên lóe lên tựa hồ sợ tiêu phàm không chịu đáp ứng. Xem ra cái này tiểu mê cung đối nàng lực hấp dẫn thật không tiểu. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, gió tiến sĩ, người nghiên cứu chủ công phương hướng, chính là mê cung A. Cũng hơi có chút hiếu kỳ, tiêu phàm không phải toán học chuyên nghiệp nhân sĩ, đối với toán học nghiên cứu lĩnh vực nhận biết 10 điểm có hạn. Bất quá hắn biết, xác thực có cá biệt toán học nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu phương hướng, chính là phá giải các loại mê cung. Gió mẹ kế mỉm cười, cái đầu nhỏ giao hai lần, nói, không phải, đây chỉ là ta nghiệp dư yêu thích, bất quá chơi rất vui, ta rất thích. Nghĩ đến vị này nhị thứ nguyên nữ tiến sĩ nghiệp dư yêu thích cũng sẽ không là dạo phố mua quần áo mới. Tốt ra, ta cùng ngươi đi một chút, gió mẹ kế không chút do dự hướng trường học xin nghỉ, cùng hắn dạng này một cái đầu một lần gặp mặt nam tử trẻ tuổi về nhà, thực tế là một loại lớn lao tín nghiệp. Liên vì cái này, tiêu phàm tự nhiên cũng muốn thỏa mãn gió mẹ kế cái này yêu cầu nho nhỏ thực tế tiêu phàm cũng rất muốn nhìn một chút dựa theo phá mê cung mạch suy nghĩ làm sao tới phá giải sư phụ cùng hắn bày ra vô cực đại trận lập tức tiêu phàm đem đại bôn nhét vào bên đường bồi tiếp gió mẹ kế đi tiến vào trong rừng trúc tiểu đạo tại không rõ nội tình người xem ra cái này trong rừng trúc con đường kỳ thật bốn phương thông suốt chẳng những có thể cho cỗ xe thông qua xi măng đường cái trong rừng trúc còn có vô số như ẩn như hiện đường nhỏ nếu tâm tình rất tốt lời nói cũng có thể đến đây tìm u đạp cổ mà lại sẽ không lạc đường. Đây mới là vô cực đại trận chân chính chỗ kỳ diệu. Sẽ đem người vây khốn trận pháp không coi là bao nhiêu cao minh, rất nhiều trận pháp đều có loại tác dụng này. Chỉ thủy tổ sư bày ra những trận pháp này mục đích cũng không phải là muốn đem sông lầm rừng trúc khách nhân vây khốn, mà là để bọn hắn không thể phát hiện chỉ thủy xem, càng thêm không thể tiếp cận. Tại trong rừng trúc chuyển vài vòng, liền từ một phương hướng khác ra ngoài, quay đầu xem xét, đã đến rừng trúc bên kia, rất tốt ai đều sẽ không lung tung suy đoán, cái này rậm rạp sâu trong rừng trúc, kỳ thật ẩn giấu đi một cái không nhỏ đạo quán. Nếu thật là để người lạc đường, cuối cùng còn muốn trong đạo quán người ra đem người lĩnh xuất đi, dần ra, đạo quán bí mật cuối cùng khó mà bảo thủ. Nếu không, chẳng lẽ đem lầm sông đường đi tới người đều vây chết tại trong rừng trúc. Dù là gió mẹ kế tinh thông mê cung phương pháp phá giải, hay là rất nhanh liền tại trong rừng trúc lạc mất phương hướng. Là mất phương hướng, không phải lạc đường, nếu như nàng chỉ muốn xuyên ra rừng trúc hay là rất dễ dàng gió mẹ kế mục đích là muốn phá giải mê cung này ít nhất cũng phải tìm tới như vậy một chút mánh khóe mắt thấy gió mẹ kế đứng ở nơi đó suy nghĩ xuất thần cẩn thận suy tính tiêu phàm liền nhắc nhở một câu hướng chính phải sáu bước lại chuyển bên trái đằng trước hai bước khảm sáu đổi hai ai ngờ gió mẹ kế một bên dựa theo chỉ điểm của hắn đi lại một bên từ miệng nói ra bát quái phương vị gió tiến sĩ đây là bát quái phương vị, Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Đúng a, à, chính là bát quái phương vị?" Gió mẹ kế lại lực mạnh chút đầu, đối Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thấy rất là kỳ quái. Tại nước ta cổ đại số sáng tác bên trong, rất nhiều đều cùng cửu cung bát quái có quan hệ, nhất là mê cung, cơ hồ đều cùng cửu cung bát quái hoặc nhiều hoặc ít có liên quan. Muốn phá giải cổ nhân mê cung, liền muốn dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đi suy nghĩ vấn đề. Nhưng không liền là đạo lý như vậy a? À tiêu phàm cười ha ha một tiếng gật đầu nói phải bất quá tiêu tiên sinh mê cung này thật kỳ quái a à, không phải là hoàn toàn dựa theo bát quái phương vị đến sắp xếp cũng không phải cửu cung phương vị giống như cũng không hoàn toàn là ngũ hành phương vị thậm chí cũng không thể hoàn toàn dựa theo dịch kinh ghi lại phương pháp đến suy luận thật sự là thật kỳ quái nói gió mẹ kế xinh đẹp đại mi nhẹ nhàng nhàu tiêu phàm hít một hơi thật sâu cảm thấy chấn kinh gió mẹ kế thế mà nói ra vô cực môn trận pháp phiến cổ truyền thừa bí mật. Vô cực đạo thống thậm chí khởi nguyên từ dịch kinh trước đó, vô cực môn truyền thừa từ nhưng là độc thành hệ thống, cùng dịch kinh cùng cửu cung bát quái nguyên lý có chỗ giống nhau, cũng có địa phương khác nhau. Nếu như gió mẹ kế là một vị tạo nghệ cao thâm thuật sư, cũng liền thôi, có thể nhìn thấu vô cực truyền thừa không giống bình thường, chẳng có gì lạ. Nhưng gió mẹ kế rõ ràng không hiểu thuật pháp, chỉ là tinh thông toán học, thế mà cũng có dạng này nhạy cảm sức quan sát, thực tế hoàn toàn ra khỏi tiêu phàm dự kiến thế nào ta nói đến không đúng a à? thấy tiêu phàm bộ dáng khiếp sợ gió mẹ kế liền vội vàng hỏi hơi hơi có chút bất an chớ không phải mình nói sai lời gì để tiêu phàm sinh khí đi cứ việc gió mẹ kế đây là lần đầu cùng tiêu phàm liên hệ nhưng cũng rất để ý tiêu phàm cảm nhận giống nàng dạng này nhận qua giáo dục cao đẳng yểu điệu thục nữ đối nhân xử thế tự nhiên đều là nho nhã lễ độ không có người nói rất đúng Tiêu phàm vội vàng nói, khoát tay áo, lập tức từ đáy lòng tán thưởng một câu. Gió tiến sĩ, người thật là một cái thiên tài. Không có A, à, ta thật không phải cái gì thiên tài. Ta chính là từ nhỏ đối với toán học tương đối cảm thấy hứng thú. Gió mẹ kế nở nụ cười xinh đẹp, mang theo thẹn thùng. Gió tiến sĩ, trong nhà của ta còn có một số tang sách, khả năng ngươi sẽ tương đối cảm thấy hứng thú, đến lúc đó mượn cho ngươi xem một chút. Có lẽ đối người phá giải mê cung có nhất định trợ giúp tốt tốt. chương 255, đính hôn. Chỉ thủy xem trở nên càng thêm náo nhiệt. Sáu cô bọn người thấy tiêu phàm lại lĩnh một vị mỹ nữ tới. Từng cái trợn mắt hốc mồm, không biết phát sinh loại nào biến cố. Dẫn đến tiêu phàm họ tình đại biến. Vậy mà bắt đầu lục soát la lên mỹ nữ tới. Muốn nói tiêu chân nhân trước đó, tại nam nữ chi đạo bất quá là cái thái điểu. Nhưng cái này tướng nữ nhân ánh mắt thật đúng là không kém. Quyền thiên thiên đường huyên đều là khó gặp đại mỹ nữ, Mỗi người đều mang phong vận đều có đặc sắc. Bây giờ lính trở về vị này, hào hoa phong nhã, đầy người thư quyển khí thức, cũng là ta thấy mại yêu vư vật cấp mỹ nữ, cùng huyền thiên thiên tỷ hai là khác biệt loại hình, thoảng qua cùng tân lâm giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có càng nhiều khác nhau. Cứ theo tốc độ này, không dùng đến thời gian một năm, cái này chỉ thủy xem liền muốn bị các loại mỹ nữ nhồi vào. Tiêu chân nhân hóa thân thổ hoàng đế, trốn ở chỗ này kim ốc tàng kiều, lớn hưởng tề nhân chi phúc. Tiêu Phàm tự nhiên vội vội vàng vàng đem gió mẹ kế thân phận chân thật nói cho mọi người. Thực tại loại này hồ nghi ánh mắt, để Tiêu Chân Nhân mồ hôi lạnh ứa ra. Hoan nghênh hoan nghênh, gió tiến sĩ, Uyển Thiên Thiên lập tức nhảy nhảy nhót nhót mà tiến lên đi, cầm gió mẹ kế tay nhỏ, cười hì hì nói. Dưới mắt thứ nhất ma nữ, vẫn như cũ là A Hàn tiểu cô nương trang phục, chợt nhìn đi lên, cơ hồ so phương Du Mỹ còn muốn tuổi nhỏ, vành mắt cùng bờ môi đều bôi thật dày dầu cao, hóa thành tử sắc khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ, lại thiếu mấy phân huyết sắc. Dù sao còn tại mang bệnh, tiêu phàm mỗi ngày cho nàng cách làm một lần, loại trừ thể nội âm sát khí, nhưng mà cái này âm sát khí trầm tích nhiều năm, chẳng những nồng đậm vô so, mà lại cùng nàng ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch xoắn suýt cùng một chỗ, muốn loại trừ há lại sớm tịch chi công. Dù là tiêu phàm pháp lực lại cao, thuật pháp lại tinh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề này. Cuống trị Uyển thiên thiên hai lần gặp chỉ bân trọng kích, đối mạch cơ hồ đứt gãy, như thế nặng nề nội thương, dù coi như tiêu phàm lấy bản mệnh chân nguyên chữa trị cho nàng, cũng không phải trong vòng vài ngày liền có thể thấy công. Đừng nhìn huyền thiên thiên đi đường đều là nhảy tung tăng, hoạt bát sắt, kỳ thật nàng là cái mạnh mẽ bệnh nhân. Phong tỷ tỷ, người có hay không đầy 20 tuổi, cũng đã là tiến sĩ rồi, tốt không tầm thường A, à, ta tốt bội phục ngươi. Đúng, Phong tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ gió mẹ kế bị huyền thiên thiên nhiệt tình làm cho rất không có ý tứ vội vàng cầm huyền thiên thiên lục soát xương đá lẩm chởm tay nhỏ luôn miệng nói tiểu muội muội người mới là thật xinh đẹp đường huyên cuống quyết nghiêng đầu đi cố nín cười ý tiêu phàm cũng quay đầu tựa hồ nhịn được rất vất vả tân lâm lạnh nhạt nói gió tiến sĩ ngươi hay là gọi nàng tỷ tỷ đi nàng niên kỷ so ngươi đại đại đương ra nói đùa phải có cái độ cái này phía sau một câu lại là đối uyển thiên thiên nói rất có mấy phân bất mãn từ tân lâm cái giọng nói này cũng có thể nhìn ra được mấy ngày nay uyển thiên thiên cùng tân lâm quan hệ trong đó một mực không có cái gì tiến triển hai nữ nhân ghen tuông kia là nửa điểm đều chưa từng tiêu trừ tỷ tỷ gió mẹ kế cứ việc rất hiểu lễ phép lại hồ nghi đánh giá uyển thiên thiên do dự tựa hồ đối với tân lâm cái này chỉ thị có chút hoài nghi thấy thế nào uyển thiên thiên đều là cái học sinh cấp 3, thân là tiến sĩ gọi một vị học sinh cấp 3 tỷ tỷ là có chút quá phân. Mắt thấy Uyển Thiên Thiên mắt to nháy nha nháy, tựa hồ lại muốn ra yêu thiêu thân, tiêu phàm không thể không ra mặt, vừa cười vừa nói, gió tiến sĩ, Thiên Thiên là ưa thích cùng người nói đùa, nàng nhiên kỳ khả năng lớn hơn người điểm. Già nhi, người cho gió tiến sĩ an bài một căn phòng. Bất kể như thế nào, tại cái này chỉ thủy xem, Tân Lâm mới là chủ nhân, Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên đều là khách nhân. Về phần sự tình khác, ngược lại là không cần đến hắn phân phó, Tân Lâm nhất định sẽ an bài tốt. Ừm, gió tiến sĩ, xin mời đi theo ta đi. Tân Lâm gật gật đầu, lập tức đối gió mẹ kế nói, ngôn từ ở giữa, có chút khách khí, tựa hồ đối với gió mẹ kế rất có hảo cảm, chỉ ít so với Uyển thiên thiên thái độ phải ôn hòa phải nhiều. Được rồi, đa tạ tỷ tỷ. Đối Tân Lâm, gió mẹ kế ngược lại là không chút do dự liền sưng hô một tiếng tỷ tỷ. Liền số tuổi thật sự mà nói, Tân Lâm khả năng so Uyển Thiên Thiên còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút, bất quá chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ, Tân Lâm coi như sau Uyển Thiên Thiên thành thuộc ổn nặng hơn nhiều. Tương đối mà nói, gió mẹ kế vẫn tương đối thích cùng Tân Lâm liên hệ, đây cũng là lẫn nhau họ cách cho phép. Bởi vì cái gọi là vật họp theo loài người lấy bảy phân. Mời chữ số học tiến sĩ trở về giải mê cung, uổng cho người nghĩ ra. Nhìn qua gió mẹ kế lượn lờ mềm mại bóng lưng, Uyển Thiên Thiên chép miệng, nói, trong đầu âm thầm oán thầm không thôi mời tiến sĩ liền mời tiến sĩ đi, làm gì mời cái nữ tiến sĩ. Mời cái nữ tiến sĩ cũng coi như có thể chịu, nhưng còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, là thật không thể nhịn a. À. Thuật nghiệp hữu chuyên công, mặc kệ lúc nào, tin tưởng chuyên gia hay là lựa chọn tốt nhất. Ta không nói nàng không phải chuyên gia, ta nói là cái này chuyên gia tuổi còn rất trẻ thật xinh đẹp quá đẹp mắt. Uyển Thiên Thiên đích nói thầm, ghen tuông 10 phần, tiêu phàm đầu liền đau hắn nguyên bản liền rất cầm huyền thiên thiên đau đầu, lần trước kiên trì cự tuyệt huyền thiên thiên mời, nguyên lai tưởng rằng như vậy chặt đứt cùng cái này ma nữ liên hệ, không ngờ sự tình phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trải qua dương tây chấn một đêm kia về sau, đừng bảo là huyền thiên thiên đã lý trực khí tráng đem mình xem như nữ nhân của hắn, liền xem như tiêu phàm mình, trên tâm lý cũng lên rất biến hóa rõ ràng. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể đem buổi tối hôm đó đủ loại tình hình từ trong đầu của chính mình toàn bộ lao đi không lưu mảy may ấn ký có dạng này tâm tính tiêu chân nhân càng thêm cầm uyển đại đương ra không có cách mau đánh ngồi luyện công đi chớ có biếng nhác tiêu phàm tấm dưới mặt đến quát lớn một câu đây cũng là không có cách tiêu chân nhân chỉ có thể liều mạng giả ra dáng vẻ uy nghiêm tới nếu như để cái này điêu ngoa ma nữ nhìn ra bản thân nội tâm suy yếu còn đến mức nào chỉ sợ từ nay về sau Rốt cuộc thu phục không được nàng luyện công liền luyện công tốt hung cái gì hung quyền thiên thiên lại nói thầm mấy câu phảng phất thật là bị ủy khuất nữ đồ đệ ngay vào lúc này tiêu phàm điện thoại vang lên tiêu phàm cầm lấy xem xét thế mà là mẫu thân giản tú hoa đánh tới mẹ tiêu phàm lập tức nhận nghe điện thoại quyền thiên thiên vốn đang muốn nói thầm vài câu đem tiêu phàm mẫu thân gọi điện thoại tới cũng đành phải thôi đi qua một bên tiểu phàm a bận rộn công việc không điện thoại bên kia giản tú hoa tựa hồ tâm tình không tệ tiêu phàm vừa cười vừa nói mẹ có chuyện gì ngài liền trực tiếp phân phó tốt giản tú hoa cười ha hả nói cũng không có việc lớn gì chính là tối nay đi người có thời gian hay không nếu là có thời gian cùng mẹ cùng đi tham gia cái tụ hội tụ hội cái gì tụ hội a à? tiêu phàm lập tức liền đề cao cảnh giác hắn thật đúng là sợ lão mụ lấy tham gia tụ hội làm tên giới thiệu với hắn đối tượng trước mắt tiêu chân nhân đã vì tình sở khốn, riêng là uyển thiên thiên cùng tân lâm, liền đầy đủ tiêu chân nhân nhức đầu. Mà lại trần dương bên kia, còn không biết về sau làm sao cùng nhiêu vũ đình giải thích. Nhiêu vũ đình cùng trần dương mẫu thân cũng là khuê mật, đã nghiêm túc cho trần dương giới thiệu đối tượng, hay là lão tiêu gia đích tôn, mà kệ có được hay không, tổng cũng phải có kết quả. Nhìn ngươi đứa nhỏ này, cùng mẹ cùng đi tham gia cái tụ hội, ngươi khẩn trương cái gì a à? Giản Tú Hoa lập tức liền nghe ra Tiêu Phàm trong giọng nói để phòng chi ý, nhất thời liền thoảng qua có mấy phân không cao hứng. Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói, mẹ, không có ý tứ gì khác a, à, người biết ta họ cách, không thích lắm tham gia những hoạt động này. Giản Tú Hoa nói, tối nay cái này tụ hội a, à, người tốt nhất là đi tham gia. Diệp Khí Vân diệp bá bá tiểu hài đính hôn, ra ra không phải nói, để ngươi nhiều giúp ngươi một chút cha, thành quan hệ nhân mạch xử lý tốt a. À. Diệp Bá Bá tiểu hài đính hôn, Diệp Linh, đúng vậy a, à, người còn nhớ rõ Diệp Linh a." À. Tiêu Phàm liền cười lắc đầu, hắn có thể không nhớ rõ Diệp Linh a. À. Nói đến, Diệp Linh đường đường chính chính là bạn học của hắn, ban đầu ở tám bên trong cùng nhau đến trường. Thậm chí khi đó còn có như vậy loại thuyết pháp, chính là muốn để hắn cùng Diệp Linh chỗ đối tượng. Diệp Khí Vân là lão gia tử coi trọng nhất tướng tài đắc lực một trong, khó được nữ nhi của hắn trùng hợp cùng Tiêu Phàm cùng tuổi như vậy cùng tiêu chạm kết làm nhi nữ thân gia kia là không thể tốt hơn chỉ bất quá khi đó tiêu phàm cùng diệp linh niên kỷ đều nhỏ các trưởng bối cũng chỉ là đùa giỡn một chút không có ai đường đường chính chính đàm chuyện này nghĩ đến chờ bọn hắn lại lớn một chút không muộn ai ngờ tiêu phàm về sau liền kiên trì bên trên đạo giáo học viện thành người xuất gia diệp linh lại thi đậu đại học danh tiếng tiêu chạm thật là mất mặt từ cũng sẽ không lại sách cái này gốc dạ không nghĩ đã nhiều năm như vậy diệp linh cũng phải lập gia đình mặc dù giản tú hoa nói là đính hôn nhưng đến diệp khí vân bây giờ thân phận địa vị nữ nhi của hắn cùng người đính hôn chẳng lẽ đối phương tương lai sẽ còn hối hôn không thành mẹ diệp linh đính hôn ta khẳng định phải đi a à? tiêu phàm mỉm cười nói này mới đúng mà hai ngươi là bạn học cũ người ta cái này đều đính hôn người đều không đi lộ mặt vậy sao được a à đúng hay không giản tú hoa liền thở phào một cái nói kỳ thật tiêu phàm đáp ứng đi tham gia đêm nay tụ hội hơn phân nửa hay là xem ở Diệp Khí Vân trên mặt mũi, mà không phải là bởi vì Diệp Linh cùng hắn là cao trung đồng học. Tiêu phàm cao trung đồng học nhiều đi, chẳng lẽ mỗi cái đồng học đính hôn đều muốn đi uống rượu mừng. Tiêu chân nhân nhưng không có nhiều như vậy nhàn rỗi, nhưng Diệp Khí Vân nữ nhi đương nhiên không giống. Giản tú hoa vừa rồi nhắc nhở không sai, tiêu lão gia tử xác thực đã phân phó, để tiêu phàm dần dần tham gia tiêu gia trọng đại sự vụ. Tiêu phàm mình không thể lại đi hoạn lộ, vậy cũng chỉ có thể từ bên cạnh giúp đỡ, giúp tiêu gia phát triển nhân mạch. Làm tiêu hệ nhất có danh vọng trung kiên đại tướng, Diệp Khí Vân tự nhiên là đầu vừa muốn giữ gìn mối quan hệ đối tượng. Bất kỳ phe cánh nào, muốn đánh thắng trận, đầu tiên chính là nội bộ muốn đoàn kết nhất trí. Nội đấu châu hao tổn lực lượng cùng tài nguyên, thường thường muốn so ngoại bộ đấu tranh nghiêm trọng hơn nhiều. Cái gọi là ngàn dặm đê bại tại tổ kiến, chính là ý tứ này. Huống chi, tiêu chạm cùng Diệp Khí Vân quan hệ một mực rất tốt, giản tú hoa cùng diệp khí vân phu nhân cũng là khuê mật. Chỉ là như vậy tụ hội, trước kia là không thông suốt biết tiêu phàm, hiện tại giản tú hoa lại muốn cho tiêu phàm làm việc, khuyên hắn đi tham gia. Không hề nghi ngờ, tiêu phàm cố gắng đã có tác dụng, trưởng bối trong nhà đối với hắn càng ngày càng coi trọng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 17